Tô Tử môn chủ thật sự là danh bất hư truyền, Cốc Thiên Phàm quá khen. Chẳng qua cũng vì nghĩa cử của anh ấy, chúng tôi may mắn có loại kiến thức tuyệt kỹ thần châm này. Về sau đời sau cũng vinh hạnh được biết đến loại thần châm này. Chúng ta đều không có chú giải về kiến thức dùng khí ngự châm, cho nên đệ tứ châm cũng vô dụng. Đơn giản tặng người khác, cũng tốt cho đời sau kế thừa lại di sản. Gặp người thiện nó sẽ trở thành báu vật trong bảo khố, gặp người ác thì nó cũng chỉ là tờ giấy trắng mà thôi. Tô Tử khiêm tốn, nói. Đúng vậy, Tần Lạc thật đúng là có phúc duyên. Nếu không tới tham gia cuộc thi này, sẽ không biết cậu ta có năng lực học được đệ tứ châm Thái Ất thần châm. Huống hồ, năm đó Tần Lạc nhẹ nhàng tiến vào nhập thần chi cảnh có lẽ cũng là nguyên nhân khiến hắn tiếp thu quan âm thủ rất nhanh. Vẻ mặt Cốc Thiên Phàm biểu hiện sự suy nghĩ sâu xa, nói, điều làm cho tôi khó hiểu là chiêu thứ tư quan âm thủ trong Thái Ất thần châm như thế nào lại có ở Bồ Tát môn. Vậy chiêu thứ năm ở nơi nào? Tô Tử nâng đầu nghĩ nghĩ, nói, trước kia, tôi cũng có nghi hoặc như vậy. Tôi nghĩ, Thái Ất thần châm có lẽ không phải một người sáng chế. Có lẽ, ba châm ban đầu là do người khác sáng tạo, chỉ có chiêu thứ tư là do các vị tiền bối của Bồ Tát môn sáng tạo. Thời gian đã quá lâu, lại không có điển tịch ghi lại cho nên muốn làm rõ chân tướng sự thực cũng không hề đơn giản. Về phần chiêu thứ năm theo Tần Lạc, có lẽ không có đệ ngũ châm. Không có đệ ngũ châm, Cốc Thiên Phàm chấn động. Ngay cả Âu Dương Mệnh đứng ở bên cạnh nghe lén hai người nói chuyện cũng là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, trong châm phổ một loại sách Thái Ất thần châm có chú giải về ba châm đầu tiên, đệ tứ châm cùng đệ ngũ châm chỉ có tên không có chú giải. Chẳng qua, hơi chút khác biệt là ở phía dưới đệ tứ châm có ghi chú là có người từng sử dụng qua. Còn đệ ngũ châm thì trống rỗng không chú giải. Dường như nói quá nhiều khiến Tô Tử mệt mỏi còn che miệng ngáp một cái. Cốc Thiên Phàm có chút tiếc rẻ, nói. Tô Tử môn chủ, thân thể của ngươi mệt mỏi, hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Không sao, tôi có thể chịu được. Tô Tử liếc nhìn Tần Lạc một cái, khóe mắt mềm mại đáng yêu dịu dàng. Điểm chú ý của Thái Ất thần châm chính là lấy khí ngự châm, lấy lực rút châm. Rút châm không chỉ lấy châm từ huyệt vị ra, mà phải nhẹ nhàng nâng nhập, xoay tròn đều đặn hai bên, đây là kỹ thuật tương đối khó. Hơn nữa, Tần Lạc đồng thời lấy khí ngự hai châm, chẳng phải trình độ gấp hai. Mà là gấp mấy chục lần. Một người có thể đâm một châm rồi lại đâm một châm tiếp theo, liên tục hơn 10 thứ thậm chí mấy chục thứ. Đồng thời dùng khí ngự hai châm, một mạch hóa hai, cái này cực kỳ gian nan. Cốc Thiên Phàm không thể xác định thủ pháp mà Tần Lạc đang sử dụng có phải là Thái Ất thần châm hay không, đến gần mới biết nhìn thủ thuật dùng châm của Tần Lạc gạch dưới thật khác thường. Ánh mắt Tần Lạc nhìn chằm chằm khối u của bệnh nhân, hai chiếc châm trong tay không hề rung động, mà biến sang trạng thái cố định. Châm dài cứng rắn vô cùng. Lúc sau, tay trái của hắn đột nhiên đâm xuống, châm thẳng vị trí khối u của bệnh nhân. Chiếc châm đâm thẳng từ trên khối u tiến vào trong. Trung y chú ý tìm và đặt ra câu hỏi. Thí dụ như người đau bụng, có thể chuẩn đoán rằng trong bụng đã chứa một loại độc tố gì đó. Cho nên, khi điều trị trị liệu, bác sĩ có lẽ phải khai trừ độc tính. Giải độc xong, bụng tự nhiên cũng sẽ không đau. Loại này giống như phương pháp đánh rắn đánh dập đầu. Dùng châm pháp đâm thẳng thân thể bệnh nhân, ở trong trung y thật sự là cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ hung hiểm. Quả nhiên, thân thể người bệnh đang ngủ say trở thành mãnh chiến, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cùng lắm cũng chỉ tỉnh lại rất nhanh rồi bệnh nhân lại nằm ngủ trên giường. Tại phía sau, tay phải Tần Lạc cũng rung động. Chỗ hắn đâm chính là huyệt vị can kinh của bệnh nhân. Bài trừ độc tố cho gan, Tần Lạc dùng châm hai bên tả hữu thúc dục vào, đối thân thể bệnh nhân cũng có không ít lợi lớn. Hai châm tiến vào cơ thể, Tần Lạc cảm giác được cố hết sức. Chưa đến một phút, trên trán hắn đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ xuống. Ánh mắt Lâm Đống nhìn đến một em y tá, ý bảo tiến đến lau mồ hôi cho Tần Lạc. Em y tá thản nhiên cười, trong lòng tràn đầy vui mừng, đang định tiến lên, đã thấy đến một cô gái trẻ đẹp cầm chiếc khăn mùi xoa màu trắng tiến lên trước, nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tần Lạc. Lau xong. Cô gái kia cười cười rồi lui lại đứng phía sau Tô Tử. Thậm chí, nàng còn cố ý trừng mắt nhìn cô y tá, rõ ràng hiện lên một tia uy hiếp. Dám tranh đoạt nam nhân cùng môn chủ của chúng ta, cẩn thận chúng ta sẽ xử lý cô. 5 phút đồng hồ trôi qua, các trợ lý nâng lên bệnh nhân lên, đồng thời hai tay Tần Lạc nhanh như chớp rút hai châm ra. Hộp châm, Tần Lạc không nghỉ ngơi, lại nói tiếp. Lâm Đống chạy nhanh mang hộp châm lại. Tần Lạc đặt hai chiếc ngân châm trên lắp hộp, sau đó,
trợ lý lấy ra hai chiếc châm khác nhau, một chiếc dài một tấc, một chiếc dài 6 phân. Xốc chăn lên để châm, Tần Lạc nói. Hai y tá hiểu ý, nhanh tay kéo chiếc chăn đang phủ trên hai chân của bệnh nhân. Hơn nữa còn đem quần dài của bệnh nhân cuốn về phía trước, tạo điều kiện thuận tiện cho Tần Lạc dùng châm. Tần Lạc lại vận khí để dùng châm, đợi cho ngân châm không hề run rẩy, hai tay của hắn đồng thời đâm châm vào. Lúc này, vị trí đâm châm chính là đầu móng chân của bệnh nhân. Tại huyệt vị của người này, tuyến huyết tương mang theo độc tố được bài trừ ra ngoài. Huyệt vị tại lòng bàn chân dày hơn bình thường, huyệt vị này được mát xa kích thích, có thể khí quan phản ứng trên cơ thể bệnh nhân. Khí quan này cũng biểu hiện ở lòng bàn chân, cho nên, hiện tại bên ngoài nơi có thể thấy được để mát xa, cũng vì kích thích huyệt vị lòng bàn chân để làm cho thân thể được khỏe mạnh. Bằng không, làm sao có thể trị liệu, không có thủ liệu, bụng liệu đâu. Đây là Tần Lạc tối hao phí thời gian một lần trị liệu, hắn thay đổi 4 lần châm, không ngừng nghỉ đâm vào 8 vị của bệnh nhân. Tần Lạc đổi châm lần cuối cùng, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Hắn bơ phờ ngồi trên chiếc ghế, nói, đưa tôi giấy và bút. Lâm Đống không do dự, chạy lại kiểm tra trong ngăn tủ của các y tá, Lâm Đống cầm ra một quyển sổ ghi chép cùng với chiếc bút trở lại. Tần Lạc lắc lắc cánh tay tê dại. Sau đó cánh tay viết rất nhanh vào mắt trái trang giấy một loạt danh mục và số lượng các dược liệu. Viết xong, Tần Lạc mới nhìn thẳng vào Âu Dương Mệnh nói, tôi đã làm xong phần thi giải phẫu ngoại khoa. Âu Dương Mệnh nhìn vào đơn thuốc, sau đó cười hỏi, đây gọi là giải phẫu ngoại khoa theo như lời cậu ư. Đúng vậy, Tần Lạc nói. Âu Dương Mệnh nhìn bệnh nhân vẫn đang nằm mê man trên giường, hắn nói, tôi làm sao xác định được cậu đã trị xong tuyến huyết tương của bệnh nhân kia. Chẳng lẽ chỉ cần nhìn cậu dùng châm đâm trên cơ thể bệnh nhân là có thể chứng minh sao? Trong vòng nửa tháng, khối u này sẽ biến mất. Nếu không tin, các vị có thể tới kiểm tra. Tần Lạc nói. Nửa tháng, chẳng lẽ mọi người phải đợi nửa tháng mới có thể xác định kết quả cuộc thi sao? Vậy ông làm như thế nào có thể xác định được thuật cắt bỏ khối u trên người bệnh là cực kỳ hoàn hảo? Ông dựa vào cái gì cho rằng các khối u sẽ không tái phát triển trên người bọn họ? Tần Lạc hỏi ngược lại. Được rồi, cứ cho điều cậu nói là chính xác, Âu Dương Mệnh nói, nhưng cậu lầm một vấn đề. Vòng 1 của cuộc thi là sát hạch giải phẫu ngoại khoa. Cái mà cậu vừa chẳng lẽ được gọi là giải phẫu ngoại khoa sao? Giải phẫu ngoại khoa Tây Y, tôi quả thật không hiểu. Tần Lạc thẳng thắn thừa nhận, hắn quả thật không học qua Tây Y, chỉ xem qua một ít y học căn bản trên sách báo, nhưng cái tôi dùng chính là giải phẫu ngoại khoa kiểu Trung Quốc. Chẳng lẽ chỉ có dùng dao tạo nên thủ thuật mới gọi là giải phẫu ngoại khoa? Chưa có ai nói như vậy. Tôi cho rằng thành tích của cậu không thể ghi vào kết quả của cuộc thi. Âu Dương Mệnh nói. Tôi nghĩ rằng, quyền quyết định kết quả này nằm trong tay của 3 vị giám khảo trong ban giám khảo. Cốc Thiên Phàm cười ha hả nói. Đây là con cáo già, vô luận hắn nói ra lời lẽ chanh chua đều là một vẻ cười ha hả. Tôi cũng đồng ý từ ban giám khảo phụ trách giám sát. Tô Tử nhìn mắt Âu Dương Mệnh, nói, hơn nữa, châm cứu có thể giải quyết vấn đề, vì cái gì nhất định phải dùng đến dao giải phẫu để tiến hành cắt bỏ khối u. Đúng vậy, thực ra đây là vấn đề tôi muốn hỏi Âu Dương phái chủ. Tần Lạc cuối cùng tìm được cơ hội phản kích, híp mắt nhìn thấy Âu Dương Mệnh hỏi, khối u của người bệnh là u lành, vì sao phải dùng phương pháp giải phẫu để cắt bỏ? Phải biết rằng, u chia làm 2 loại là u lành và u ác. U lành tính chất bình thường. Tính chất mềm mỏng, có màng bao chung quanh, khi bắt mạch u có độ hoạt động nhất định, mặt ngoài bóng loáng, bình thường toàn thân không có triệu chứng bệnh trạng, có điều dễ dàng chữa khỏi. U ác tính mặt ngoài không chỉ trơn nhẵn, tính chất cứng rắn, ranh giới khối u không rõ ràng lắm, thường cố định, không đổi hoạt động, khi giải phẫu khó có thể cắt bỏ hoàn toàn, dễ dàng tái phát, người bệnh thường gầy yếu, thèm ăn nóng để giảm bớt triệu chứng bệnh. Tần Lạc không để cho Âu Dương Mệnh có cơ hội giải thích. Tiếp tục gây sự nói, u lành cũng không nhất định cần cắt bỏ. Phương pháp châm cứu trị liệu, dùng dược vật trị liệu hoặc là xoa bóp huyệt vị, có không dưới 10 phương pháp có thể giải quyết loại u này. Vì sao nhất định phải dùng cắt bỏ? Có câu Âu Dương phái chủ nhất định nghe nói qua, thương cân động cốt 100 thiên. Khi giải phẫu cắt bỏ gây tổn hại đến thân thể người bệnh chẳng lẽ ngài không biết? Ở bệnh viện đều phải cắt, Âu Dương Thanh nhìn thấy Âu Dương Mệnh không gì chống đỡ, ở bên cạnh nói vào giải vây cho phái chủ. Tần Lạc chờ chính là những lời này. Hắn đập bụp một cái trên mặt bàn, chỉ vào Âu Dương Thanh mắng, đúng vậy. Tại các bệnh viện đều làm như vậy,
Bởi vì khi giải phẫu người bệnh sẽ phải trả giá tiền gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Đúng là người khác đều làm như vậy, chúng ta mới không thể làm như vậy. Nếu y thuật là công cụ để vơ vét của cải, thì các vị làm sao có thể gánh vác trách nhiệm trong việc truyền thừa trung y? Nữ nhân nói, nam nhân đáng yêu nhất khi tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Tần Lạc nghĩ, đại khái nói chính là đã biết loại người này. Chương 291, biến cố đột ngột. Âu Dương Thanh vốn là muốn giải vây cho phái chủ, nhưng không ngờ lại bị Tần Lạc nắm được điểm yếu, sắc mặt bỗng dưng lạnh ngắt, kìm nén sự tức giận trong lòng lại, nói, đây là bệnh viện Đông Tây Y kết hợp, dùng biện pháp cắt bỏ hay những biện pháp trung y khác để trị liệu thì tất nhiên là do bệnh nhân quyết định. Bọn họ muốn dùng biện pháp cắt bỏ, vì họ cho rằng như thế sẽ hồi phục hoàn toàn, tôi có thể làm gì được chứ? Anh là bác sĩ, anh nên cho họ những lời khuyên tốt nhất để trị liệu. Nếu anh nói cho họ biết châm cứu và uống thuốc có thể trị khỏi bệnh của họ, thì chẳng lẽ họ vẫn muốn cắt bỏ nó đi hay sao? Tần Lạc phản bác nói. Sự thật là như thế đó. Âu Dương Thanh cố chấp nói. Dáng vẻ vô cùng bất cần, không thèm để ý đến ai. Không còn cách nào khác, Tần Lạc đã nói ra cái quy tắc ngầm của ngành này rồi. Bác sĩ không dùng dao phẫu thuật, thì làm sao có thể thu được nhiều tiền? Cái mà họ mở ra là bệnh viện chứ không phải là nhà từ thiện. Thằng ngu này chỉ Tần Lạc, trong đầu hắn đang nghĩ cái gì vậy không biết. Cũng có một lý do khác nữa là, khi mới lần đầu gặp mặt, Âu Dương Thanh đã có ấn tượng xấu không đâu để hết về Tần Lạc. Thử nghĩ xem, trên thế giới này làm sao lại có kẻ đáng ghét như vậy chứ? Cái quy tắc ngầm này thì ai chẳng biết, nhưng chỉ có một mình hắn ta là bô nói ra ngoài mà thôi. Thế thì đợi cho bệnh nhân tỉnh lại, chúng ta hỏi xem ý kiến của anh ta như thế nào. Xem có phải anh ta chủ động muốn phẫu thuật không? Tần Lạc chỉ vào người bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh nói. Anh, sắc mặt Âu Dương Thanh từ xanh chuyển thành trắng bệch, nhưng lại không biết làm thế nào để tiếp tục cãi lý với hắn. Âu Dương Mệnh vốn định căn cứ vào những biện pháp chữa bệnh sai lầm của Tần Lạc mà tìm cách loại bỏ hắn, không ngờ bây giờ lại bị hắn cắn ngược trở lại, hắn cứ dựa vào cái vấn đề y đức của bệnh viện mà làm khó dễ ông ta. Nhưng, trước mặt bao nhiêu người như vậy? Ông ta cũng không thể không bảo vệ cho thể diện của môn phái của mình được. Vì thế mà Âu Dương Mệnh bèn lên tiếng quát vào mặt Âu Dương Thanh, về việc này thì quả thực là anh đã sai. Ngày sau, hãy nói rõ cho bệnh nhân được biết cái lợi và cái hại của các biện pháp trị liệu, để bệnh nhân tự chọn cho mình phương án trị liệu thích hợp nhất. Kiếm tiền là rất quan trọng, nhưng y đức thì còn quan trọng hơn. Vâng, phái chủ, Âu Dương Thanh ấm ức trong lòng, nhưng không thể không tuân theo được. Âu Dương Mệnh biết là Cốc Thiên Phàm và Tô Tử đều ủng hộ Tần Lạc, nên cũng không đề nghị mọi người giơ tay biểu quyết nhận đính xem phương pháp trị liệu của Tần Lạc có thuộc vào ngoại khoa hay không. Phong Hà, vòng đấu này nên bình chọn ra sao đây? Âu Dương Mệnh nhìn Phong Hà nói, ông đã rất khéo léo đẩn vấn đề nan giải cho hội đồng giám khảo. Bởi vì phương pháp trị liệu của Tần Lạc là châm cứu, không giống với phẫu thuật bên phía ngoại khoa, phẫu thuật có thành công hay không thì đều có thể nhìn ra được. Do vậy muốn đánh giá thành tích của bốn người là một việc vô cùng phức tạp. Phong Hà lúc này cũng nghĩ nát cả óc cũng không thể giải quyết nổi vấn đề nên đành nói, còn phải xem phương pháp trị liệu của ba tuyển thủ khác nữa rồi mới bình luận được. Thế thôi, vậy thì chúng ta quay về đại sảnh trước. Âu Dương Mệnh nói. Tần Lạc cũng đứng dậy từ chiếc ghế salon, đưa phương thuốc mà hắn khai ra nhét vào tay Lâm Đống, nói, đưa cho bệnh nhân bốc thuốc theo phương thuốc này. Một ngày ba lần, bảy ngày một liệu trình. Uống trước ba liệu trình đã. Được, Lâm Đống gật đầu đồng ý nói. Âu Dương Thanh lúc này quay sang nhìn Lâm Đống một cách hằn học, nhưng cũng không dám có hành động gì quá khích, nên chỉ biết đi theo sau Âu Dương Mệnh ra bên ngoài. Trở lại đại sảnh, những tuyển thủ của hai môn một phái đó vẫn chưa hoàn thành xong cuộc giải phẫu. Cái này cũng dễ hiểu thôi vì phẫu thuật vốn là một việc làm rất mất thời gian. Hơn nữa sau khi phẫu thuật kết thúc thì còn phải cẩn thận khâu vết mổ trên thân thể của bệnh nhân một cách kỹ lưỡng. Đây cũng là một việc đòi hỏi tính tỉ mỉ, mất thời gian là chuyện đương nhiên. Vì thế cho nên, đến giờ phú này Tần Lạc mới là tuyển thủ đầu tiên hoàn thành giải phẫu ngoại khoa. Nhìn ba vị tuyển thủ mặc bộ đồ chống sát trùng, tiến hành giải phẫu một cách thuần thục trên màn hình lớn, thì Tần Lạc có cảm giác như thời gian, không gian bị đảo lộn hết cả. Ngày thường, ba người này đều thích mặc những chiếc trường bào màu xám, nói năng thì cổ hủ, có phần kỳ quái khác người. Nhưng khi họ đứng trong phòng phẫu thuật cùng với những công cụ, máy móc hiện đại công nghệ cao được bày biện khắp nơi, thì lại đem mình hòa nhập thành một thể với môi trường nơi đây. Họ là bác sĩ, trước kia cũng thế mà sau này cũng vậy.
Bất luận là ngồi trong phòng thuốc trung y cổ kính cứu nhân độ thế, hay là ở trong một phòng giải phẫu lạnh giá, thì thân phận của họ vẫn là một bác sĩ. Tần Lạc rất vui vì nhìn thấy được sự thay đổi như thế này. Trên đời này không phải cái gì cũng ôm vào học hỏi, cũng chẳng phải cái gì là đồ bỏ đi, mà nên học hỏi cái hay cái đẹp, lọa bỏ những cái thừa thãi mới là chân lý đúng đắn nhất. Tìm kiếm con đường đi riêng cho mình, đó mới là phong cách của người có chí hướng. Lại đợi thêm hơn nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua, Âu Dương Mẫn lúc này là người đầu tiên kết thúc công việc trong tay mình. Tiếp theo đó là lão ma ma của Bồ Tát Môn, người thứ ba đi ra khỏi phòng phẫu thuật là người có bộ râu điển trai của Chánh Khí Môn. Đến giờ, bốn tuyển thủ tham gia so tài mới kết thúc toàn bộ thủ thuật trị liệu. Ba người trong tổ đánh giá lại tập hợp vào một chỗ, bởi vì khi trước Phong Hà đi ra ngoài cùng với Âu Dương Mệnh và mấy người nữa, nên đã bỏ lỡ quá trình lúc trước phẫu thuật của hai môn một phái, còn biện pháp châm cứu trị liệu của Tần Lạc thì hai vị Vũ Đình và Trúc Y đều không hiểu gì cả, vì thế nên, thời gian thảo luận lần này của ba người kéo dài hơn bình thường một chút. Tần Lạc không có cảm giác thời gian đang dần trôi đi. Hắn đẩy Tô Tử đang ngồi trên xe lăn vào một góc trong căn phòng, hai người nhỏ to nói chuyện gì đó với nhau. Mặc dù thời gian gặp mặt rất ngắn ngủi, nhưng hai người lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp. Tần Lạc là một bác sĩ, Tô Tử cũng vậy. Tần Lạc có một lý tưởng, đó là cứu rỗi trung y và Tô Tử cũng thế. Tần Lạc không phải là người ngu dốt, còn Tô Tử thì cực kỳ thông minh. Hơn nữa, giữa hai người giờ đây tồn tại một thứ tình cảm mập mờ khó nói. Dường như có một sợi dây vô hình nối hai người lại với nhau, ở cạnh nhau tuyệt đối không bao giờ cảm thấy vô vị, nhàm chán, mà ngược lại, hai người cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp, không chuyện gì là không nói ra được với nhau. Tất nhiên, nếu không có Cốc Tử Lễ đến phá đám thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Tần Lạc, anh có lo lắng không? Cốc Tử Lễ mở to đôi mắt tròn trịa của nàng, chớp chớp vài cái, chăm chú nhìn Tần Lạc hỏi. Nhìn vào mắt nàng, Tần Lạc lại nhớ đến Bối Bối, thầm nghĩ. Nhất định phải gọi điện cho Bối Bối trước 8 giờ tối nay, nếu không gọi muộn thì e rằng cô bé é đã lại đi ngủ mất rồi. Không đâu, Tô Tử cười cười, trả lời thay cho Tần Lạc. Chị Tô Tử, sao chị biết vậy? Cốc Tử Lễ tò mò hỏi. Bởi vì cái anh ấy muốn thì anh ta đã lấy được nó rồi. Tô Tử nhìn Tần Lạc một cái rồi nói. Anh ấy muốn gì vậy? Cốc Tử Lễ lại quay mặt ra nhìn Tần Lạc, hỏi, Tần Lạc, anh muốn thứ gì vậy? Cái anh ấy muốn đó là thái độ. Tô Tử nói, anh muốn có một thái độ về ngành y, có phải không? Không sai, Tần Lạc gật đầu cười. Người phụ nữ này, bởi vì quá hiểu mình, nên những ý nghĩ nhỏ nhặt này không thể giấu giếm nàng được. Thái độ về ngành y, Cốc Tử Lễ vẫn không thể hiểu nổi. Lần này hai môn một phái mời anh ta đến tham dự, nhưng sự thực là muốn thương lượng việc sáp nhập công hội trung y, còn Tần Lạc đồng ý đến tham dự là có hai lý do. Một là vì muốn phán đoán một chút nhị môn nhất phái chúng ta rốt cuộc là có mấy tuyệt chiêu, hai là muốn thuyết phục. Tô Tử nhìn Tần Lạc nói, anh muốn thuyết phục người của nhị môn nhất phái tham gia vào các việc bên ngoài đúng không? Cứ nấp ở sau lưng mãi cũng không phải là một việc tốt. Tần Lạc cười nói, rượu thơm cũng sợ ngõ sâu, nấp lâu quá rồi thì sẽ bị người đời quên lãng, đến bản thân các cô rồi cũng sẽ quên luôn cả chức trách của mình. Nếu có người luôn đứng bên kiểm tra, nhắc nhở, thì các cô sẽ luôn tự khắc cốt ghi tẩm mình đang gánh vác sứ mệnh kế thừa trung y ở trên mình. Vì thế cho nên, bây giờ không nên lãng phí thêm phút giây nào nữa cả. Hóa ra là như thế. Cốc Tử Lễ gật đầu nói, cha em quý mến anh như vậy thì chắc chắn ông sẽ ủng hộ anh. Tần Lạc đắc ý cười, trước khi hắn đến đây, thì trong đầu đã mơ hồ có suy nghĩ này rồi. Dù sao thì nếu có thể mời được mấy ông to đó đến thì sẽ có độ ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhưng hắn khi đó không biết chút gì về nhị môn nhất phái này cả, lại không quen bất kỳ ai, về việc có thành công hay không thì trong lòng cũng hắn cũng không có gì là chắc chắn cả. Ông trời không phụ lòng người, không ngờ đến tham dự cuộc so tài về y học này lại có cơ duyên như vậy. Trước tiên là quen Cốc Thiên Phàm, một tiền bối rộng lượng, lương thiện, từ bi, sau đó lại phát hiện ra môn chủ của Bồ Tát Môn lại chính là người phụ nữ mà mình đã khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay. Tất nhiên, đứng trên phương diện khác mà nói thì mình cũng là người đàn ông mà người ta đã đau đớn chờ đợi bấy lâu. Chính vì thế nên Tần Lạc tin rằng, nếu mình mời họ một cách thành khẩn thì họ sẽ ra tay giúp đỡ hết mình. Về phần thái độ của Âu Dương Mệnh thì mặc kệ hắn. Mình cũng không phải là nhân dân tệ, để cho hắn phải theo đuổi, bấu víu, cầu cạnh mình. Có được sự ủng hộ của nhị môn, thêm vào đó là công hội trung y mà hắn nắm trong tay.
Tần Lạc không hề lo lắng về sứ mệnh cứu vớt trung y của hắn sẽ bị thất bại. Một lúc lâu sau, ba vị trong đoàn thành viên đánh giá cuối cùng cũng đưa ra ý kiến. Hà Phong bước lên giữa đại sảnh, đang định đánh giá về thành tích của bốn vị tuyển thủ thì đột nhiên, có một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân dưới sự dẫn dắt của Lâm Đống đi đến cửa. Lâm Đống dùng tay chỉ về hướng mà Tần Lạc đang đứng, sau đó hắn nhanh chân chạy về phía hướng Tần Lạc. Tiếp đó, trước bao nhiêu con mắt của mọi người ở đây, người bận bộ đồ bệnh nhân bỗng nhiên quỳ xuống kêu lên cộp một tiếng trước mặt của Tần Lạc, rồi liền một lúc dập đầu ba cái vang lên côm cốp, sau đó đưa mắt lên nhìn Tần Lạc với con mắt đầy cảm kích, xong rồi mới âm thầm đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi. Lâm Đống bước tới, nói, anh ta bị câm, không nói được. Tần Lạc gật gật đầu nói với Lâm Đống, cảm ơn. Cảm ơn tôi làm gì, anh ta đòi đến đây bằng được, tôi chỉ là người dẫn đường cho anh ta mà thôi. Hy vọng việc này sẽ có lợi cho anh, Lâm Đống nhún nhún vai nói, dáng vẻ đầy phong độ. Không lâu nữa, anh sẽ thất nghiệp thôi, Tần Lạc chỉ vào vẻ mặt xanh xao tái nhợt của Âu Dương Thanh nói. Không sao, tôi chỉ làm việc mà tôi thấy là cần phải làm, Lâm Đống cười nói. Sau đó quay người đi thẳng ra khỏi đại sảnh mà không hề chào cấp trên Âu Dương Thanh của mình lấy một tiếng. Ba vị trong tổ đánh giá nhìn nhau một cái, Phong Hà cười khổ nói, mấy người chúng tôi vốn là quyết định để thành tích của Tần Lạc tiên sinh đứng ở cuối cùng, bởi vì tạm thời chúng tôi không có cách nào xác định được tình trạng phục hồi của bệnh nhân có kết quả ra sao. Nhưng, bây giờ, chúng tôi không thể không đưa thành tích của anh ấy lên đứng ở vị trí đầu tiên, bởi vì khi bệnh nhân của người khác vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, không động đậy được. Vậy mà bệnh nhân được anh ấy trị liệu lúc nãy đã có thể quỳ xuống dập đầu được rồi. Mọi người thấy Hà Phong nói rất có lý, lại buồn cười nên tất cả vừa vỗ tay nhiệt liệt vừa cười lớn. Tần Lạc hai tay ôm quyền, tỏ ý cảm tạ mọi người. Đúng lúc Tần Lạc còn đang hưởng thụ cảm giác sùng bái từ những người đàn ông khác và ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến từ những người phụ nữ thì Vương Dưỡng Tâm chạy đến trước mặt Tần Lạc, sắc mặt nhợt nhạt, thấp giọng nói, Tần Lạc, có chuyện rồi. Ông nội bảo chúng ta phải quay về một chuyến. Chương 292, tụ chân sát thủ 1. Tần Lạc có phần mệt mỏi, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, hỏi, chúng ta tập hợp ở đâu đây? Vừa mới châm cứu xong cho bệnh nhân, còn chưa hồi phục thể lực thì đã bị ông gọi điện thoại kêu về rồi. Thực đúng là mệnh khổ. Khuynh Thành Building, ông nội cùng mấy người nữa đều tập hợp ở công hội. Vương Dưỡng Tâm đáp. Xem ra ông đã chuẩn bị cho chúng ta một chuyến đi xa rồi đây. Tần Lạc cười khổ nói. Là điện thoại của Phó Bộ trưởng Thái. Ông ấy hy vọng công hội trung y của chúng ta có thể cho người đến trợ giúp khẩn cấp đội cứu viện. Vương Dưỡng Tâm giải thích. Tần Lạc gật gật đầu, nhìn Âu Dương Lâm đang ngồi chăm chú lái xe cười hỏi. Anh trốn ra ngoài thế này, cha anh có đồng ý không? Tôi chưa nghĩ đến vấn đề này. Âu Dương Lâm trả lời bằng cái giọng lạnh như băng. Trải qua sự kiện lần này, thì sự uy phong trên người hắn đã bị bào mòn hết cả, giờ đây hắn trở nên âm trầm lặng lẽ, nhưng lại rất lạnh lùng. Âu Dương Lâm vì vòng đầu tiên trong sự kiện thi đấu đã bị cha mình bỏ luôn cái danh hiệu người thừa kế của hắn xuống, rồi phạt hắn bế quan 3 năm không được ra ngoài, nghe tin Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm phải tạm thời rời khỏi cuộc so tài y học này, nên đã lái xe đến trước đợi ở cổng khổ tế đường. Hắn một câu cũng không phản đối, chỉ im lặng, cam tâm làm một tài xế bất đắc dĩ. Tần Lạc cũng không hỏi anh ta xem vì sao lại đi theo mình. Bên cạnh người anh hùng thì luôn có một vài người theo đuổi đi cùng. Đã là anh hùng thì phải biểu hiện cho ra khí phách của một anh hùng. Cái khí phách này biểu hiện thế nào đây? Ngoài đẹp trai ra thì bọn đàn em đi theo bên mình cũng phải là một số lượng lớn. Chỉ là, đường đường là một người thừa kế của quỷ y phái, vậy mà lại trở thành một tài xế như vậy. Nếu việc này mà để người sợ mất thể diện như Âu Dương Mệnh và đệ tử trong quỷ y phái biết được thì chắc đã tức đến hộc máu miệng ra mất. Ngồi ở ghế điều khiển phụ là Lâm Đống, nhưng anh ta lại là một người sùng bái Tần Lạc. Đó là một người thông minh. Khi Tần Lạc cần đến sự giúp đỡ, thì anh ta đem đến một bệnh nhân được Tần Lạc cứu chữa quỳ xuống dập đầu trước mặt Tần Lạc. Sự việc diễn ra như vậy làm cho hình tượng của Tần Lạc trong giây lát cao lớn huy hoàng hơn rất nhiều. Cũng chính vì điều này mà làm cho ba người trong tổ đánh giá phải thay đổi thứ tự của Tần Lạc trong trận đấu. Có được lòng người là sẽ có được thiên hạ, thứ mà hắn tặng Tần Lạc, đó chính là lòng người. Nhưng, kết cục của hắn thì đã sớm được Tần Lạc dự liệu rồi. Âu Dương Thanh rồi sẽ sa thải hắn ngay thôi. Một người kiêu ngạo như Âu Dương Thanh thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của thuộc hạ mình như thế chứ? Vì vậy mà,
Tần Lạc liền thu nạp một cách không khách khí hai con chim nhỏ không có nhà để về này. Âu Dương Lâm lớn lên ở Kinh Thành, vì thế nên hắn rất đỗi quen thuộc với Yến Kinh. Để cho hắn làm tài xế thì đúng là một việc không thể thích hợp hơn được nữa. Xe được dừng lại ở cổng của tòa lầu quốc tế Khuynh Thành, Tần Lạc liền đẩn cửa xe, bước nhanh về phía bên trong tòa lầu. Vừa mới đi đến đại sảnh thì bị hai tên bảo vệ ở cửa chặn lại. Tiên sinh, xin tiên sinh hãy xuất trình thẻ làm việc, một tên bảo vệ nói. Thẻ làm việc, Tần Lạc quay đầu nhìn Vương Dưỡng Tâm một cái, nhưng hắn chỉ biết nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, ý nói hắn cũng không biết chuyện này là thế nào. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa làm, Tần Lạc xấu hổ nói. Từ khi công hội Trung Y thành lập, hắn chỉ tham dự có mỗi lễ khánh thành. Còn những lúc khác thì chưa từng đến công hội lần nào. Khi đó, chỗ này không có cửa soát thẻ như thế này, lại càng không có hai tên bảo vệ này, sao lại thay đổi nhanh như vậy được nhỉ? Có điều là, bất luận có biến đổi thế nào, thì họ cũng phải nhận ra mình chính là người sáng lập ra công hội Trung Y chứ. Văn hóa doanh nghiệp của công ty này làm việc thế nào vậy? Lẽ nào không treo ảnh mình lên tường hay là in ảnh mình vào trang đầu của sách tuyên truyền hay sao? Vậy thì mời anh xuất hành giấy chứng minh nhân dân, đăng ký ở đây. Mấy người muốn tìm bộ môn nào? Công hội Trung Y, Tần Lạc nói, mặc dù biết là thời gian đáng quý nhưng vẫn rút chứng minh thư nhân dân từ trong túi ra, chuẩn bị đăng ký. Đúng vào lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình cao gầy, bận bộ đồ công sở từ bên ngoài đi tới. Khi đi ngang qua nơi đăng ký, vô tình liếc mắt lướt qua thì lập tức phát hiện ra một bóng hình thân quen. Nàng hơi chần chờ, bèn nhanh chân bước về phía Tần Lạc, nói, Tần tiên sinh, sao anh lại ở đây? Tần Lạc quay đầu lại, thì thấy đó là Lô Vĩ, người trợ lý trước của Lệ Khuynh Thành, liền cười nói, tôi có việc muốn đến công hội Trung Y, nhưng lại không có thẻ ra vào, hai vị đại ca này bảo tôi qua đây đăng ký. Lô Vĩ ngày trước là trợ lý của Lệ Khuynh Thành trong quốc tế Khuynh Thành. Vì để sản xuất ra kem dưỡng da Kim Dũng dùng phục vụ quân đội, nên lại phải đăng ký thành lập một công ty mới. Bởi vì năng lực của Lô Vĩ nổi trội, nên đã được Lệ Khuynh Thành cho đi phụ trách công ty mới này. Địa chỉ làm việc của công ty này cũng ở trong tòa nhà Khuynh Thành này, vì thế nên, nàng ta xuất hiện ở đây không hề làm người ta cảm thấy kỳ lạ. Lô Vĩ rút chiếc thẻ màu vàng của mình đặt ra bàn đăng ký, nói, tôi là Tổng Giám đốc của Quốc tế Khuynh Thành, vị này là Hội trưởng của Công hội Trung Y. Tần Lạc tiên sinh, chỉ có điều là anh ấy rất ít khi đến đây, nên tạm thời không có thẻ làm việc. Xin hai người thông cảm một chút. Nữ tiếp tân xinh đẹp trước bàn đăng ký bận bộ đồ công sở màu đỏ, cùng với tên bảo vệ bận áo trắng quần đen lúc này mới biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt họ đây mới là ông chủ của họ, liền đứng ra hành lễ tạ lỗi với Tần Lạc. Tần Lạc khoát tay cười nói, không sao, dù sao thì tôi cũng đăng ký xong rồi. Hắn chỉ vào hai người đứng phía sau hắn, nói. Họ không cần phải đăng ký nữa chứ. Chúng tôi có việc gấp phải lên lầu. Được, không vấn đề gì. Viên bảo vệ gật đầu liên tục đáp. Chúng ta đi thôi, Tần Lạc cầm lấy giấy chứng minh nhân dân của mình, đem theo mấy người bước nhanh đến cửa thang máy. Đợi đến khi họ đều đã bước vào trong thang máy thì mấy người đang đứng nghiêm người bây giờ mới thở phào một cái. Thế là xong đời rồi. Sao tôi lại đắc tội với hội trưởng chứ, nghe nói cả cái lầu to này đều là của anh ta. Anh ấy sẽ không sa thải tôi chứ? Viên bảo vệ ban nãy ngăn Tần Lạc lại khóc lóc thảm thương nói. Anh đánh giá cao mình quá đấy. Người ta là một nhân vật lớn như vậy, làm gì có chuyện nhớ được anh là ai cơ chứ? Hơn nữa, làm gì có ông chủ nào lại không thích nhân viên của mình chăm chỉ làm việc chứ? Chưa biết chừng ngày sau anh ta còn đề bạt anh cũng nên đấy. Một viên bảo vệ khác cười an ủi nói. Đúng đấy, đừng đem lòng dạ tiểu nhân ra đo lòng dạ người quân tử. Nhìn điệu bộ của anh ấy khi cười, thì tôi nghĩ là anh ấy không phải là loại người như vậy. Nhưng, ông chủ của chúng ta trẻ quá thì phải, lại còn đẹp trai nữa chứ. Gạch dưới một nữ tiếp tân nói với vẻ mặt đầy phấn khích. Tiếp đó, nàng thừa dịp người khác không để ý, ôm luôn quyển sổ đăng ký vào lòng, sau đó xé trang đăng ký có tên và số chứng minh nhân dân của Tần Lạc xuống, nói, đây là của tôi, các anh không được tranh với tôi phải cất giữ nó cẩn thận mới được. Mấy người khác mặc dù tiếc nuối vì mình không ra tay sớm, nhưng cũng chỉ nói những lời như muốn nữ tiếp tân này mời cơm gì gì đó rồi buông tha cho nàng. Không có ai kiên trì muốn đòi lại tờ giấy đó cả. Thế nhưng, họ không biết rằng họ đã nhận được gì và mất đi cái gì. Cô gái đó sau khi lấy được tờ giấy ký tên đăng ký của Tần Lạc, mấy năm về sau, nàng ta đem tờ giấy đó đi bán đấu giá,
được một cô gái đeo một cặp kính đen ra giá 100 vạn USD, một cái giá trên trời để mua nó. Mấy người còn lại không tranh chấp tờ giấy đăng ký của Tần Lạc đó thì đã bỏ lỡ một cơ hội thay đổi cả vận mệnh cuộc đời. Cuộc sống chính là một hộp sô-cô-la. Bạn vĩnh viễn không thể biết được rằng bạn sẽ đột nhiên nhận được một cái gì cả. Gạch dưới. Sao ngoài cửa lại quản nghiêm ngặt như vậy? Tần Lạc khẽ cau mày. Hắn không thích cái kiểu kín cổng cao tường này cho lắm, làm cho hắn có cảm giác công hội trung y của mình nghiêm túc giống như mấy tòa lầu của chính phủ vậy. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Lộ Vĩ nhìn thấy lông mày của Tần Lạc nhíu lại như vậy thì cẩn thận giải thích, từ khi công hội trung y thành lập đến nay, ngày nào cũng có người ôm tài liệu đến muốn nhập hội, và còn vô số bệnh nhân chạy đến đây muốn được cứu chữa, có người thậm chí còn đem cả chăn đến nằm luôn ở đại đường, nếu không trị liệu cho họ, thì họ sẽ nằm ngủ luôn ở đó mà không chịu rời đi ăn, uống, đại tiểu tiện, lại còn vứt rác bừa bãi. Người càng lúc càng đông, nhân công căn bản là không đủ để đối phó lại. Nên chỉ có thể thực thi chế độ soát thẻ và đăng ký như vậy thôi. Tần Lạc cười khổ, bản tính con người là vậy, không phải bạn đưa cho người ta một cái lá mà người ta có thể trả lại cho bạn cả một khu rừng được. Còn không biết bao nhiêu con sâu quấy rối ở bên trong, làm hỏng cả một nồi canh thơm ngon mát bổ. Bất kể khi nào, bất kể nơi đâu, bất kể ở địa điểm nào thì đều không thiếu những con sâu như vậy. Nếu ai cũng ghê gớm, vô lại như thế thì trật tự làm việc của công hội trung y sẽ rối loạn hết cả lên. Đến lúc đó còn nói gì đến chuyện cứu vớt trung y nữa chứ? Giải quyết thế nào với những bệnh nhân đó? Tần Lạc hỏi. Những người nào có gia cảnh không tốt thì sẽ do công hội trung y phụ trách chữa trị. Còn những người có gia cảnh kha khá thì sẽ đưa họ đến những bệnh viện gần đây. Công hội trung y cũng chỉ có ngần đó bác sĩ, không thể làm xuể được. Lộ Vĩ mặc dù không thuộc hệ thống của công hội trung y, nhưng nàng biết rất rõ một điều, đó là bất kể nàng thuộc công hội trung y hay quốc tế khuynh thành, thì cũng đều được nắm giữ bởi người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đây. Cho nên, nàng cũng cố gắng nói giúp vài câu cho những đồng nghiệp bên công hội trung y. Tần Lạc cũng rất hài lòng với việc sắp xếp như vậy, hắn liền nói với Lô Vĩ, cô đi làm việc đi. Chúng tôi trực tiếp đến công hội trung y được rồi. Vâng, Tần tiên sinh có cần gì thì cứ gọi cho tôi. Lô Vĩ cười nói. Rồi đưa tấm danh thiếp của mình vào tay Tần Lạc. Tần Lạc liếc nhìn nàng ta một cái rồi tiếp lấy tấm danh thiếp. Người phụ nữ nào cũng có chút khôn lỏi. Nếu biết cách biểu hiện ra ngoài một cách thích hợp thì cũng không hề gây mất cảm tình từ người khác chút nào. Nhưng, nếu cho rằng mình là người thông minh nhất thiên hạ thì đó là một người ngu ngốc nhất. Công hội trung y là một cơ cấu lớn, chiếm lĩnh 3 tầng làm việc của quốc tế khuynh thành. Thang máy dừng ở tầng 8, Tần Lạc đem theo Vương Dưỡng Tâm, Âu Dương Lâm và Lâm Đống đến khu hành chính của công hội trung y. Tần Lạc sau khi báo tên mình xong, thì cô thư ký ở bàn tiếp tân dẫn bọn họ đến phòng hội nghị. Lúc này mọi người đã ngồi chật ních trong phòng hội nghị, ngồi ở phía trước là Lâm Hoán Khê, sư phụ của Tần Lạc, Vương Thu Thân, thư ký của Thái Công Dân, Minh Hạo, và còn một đám nhân vật mà Tần Lạc không biết. Nhìn thấy Tần Lạc đến thì mọi người đều lần đứng hết cả lên chào hắn. Bất luận là quen hay không, Tần Lạc đều cười chào hỏi họ rồi hàn huyên đôi câu, sau đó ngồi cạnh Lâm Hoán Khê, hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Trong điện thoại nói cũng không rõ lắm, ai có thể giải thích cho chúng tôi hiểu. Chương 293, tụ chân sát thủ 2. Minh Hạo ngồi ở phía bên tay phải nói, hay là để tôi giải thích cho? Tần Lạc gật đầu cười nói, làm phiên Minh đại ca rồi. Khách sáo thế làm gì chứ? Chuyện về sau này. Tôi còn phải làm phiền mấy người mà. Minh Hạo nói, ngay sau đó, anh ta liền nghiêm mặt lại, nói, trong bộ nhận được báo cáo từ tỉnh Vân Điền, chỗ họ có một huyện thành, có không ít người bị một loại muỗi kỳ quái đốt cho bị thương. Hiện nay đã xuất hiện 4 trường hợp bị tử vong, bọn họ đã tạm thời điều tổ chuyên gia Đông Tây Y đến địa phương đó, mặc dù hiện tại đã tạm ngăn chặn được tình hình nghiêm trọng trước mắt, nhưng lại không có biện pháp gì đối phó được với loại virus này. Những người bệnh trúng độc đó nếu mà không được điều trị kịp thời, thì tỷ lệ tử vong sẽ tiếp tục gia tăng. Trên bộ sau khi nhận được báo cáo này, thì ngay lập tức quyết định thành lập một tổ chuyên gia đến đó trợ giúp. Minh Hạo nhìn Tần Lạc nói, dựa theo ý của bộ thì đội cứu viện khẩn cấp lần này gồm có 10 bác sĩ trung y và 20 bác sĩ tây y. Bên tây y thì chủ yếu là điều động các bác sĩ giỏi nhất từ những bệnh viện lớn ở Yến Kinh, còn bên trung y thì... Gạch dưới Phó Bộ trưởng Thái có ý là muốn có được sự tham gia cứu viện của công hội trung y. Tôi không có ý kiến gì hết, chỉ cần chúng tôi làm được, thì sẽ dốc hết sức mình. Tần Lạc kịp thời tỏ thái độ nói,
Tình hình phát bệnh của bệnh nhân là thế nào? Có đặc tính gì rõ rệt không? Kết quả thảo luận của mọi người ra sao? Theo như báo cáo mà tỉnh Vân Điền gửi đến, thì thủ phạm đi đầu chính là tụ chân sát thủ, gạch dưới một loại muỗi mặt người gây nên. Minh Hạo vừa nói vừa đưa ra một xấp tài liệu. Tần Lạc đón lấy tập tài liệu, nhìn một lát rồi nói, tình trạng phát bệnh của bệnh nhân có phần giống với sốt xuất huyết. Chỉ có điều vẫn chưa được đến hiện trường tận mắt quan sát, nên chúng tôi cũng không nắm chắc một cách chính xác được. Minh Hạo đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, bây giờ là 12 giờ 3 phút trưa. Nếu cậu đồng ý đem theo người đi đến đó thì chúng ta sẽ tập trung ở sân bay Yến Kinh vào lúc 2 giờ 30 phút. Có máy bay chuyên dụng đưa chúng ta đến sân bay Vân Điền. Sau khi đến đó, sẽ có người của tỉnh Vân Điền đến đón chúng ta. Chúng ta, Tần Lạc hỏi lại. Minh Hạo gật đầu, nói, đúng vậy, Phó Bộ trưởng Thái đã giao trọng trách nặng nề này cho tôi. Tổ chuyện ra lần này sẽ do tôi dẫn. Tần Lạc gật gật đầu cười với anh ta, biết đây là Thái Công Minh đào tạo trợ thủ bên cạnh mình. Hắn quay đầu ra nói với Lâm Hoán Khê, hiện giờ bên cạnh anh có 4 người, em tìm thêm cho anh 6 người thích hợp nữa trong công hội nhé. Em đã chuẩn bị xong đâu đấy hết cả rồi. Lâm Hoán Khê nói, chỉ có điều, em còn chuẩn bị thêm 2 người nữa. Nàng không hề biết lần này Tần Lạc lại đưa về thêm 2 đàn em, nên đã chuẩn bị trước 8 người cho hắn. Tần Lạc rất cảm kích sự thấu hiểu lòng người của nàng, muốn đưa tay ra vỗ vỗ vào đùi nàng, nhưng thiết nghĩ chỗ này không được thích hợp cho lắm, nên lại ngượng ngùng thu tay về. Lâm Hoán Khê hơi nhếch miệng cười hiểu ý, nhưng đó chỉ là một nụ cười thoáng qua, Tần Lạc không hề phát hiện ra ẩn ý đó của nàng. Đây là danh sách, Lâm Hoán Khê đưa cho Tần Lạc danh sách mà nàng đã chuẩn bị từ trước, nói. Tần Lạc nhìn một lượt rồi nói với Vương Tu Thân, sư phụ, người có tuổi như vậy rồi. Không cần đi theo bọn con đâu, Vân Điền núi cao đường xa, giao thông lại không thuận tiện, sức khỏe của người. Gạch dưới. Không sao, cái thân già này vẫn có thể lăn lộn được, Vương Tu Thân nói. Tần Lạc liếc nhìn Vương Dưỡng Tâm một cái rồi nói, sư phụ. Người cứ ở lại Yến Kinh đi, chỗ này của chúng ta cũng cần có một lão tướng ở đây mới được. Hơn nữa, chúng con sẽ báo cáo kịp thời tất cả tình hình ở đó cho người. Người tuy ở Yến Kinh nhưng cũng có thể chỉ huy chúng con làm việc. Tần Lạc đã từng tới Vân Điền, nên hắn biết địa hình nơi đó nguy hiểm chừng nào, hơn nữa, hiện giờ ở đó đang là mùa mưa nước lớn, khí độc tràn ngập khắp nơi, rất có hại cho sức khỏe con người. Người trẻ tuổi còn có thể cố được, nhưng sư phụ cũng tuổi cao sức yếu rồi, lại phải đi theo chịu đựng sự cực nhọc này, Tần Lạc thực sự lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Vương Tu Thân cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ trong câu nói của Tần Lạc, bèn cười nói, được rồi. Ta cũng không đi theo làm vướng chân vướng cẳng mấy người thanh niên trẻ các cậu nữa. Nhưng mấy người các cậu phải thông báo kịp thời tình hình ở đó về Yến Kinh nhé. Các cậu cũng phải để một ông già như ta đây góp một phần nhiệt huyết còn lại cho cái quốc gia này. Chúng con sẽ làm thế, Tần Lạc nói. Hội nghị kết thúc, Tần Lạc đi theo sau Lâm Hoán Khê đến phòng làm việc của nàng. Tiện tay cầm lấy thẻ cửa phòng làm việc, Tần Lạc bèn ôm chầm lấy Lâm Hoán Khê từ đằng sau. Sau đó hôn lên chiếc cổ trắng nõn thon dài của nàng. Lâm Hoán Khê dùng mình lên một cái, nhưng cũng không dãy dụa gì cả, để mặc cho Tần Lạc thích làm gì thì làm. Anh nhớ em quá, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê không nói gì, chỉ giơ hai tay ra ôm chầm lấy Tần Lạc vào lòng mình. Vừa mới về đã lại phải đi, em có trách anh không? Tuy Tần Lạc bận bịu đủ thứ nhưng vẫn có thời gian lên tiếng hỏi những câu hỏi linh tinh như thế này. Không đâu, em biết. Anh có rất nhiều việc phải làm, Lâm Hoán Khê dịu dàng đáp. Anh có chuyện này muốn nói với em, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê khẽ lên tiếng đáp lại. Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc, rồi lại thở dài một hơi, nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Hay là để khi nào về hãy nói đi, bây giờ chúng ta, làm một số việc khác đã. Khi Tần Lạc nói, thì đôi tay không ngừng sờ mó, vuốt ve hai bầu ngực mềm mại to tròn qua một lớp áo mỏng của Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê chộp luôn lấy cái tay hư của hắn, nói, không đủ thời gian nữa đâu. Sao lại không đủ, anh nhanh lắm, Tần Lạc nói. Chấm, anh phải đi tắm trước đi đã. Lâm Hoán Khê cắn môi nói. Chấm, gạch dưới. Khát vọng không được đáp ứng của người đàn ông đáng sợ không kém gì người phụ nữ đã đến tuổi. Nên, cho đến khi xe đã đến sân bay Yến Kinh thì Tần Lạc vẫn lì mặt ra, gần như không nói câu nào. Mọi người đều cảm nhận được dường như Tần Lạc đang giận dữ điều gì đó, nên cũng không có ai dám dây vào.
Còn hai người Lâm Đống và Vương Dưỡng Tâm thì lại rất tâm đầu ý hợp, bọn họ cứ nói chuyện không ngừng suốt dọc đường đi. Thỉnh thoảng lại truyền đến tai Tần Lạc những tiếng cười lớn, làm cho hắn càng thêm khó chịu. Sao hai người đàn ông to xác thế này, mà lại có lắm chuyện cần nói thế không biết? Trẻ thế này đã nói nhiều như thế, thì có khi về già có lẽ trên miệng phải lắp thêm cái nòng giảm thanh mất, rõ là nói lắm. Đi qua đoạn đường đặc biệt được bộ quân đội xây dựng, dòng xe chạy suốt đến đỉnh Cơ Bình mới dừng lại. Minh Hạo và mấy người bận bộ đồ dằn di đã dừng xe ở đó từ lâu rồi, nên khi nhìn thấy Tần Lạc cùng mấy người đi xuống liền nói, mau đi đăng ký lên máy bay đi, những người khác đều đã đến đông đủ cả rồi. Tần Lạc gật gật đầu, bèn đem theo ba người hộ vệ cùng với sáu người trong công hội trung y đi đăng ký. Khi Tần Lạc cùng mấy người đi đến cabin, thì phát hiện ra chiếc phi cơ chuyên dụng này đã ngồi chật ních người. Nói là điều động 20 người bên Tây Y, nhưng nhìn số người ở đây thì có vẻ nhiều hơn nhiều con số đó. Trong đó có cả những người trạc tuổi trung niên và những người trung niên bận những bộ vest cách điệu, cũng có những người trẻ tuổi khoảng chừng 20. Nhìn cũng đoán ra được, những nhân vật này chắc là đệ tử hoặc trợ lý của những bác sĩ kia. Nói thực, nhiệm vụ lần này mặc dù vô cùng gian nan, nhưng nếu họ có thể vinh quang hoàn thành nó, thì mỗi người bọn họ đều đạt được những lợi ích là vô cùng lớn. Đặc biệt là những người trẻ tuổi vừa mới bước chân vào ngành kia, nếu họ có thể trải nghiệm qua lần này, thì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tiền đồ của họ sau này. Đây cũng là nguyên nhân mà những chuyên gia kia tìm đủ mọi cách để đem theo bằng được đệ tử của họ đến. Nhìn thấy Tần Lạc mặc một bộ trường bào đi ở phía trước, không biết vì sao mà những bác sĩ Tây Y này đột nhiên cười lên một cách ăn ý, tựa như phát hiện ra một loài động vật quý hiếm vậy. Vương Dưỡng Tâm sắc mặt lạnh đi, muốn lên tiếng quát lại. Tần Lạc như cảm giác được sự phẫn nộ của cậu ta, liền quay đầu lại nhìn Vương Dưỡng Lâm một cái rồi lắc đầu cười cười. Mấy người trung y còn lại cũng cảm thấy hội trưởng của mình bị người ta cười nhạo, mặc dù tạm thời bọn họ vẫn chưa quen anh chàng hội trưởng này, vì họ gần như chưa từng tiếp xúc với Tần Lạc bao giờ. Ngược lại, họ càng thấy tôn trọng Lâm Hoán Khê hơn, một cấp trên lạnh lùng ít nói nhưng lại làm việc gì ra việc nấy. Nhưng vào lúc này thì bọn họ cũng coi mấy tên Tây Y vừa cười chế nhạo Tần Lạc như một kẻ thù, tất cả đều quay ra nhìn ra phía bọn Tây Y đang cười ha hả với một ánh mắt khó chịu. Mọi người tìm chỗ ngồi đi, chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, Tần Lạc lớn tiếng nói. Thấy hội trưởng phát lệnh, mọi người mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng vẫn đặt hành lý của mình vào một chỗ rồi ngồi xuống. Minh Hạo đăng ký cuối cùng nên không thấy được chuyện nhỏ không vui vừa mới xảy ra giữa hai bên Đông Tây Y. Sau khi vào trong này thì Minh Hạo liền lớn tiếng nói, mọi người thắt dây an toàn vào, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Đợi sau khi máy bay cất cánh, tiến sĩ Cát Hồng Tân sẽ giới thiệu cho mọi người biết về một số tình hình cơ bản trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Tranh thủ làm cho mọi người sớm có tinh thần chiến đấu. Khi máy bay bắt đầu ù ù bay trên không, đi vào trong một tầng mây, thì một bác sĩ có thân hình cao gầy lên tiếng nói, chào tất cả mọi người, tôi là Cát Hồng Tân. Tôi rất vinh dự được cùng với quý vị chấp hành nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp lần này. Đồng bào của chúng ta đang đứng trên bờ vực sống chết, tôi hy vọng là mỗi người chúng ta đều sẽ tận tâm tận lực, nhanh chóng tìm ra biện pháp diệt trừ virus. Trước khi giới thiệu tình hình nhiệm vụ lần này, tôi có một số vấn đề muốn hỏi mọi người một chút. Cát Hồng Tân nhìn lướt một lượt cabin, hỏi người ngồi trước mặt mình, vị tiên sinh này họ gì vậy? Họ Tần, tên Lạc, Tần Lạc nói. Tần tiên sinh, chào anh, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi. Anh có biết muỗi có bao nhiêu loại không? Không cần nói con số cụ thể, chỉ cần nói con số đại khái là được rồi. Tần Lạc lắc đầu một cách dứt khoát nói, tôi không biết. Ngày nào hắn cũng bận bịu như vậy, làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu xem muỗi có bao nhiêu loại cơ chứ? Chính vì vậy mà mấy người bên Tây Y tựa như nghe được một chuyện nực cười nhất trên thế giới, nên tất cả lại cười ầm lên một lần nữa. Vương Dưỡng Tâm lại cảm thấy điên hế cả tiết, Tần Lạc liền vỗ vỗ vào đùi hắn, có ý bảo hắn không nên xúc động như vậy. Cát Hồng Tân khoát khoát tay rất có phong độ, ý bảo mọi người không được cười nữa, rồi lại hỏi tiếp, vậy anh có biết, đặc tính, tập tính của bướm mặt người là gì không? Không biết, Tần Lạc lên tiếng đáp lại. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, Tần Lạc cũng cười theo một cách thân thiện, cứ như là người mà bị mọi người cười nhạo không phải là hắn vậy. Xem ra, tôi phải giải thích vấn đề này cho mọi người biết. Cát Hồng Tân đắc ý nói, hiểu rõ được hai vấn đề này thì mới coi như hiểu được nhiệm vụ sơ bộ, và mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là gì. Và kẻ thù mà chúng ta cần phải đối phó lần này là ai?
Đúng vậy, kẻ thù là ai, vấn đề này nhất định phải làm rõ ràng, chính xác. Tần Lạc lên tiếng tán thành, nếu không, tôi lại tưởng kẻ địch mà mấy người muốn đối phó là tôi cơ đấy. Chấm, gạch dưới. Cabin đột nhiên im lặng như một vùng đất chết, mọi người nhìn nhau, sau đó quay đầu ra nhìn Tần Lạc. Hắn hơi nhếch mép lên, cười tươi như hoa nở. Người này, sao lại ăn nói như vậy chứ? Thật là đáng ghét. Chương 294, tụ chân sát thủ 3. Phen này, Tần Lạc như chọc nhầm phải một tổ ong vò vẽ vậy. Những giáo sư, chuyên gia vốn là cùng một hệ thống hoặc là bạn tốt của nhau, nên ngay lập tức tất cả bọn họ đều trở thành một hội, cùng phát động phản kích Tần Lạc cùng với những người bên phía Trung Y đi cùng hắn. Anh này ăn nói thế nào thế? Ai coi anh là kẻ địch chứ? Anh có xứng đáng không? Đúng vậy, có ai đã nhìn vào anh, coi anh như kẻ địch chưa? Anh tự đánh giá cao mình quá đấy. Người gì thế không biết, nói thật là khó nghe, một chút tố chất con người cũng không có. Nhìn bộ đồ anh ta mặc kìa, đúng là đồ cổ lỗ sĩ. Loại người như vậy sao có thể trà trộn vào trong đội ngũ chuyên gia được cơ chứ? Yêu cầu đuổi bọn họ xuống. Chủ nhiệm Trần, anh ác quá đấy. Hiện giờ máy bay đã cất cánh rồi, anh muốn đuổi người ta xuống, thế không phải là ép người ta nhảy máy bay sao? Gạch dưới gạch dưới. Vương Dưỡng Tâm không thể kìm nổi sự tức giận đang đè nén trong người mình được nữa, giơ tay chỉ vào bên Tây Y chửi, các người là cái thá gì? Nhân phẩm thì không có, y đức cũng tồi, chỉ thích tụng năm tụng ba vào để lợi dụng, hoặc ức hiếp người khác để mà thỏa mãn tính sĩ diện trong con người mình. Những suy nghĩ xấu xa trong bụng của mình bị người khác nói trúng tim đen, thấy xấu hổ, không chịu được phải không? Cảm thấy khó chịu rồi hả? Chúng bay muốn phổ cập kiến thức thì đi mà hỏi Tây Y chúng bay ấy. Bao nhiêu Tây Y kia kìa sao không hỏi, hỏi chúng tôi làm gì? Có mấy người Trung Y đi nghiên cứu xem mũi có bao nhiêu loại chứ? Mấy người không phải là muốn hạ thấp chúng tôi để tự nâng cao mình lên chứ? Cái thủ đoạn này có vẻ hạ cấp và hèn hạ quá. Nếu Tây Y các người thật sự có thể lập công đầu trong lần nhiệm vụ này, thì cho dù các người không nói câu gì thì chúng tôi cũng sẽ phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng, dùng thủ đoạn như thế này, nói thực, loại người như vậy, tôi nhìn quá nhiều rồi. Nhìn thấy mấy người các người, tôi cũng phải cảm thấy buồn nôn. Mấy người bên Tây Y thấy vậy cũng chửi lại, ai buồn nôn thế? Ai buồn nôn thế, tôi thấy anh mới đáng ghê tởm ấy. Lấy lòng kẻ tiểu nhân các người mà đo lòng người quân tử chúng tôi. Tự ti một cách thái quá rồi đấy. Hỏi một câu hỏi đơn giản như thế mà cũng không trả lời được, lại cho rằng người ta đang cố tình làm khó mình, mấy người mắc phải chứng hoang tưởng bị người ta đè nén, áp bức à. Minh Hạo vẫn ngồi ở cuối cabin, đang cầm sấp tài liệu lên xem. Nhưng không ngờ, chỉ trong nháy mắt, hai bên Trung Tây Y đã cãi nhau to như vậy. Anh ta không thể chịu thêm được nữa, giận dữ quát lên, đủ rồi. Thấy Minh Hạo phát hỏa, thì cabin mới trở nên yên tĩnh trở lại. Mấy người vốn định tiếp tục chửi nhau liền ngay lập tức đem những lời sắp nói nuốt ngược lại vào trong miệng của mình. Cũng chẳng trách được, ai bảo hắn làm quan. Quan to thì đè chết người mà. Minh Hạo là thư ký của phó bộ trưởng, so với những bác sĩ ở đây mà nói, thì anh ta nắm trong tay cả quyền sinh sát bọn họ ấy chứ. Việc anh ta muốn tước bỏ tư cách làm bác sĩ của một ai đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn cả. Một bác sĩ bị buộc tội là một kẻ có y đức kém cỏi, thì có cái cũng chẳng có ích gì. Ai làm bác sĩ mà thực sự trong sạch đây? Mấy người đang làm cái gì vậy? Đang làm cái gì vậy, hả? Minh Hạo tức điên lên. Phó bộ trưởng giao cả một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho mình, một mặt có thể nói lên rằng, bộ rất coi trọng việc này, mặt khác cũng là muốn cho mình học hỏi một chút kinh nghiệm. Nói cho cùng phó bộ trưởng cũng đã giao hết quyền hành cho mình. Đến lúc mọi việc xong xuôi hết, kinh nghiệm của mình cũng đủ nhiều rồi, khi đó chức vụ và quyền lợi của mình cũng sẽ được nâng cao không ít. Nhưng, nếu việc này mà hỏng bét thì cái chuyến đi này cũng sẽ sôi hỏng bỏng không, đến lúc đó thì mình cũng không tránh khỏi bị xử lý. Các vị đều là bác sĩ, các vị được nhà nước phái đi cứu viện chữa trị khẩn cấp. Hiện giờ, ở khu vực miền núi Vân Điền, đồng bào của chúng ta đang phải chịu sự hành hạ vô cùng khổ sở do một loại côn trùng độc hại gây ra. Tính mạng của họ có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Chúng ta phải tận dụng từng phút từng giây để nghĩ ra phương pháp trị liệu, chứ không phải lãng phí thời gian vào việc công kích, tranh cãi một cách vô vị như thế này. Một cô gái có khuôn mặt thanh tú, đội một chiếc mũ lưỡi chai, đeo cặp kính gọng đen nói, thư ký Minh, tôi thật sự không thể hiểu nổi, bọn họ đến cả mũi mặt người là thế nào cũng không biết, vậy thì họ đến đây để làm gì?
tiến sĩ Vương Du, họ đều là những bác sĩ trung y rất có thực lực, sẽ trợ giúp rất nhiều cho nhiệm vụ lần này của chúng ta. Minh Hạo lên tiếng nói, có thể thấy rằng, anh ta quen cô gái này. Trung y, cái này có liên quan gì đến bệnh côn trùng truyền nhiễm? Vương Du hỏi lại, vẻ mặt nàng đầy kiêu ngạo, khi nói chuyện nàng ta không có bất kỳ biểu hiện gì trên mặt, nhưng nội dung lời nói thì lại khó chịu vô cùng. Tần Lạc nhìn nàng ta, cười nhạt nói, thế này vậy, tôi hỏi mấy người một số vấn đề, xem mấy người có trả lời hết được không? Mấy người có biết, cơ thể con người có bao nhiêu đại, có bao nhiêu bảo kiện? Ai trong mấy người biết được rằng, khi người ta bị cảm thì chỉ cần xoa bóp một cách nhẹ nhàng vào huyệt gì trong vòng 3 giây thì bệnh sẽ tự động khỏi không? Thế mấy người có biết rằng, cơ thể con người vì sao lại phân thành hai thuộc tính âm dương không? Và có biết, dùng biện pháp gì để có thể trong vòng 3 giây biết được mình có bao nhiêu sợi lông lách không? Ai trong mấy người biết được nào? Chấm, gạch dưới. Mọi người đều bị Tần Lạc hỏi cho á khẩu không nói nên lời. Tất cả đều nhìn nhau mà không biết phải trả lời làm sao. Còn có những người mặt dày thì chỉ hừ to lên một tiếng, rồi hất hất đầu ra vẻ khinh thường. Bạn thấy đấy, loại lưu manh cấp thấp nhất chính là loại người như thế này. Họ luôn phạm sai lầm, nhưng lại không dám đối mặt với sai lầm phạm phải. Loại người cặn bã như vậy là đáng ghét nhất. Nếu mà để cho mẹ của Vương Cửu Cửu nhìn thấy loại người như thế này, thì bà không thể không lôi chúng ra xử bắn. Những câu hỏi mấy người đặt ra, tôi thừa nhận là tôi không biết, vì đó không thuộc vào lĩnh vực của chúng tôi. Nhưng, nó không thể được dùng làm cái cớ cho các anh đem ra để mà cười nhạo hay hạ thấp chúng tôi được. Cũng giống như vừa rồi tất cả mấy người các anh đều không trả lời được câu hỏi của tôi vậy, nhưng tôi lại không hề cho rằng IQ của các anh có vấn đề chút nào cả. Nhìn thấy sự tức giận lộ rõ ra trên khuôn mặt bọn họ, nhưng Tần Lạc vẫn giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục nói, không phải là do các vị ngu dốt đâu, mà là do mấy người chưa từng tìm hiểu mà thôi. Các vị cũng đâu phải là máy vi tính, không thể nào việc gì cũng biết rõ được. Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ, bù trừ cho nhau. Đồng tâm hiệp lực làm tốt nhiệm vụ được giao, giảm bớt đau khổ cho đồng bào của chúng ta, đồng thời cũng giảm bớt thiệt hại cho nước chúng ta. Chúng ta phải làm cho họ biết rằng, đất nước và nhân dân đều luôn nhớ đến bọn họ, không hề. Tần Lạc vẫn muốn tiếp tục diễn thuyết, nhưng bị tên khốn Vương Dưỡng Tâm ngồi dưới cấu một phát vào đùi, nên hắn đành phải bỏ dở những câu nói mà khó khăn lắm hắn mới học được từ cách phát ngôn của tầng lớp quan chức ở trên báo. Minh Hạo nói, đúng vậy, Tần Lạc nói rất đúng, mọi người ai cũng có mặt mạnh của mình, không nên tranh cãi về vấn đề này nữa. Giáo sư Cát, anh tiếp tục nói cho mọi người biết về tình hình của loại mũi mặt người này đi. Cát Hồng Tân gật gật đầu, cười nói với Tần Lạc, là tôi sơ sót rồi, đây là cái sai của tôi. Tôi không hề có ý muốn làm khó dễ gì anh đâu. Dù gì thì, ai học Tây Y thì đều hiểu rất rõ vấn đề này, lần phổ cập tài liệu cơ bản này cũng chỉ nhằm vào mấy người các anh mà thôi. Tôi là người quá là mẫn cảm, có thể là do tôi nghĩ xa quá đấy. Tần Lạc cũng cười híp mắt lại. Vậy thì làm phiền giáo sư Cát rồi. Cát Hồng Tân gật gật đầu, nói, côn trùng mũi họ Culicidae bao gồm khoảng 3.000 loại, con số này không được xác định một cách chính xác. Bởi vì hàng năm đều xuất hiện loại mũi biến dị mới, cũng có một loài mũi không thích hợp môi trường càng lúc càng nóng của chúng ta nên đã dần biến mất. Ngoại trừ loại mũi khổng lồ có hại cho nông nghiệp ra, thì những loài còn lại đều hút máu làm chất dinh dưỡng nuôi sống cơ thể. Trong số đó thì chỉ có mũi cái mới hút máu. Còn mũi đực thì hút nhựa cây và hoa quả, mật hoa cùng các loại chất ngọt khác. Chính vì thế, xét trên một phương diện nào đó, thì đàn bà độc ác hơn đàn ông rất nhiều. Mọi người cười rộ lên, chỉ có người phụ nữ tên Vương Du là không cười. Nàng ta đang cúi đầu tra thứ gì đó trong cái máy vi tính trên tay mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm Tần Lạc một cái. Vì thế cho nên, bây giờ chúng ta cần nói rõ về đặc điểm của loài mũi này. Bởi vì chúng ta có thể khẳng định, loài mũi mặt người chính là loài mũi có chứa chất virus đó. Cấu tạo vòi của loài mũi này rất thích hợp để hút máu của người và động vật, hình dạng của nó không khác gì một chiếc kim tiêm sắc nhọn, vòi của nó được cấu tạo từ các nhánh sau, nhánh cứng dùng để xuyên qua da, nhánh mềm dùng để hút máu và tiết nước bọt, trong nước bọt có chứa chất chống đông máu và gây ngứa, một nhánh khác dùng để bó các nhánh kia lại với nhau. Sở dĩ mũi chích được vào da chúng ta không hẳn vì cái vòi nó cứng, mà do điểm tiếp xúc với da rất nhỏ. Vì vậy thường không gây ra cảm giác đau đớn. Mũi mặt người là một loại mũi hiếm gặp, bởi vì trán nó to và rộng nên nhìn có vẻ giống mặt người, vì thế nó mới có tên như vậy.
chúng chủ yếu sống ở khu rừng nhiệt đới, Vân Điền là nơi tụ tập chủ yếu của chúng. Gạch dưới. Ngồi trên máy bay, cũng cảm giác được không khí càng lúc càng ấm áp hơn. Từ Thiết Tận cùng phía Bắc Trung Quốc bay đến phía Nam, những chiếc áo mùa đông dày cộp của mọi người giờ đây trở nề vô cùng nặng nề. Tần Lạc là một người có thể chất khác người, nên, sự thay đổi của nhiệt độ này thì hắn là người cảm nhận thấy đầu tiên. Vốn đã nội hỏa cực thịnh, giờ lại ở cái thành phố ẩm thấp như thế này, làm cho thân thể người ta như bị bọc bởi một lớp màng mỏng đầy nhớp nháp vậy. So với ở đây thì hắn vẫn thích sống ở Yến Kinh hơn. Máy bay hạ cánh ở phi trường quân dụng Vân Điền, dưới sự dẫn dắt của Minh Hạo, thì thành viên trong tổ chuyên gia lần lượt đi ra khỏi máy bay. Tần Lạc vừa mới bước xuống chiếc cầu thang máy, liền nghe thấy tiếng người hét lên phía sau lưng mình, xin chờ một chút. Tần Lạc quay đầu lại nhìn ra chỗ đó, người lên tiếng gọi hắn không ai khác chính là ả tiến sĩ Vương Du Nọ. Có chuyện gì sao? Tần Lạc cười hỏi, lúc này, Tần Lạc mới nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, không khó coi, thậm chí nhìn kỹ còn thấy có phần hấp dẫn nữa. Chỉ có điều, bởi vì khi nãy bị nàng ta khinh thường, nên Tần Lạc chẳng có cảm giác tốt đẹp gì về nàng ta hết. Mấy câu hỏi khác tôi đã tìm ra đáp án. Vương Du bỏ chiếc mũ lưỡi chai trên đầu mình xuống, để mặc cho những sợi tóc đen láy tung bay trong gió. Nhưng còn một câu hỏi mà tôi vẫn chưa tìm ra đáp án, đó là dùng biện pháp gì mà trong vòng 3 giây biết được mình có bao nhiêu sợi lông nách. Cạo sạch, Tần Lạc nói, thực ra, chỉ cần 1 giây là đủ. Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm nhìn nhau cười lớn, sau đó bước nhanh rời đi. Vương Du đờ mặt ra ngẩn người đứng đó. Không biết là đang suy nghĩ một điều gì đó. Chương 295, Động vật hung hãn 1. Một hàng xe quân dụng dài đỗ ở sân bay, để tiết kiệm thời gian, đội xe đến đón bọn họ đã vào hẳn bên trong sân bay rồi. Nhưng, đến khi nhìn thấy những người đến đón đoàn bước từ trong xe ra, thì Minh Hạo cau hết cả mày lại, một đám người có thân hình phì nộn không khỏi làm cho Minh Hạo cảm thấy không được hài lòng cho lắm. Đi đầu là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, dáng người cao lớn. Bận trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, vest đen, đeo kính, khuôn mặt tươi cười chủ động bước đến trước mặt Minh Hạo, giơ tay ra nói, thư ký Minh, chào anh. Tôi là phó tỉnh trưởng tỉnh Vân Điền, Vạn Đào, vô cùng cảm ơn các vị đã kịp thời đến cứu viện. Tôi thay mặt bà con bô lão toàn tỉnh Vân Điền nói lời cảm ơn tới các vị. Phó tỉnh trưởng Vạn khách khí rồi. Minh Hạo giơ tay ra bắt tay với Vạn Đào nói. Thư ký Minh, tôi là cán bộ tỉnh Khâu Kiện. Chào mừng mọi người đến đây chỉ đạo kiểm tra công việc của chúng tôi. Thái phó bộ trưởng dạo này có khỏe không? Đã lâu lắm rồi tôi không có thời gian đi thăm vị lãnh đạo lâu năm của mình rồi. Thư ký Minh, tôi là trưởng cục cục y tế thành phố Vân Phàm. Gạch dưới. Làm to cũng mệt thật đấy. Vương Dưỡng Tâm bĩu môi nói. Hiển nhiên, hắn không thích kiểu này cho lắm. Lúc nào rồi mà còn lãng phí thời gian vào việc tự giới thiệu mình nữa chứ? Nhìn mấy phim lớn Hollywood kia kìa. Những anh hùng đến để cứu vớt nhân loại, người ta vừa mới từ nhảy xuống từ máy bay trực thăng thì đã có người ở dưới đón sẵn bằng chiếc xe Jeep đã được khởi động từ trước. Làm gì có việc gì mà không giải quyết được ở trên xe chứ? Làm gì có chuyện gì mà không nói được ở trên xe? Cổ nhiên, Minh Hạo cũng không chịu được kiểu này, liền nói, thế này đi, thời gian gấp rút, chúng ta hãy giải quyết đợt dịch bệnh này xong xuôi cái đã, xong đâu đấy rồi thì sẽ đến làm phiền các lãnh đạo tỉnh thành phố một phen. Còn bây giờ, chúng ta hãy lập tức tới vùng dịch bệnh thôi, đồng chí của thành phố Vân Phàm chỉ đường cho chúng tôi nhé. Nghe Minh Hạo nói vậy, nên mọi người tự khắc không ngăn lại nữa. Việc này cũng không phải là việc nhỏ, toàn thể nhân dân trên cả nước đang theo dõi về đây đấy. Sau đó, người trong tổ chuyên gia lần lượt bước lên những chiếc xe quân dụng. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của chiếc xe đầu tiên thì những chiếc xe phía sau phóng nhanh như bay đến vùng dịch bệnh. Ngày trước tôi luôn mong mỏi được xuống dưới thực tế, nói gì thì nói, làm thư ký của lãnh đạo, chẳng phải là muốn có được một tiền đồ sáng lạng hay sao. Nhưng giờ đây, tôi lại thấy là làm việc bên cạnh lãnh đạo thì vẫn tốt hơn. Ít nhất thì không phải đứng đó mà tiếp đãi, không cần phải nịnh nọt lấy lòng, không phải lãng phí thời gian vào những câu nói nhảm chán, vô vị. Minh Hạo ngồi cạnh Tần Lạc, tay vừa châm thuốc vừa nói. Bởi vì vị trí hiện giờ của anh làm cho mọi người phải nịnh hót lấy lòng anh một cách bận rộn đấy. Tần Lạc cười nói. Đúng vậy, Minh Hạo gật đầu, đáng ghét thật, nhưng lại không thể không ứng phó. Vì dù sao thì nếu họ không phải là những thành viên lớn của tỉnh thì cũng là những ông lớn trong hệ thống. Mua chuộc được một người không dễ dàng chút nào, nhưng đắc tội với một người thì lại quá đơn giản. Rồi về sau,
bọn họ lại quay lại cắn mình một cái, thì sẽ gặp phải những phiền phức khôn lường. Bây giờ nghĩ lại mới thấy làm bác sĩ như các cậu là tốt nhất. Tôi làm bác sĩ có tốt đến mấy, thì không phải mấy người có chức có quyền các anh chỉ cần ho nhẹ một câu thôi là chúng tôi lại phải cun cút nghe theo sao? Tần Lạc cười nói. Xem ra không ai là dễ dàng gì cả. Nếu đã lựa chọn rồi thì không nên dễ dàng từ bỏ. Bây giờ đã không phải là lúc nghĩ xem vấn đề nó tốt hay xấu nữa rồi. Minh Hạo mệt mỏi nói. Bộ trưởng phái anh đến, không phải là muốn tăng điểm cho anh hay sao? Chuẩn bị khi nào thả anh ra? Ngồi ở vị trí nào? Tần Lạc liếc mắt nhìn người quân nhân đang lái xe một cái rồi thấp giọng nói vào tai Minh Hạo. Tần Lạc sau đó lại nói, chúc mừng, chúc mừng. Anh nhớ phải mời tôi một bữa đấy. Quay về Yến Kinh rồi tính, huynh đệ ta cũng phải tụ tập một bữa mới được, bây giờ theo chân phó bộ trưởng, nên thời gian cũng phải theo của ông ấy, ít có lúc rảnh lắm. Về sau có lẽ sẽ tự do hơn một chút, Minh Hạo vui vẻ nói. Tôi phải nói những lời này cho phó bộ trưởng biết mới được. Úi, đừng chứ, hiện giờ cậu là người mà phó bộ trưởng tâm đắc nhất. Cậu mà nói vậy thì không chừng ông ấy sẽ gạt tôi ra thật mất. Đến lúc đó tôi muốn khóc cũng không khóc được nữa. Tần Lạc gật gật đầu, hắn không cười nữa mà lên tiếng hỏi, phó bộ trưởng sao đột nhiên lại chọn người trong công hội trung y vậy? Minh Hạo liếc nhìn Tần Lạc một cái, thầm bái phục hắn. Mặc dù tên này không ở trong chốn quan trường, nhưng đầu óc lại vô cùng nhanh nhạy. Minh Hạo dập luôn điếu thuốc trên tay, nói, thứ nhất, công hội trung y là do một tay phó bộ trưởng dìu dắt, ông ấy cần mấy người các anh cho ra được thành tích. Thứ hai, phó bộ trưởng gặp phải một số áp lực. Nếu mấy người các cậu có thể giải quyết được sự kiện mũi mặt người lần này, thì áp lực của bộ trưởng sẽ giảm đi rất nhiều. Thứ ba là ông ấy biết chắc rằng, cậu sẽ vui vẻ đảm nhiệm việc này. Phó bộ trưởng nhìn tôi thấu đáo quá. Tần Lạc cười khổ. Minh Hạo lắc đầu nói, phó bộ trưởng nói rồi, ông ấy không thể nhìn rõ nổi cậu. Nhưng ông ấy biết cậu muốn làm gì. Có thể gặp được một phó bộ trưởng như vậy, đúng là cái phúc của trung y. Tần Lạc cười nói với giọng cảm kích. Phó bộ trưởng cũng rất cảm kích cậu, Minh Hạo nói xong lại cười cười nói tiếp, bây giờ làm thế nào đây? Quan hệ giữa cậu với mấy người đó giờ đây căng thẳng như vậy thì biết triển khai công việc sau này ra sao đây? Thế anh cho rằng, cho dù tôi có nhịn bọn họ thì bọn họ sẽ tình nguyện phối hợp với chúng tôi sao? Tần Lạc hỏi lại, Minh Hạo nghĩ một lát rồi cười khổ nói, ngay lúc đầu, khi phó bộ trưởng có ý kiến muốn trung y và tây y mỗi bên cử một đội rồi lập thành một tổ đi cứu viện. Thì tôi đã linh cảm sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Dường như sự kỳ thị trung y đã ăn sâu vào tận xương tủy bọn họ. Không sai, cho dù chúng tôi có nhẫn nhịn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Thôi, nếu đã không làm cho người ta yêu được, thì làm cho người ta sợ đi. Khi người ta sợ mình rồi thì người ta mới xem mình như một đối thủ cùng đẳng cấp. Tần Lạc nói tiếp, bọn họ sẽ không bao giờ chia sẻ bất kỳ tin tức gì với chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để giải quyết lần dịch bệnh này. Cố gắng lên, Minh Hạo nói, là một người chỉ huy, đáng lẽ tôi không nên nói những lời lệch lạc như vậy, nhưng, tôi vẫn coi trọng các cậu giỏi hơn. Tôi hiểu cậu hơn một chút, vì thế cho nên, tôi cũng đặt niềm hy vọng về phía các cậu nhiều hơn một chút. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu, bất luận thế nào thì cũng không thể làm mất mặt trung y được. Vương Dưỡng Tâm nói chen vào. Hắn vẫn tức về chuyện bên Tây Y tự dưng sinh chuyện khiêu khích một cách vô cớ. Đoàn xe lao thẳng về phía trước, từ tỉnh về đến thành phố, rồi từ thành phố về đến huyện thành. Khi đến huyện thành thì đội xe liền dừng lại. Cục trưởng Cục Y tế Vân Phàm dẫn thêm hai người nữa chạy tới, vẻ mặt ngượng ngùng nói, thư ký Minh, đường phía trước gập ghềnh khó đi, phải trèo đèo lội suối, xe không thể chạy qua đó được, chỉ có thể đi bộ thôi. Minh Hạo gật gật đầu, nói, thế thì đi bộ đi. Nói rồi bèn đẩy cửa xe ra bước xuống. Dưới sự hộ tống của mười mấy quân nhân thì tổ y tế cùng với những nhân viên làm việc trong chính phủ vác trên lưng hành lý của mình hiên ngang bước về phía đường núi gập ghềnh phía trước. Khi mới đầu, mấy bác sĩ từ thành phố lớn lần đầu tiên đi đến một nơi tự nhiên kỳ vĩ, hiểm nguy không một chút nhân tạo gì như thế này, thì ai nấy đều hưng phấn đến độ gào thét lên, thậm chí còn lấy di động ra để chụp những hình ảnh đó lại. Nhưng, khi bọn họ theo bước chân của đội vượt qua mấy quả núi, đi qua hai chiếc cầu độc mộc, băng qua không biết bao nhiêu là đồi, thì sự hưng phấn trong con người họ đã không còn nữa, họ gào lên kêu khổ. Thục đạo nan, nan vô thượng thanh thiên, câu thơ này ám chỉ, đường đi vô cùng khó khăn vất vả, khó như lên trên trời vậy.
khi Lý Bạch nói ra câu thơ này, thì chắc chắn là chưa hề đến Vân Điền. Đợi sau khi bạn bước chân đến địa giới Vân Điền, bạn sẽ biết nghĩa của câu nói, nguyên bổn địa thượng bổn một hữu lộ, đương nhĩ tẩu quá chi hậu, tài hội xuất hiện lộ, trên đời vốn không có đường đi, mà do con người đi nhiều rồi thì sẽ thành đường đi, là gì? Mới trải qua một trận mưa nên mặt đường lầy lội, vũng nước xuất hiện khắp nơi, lại còn có vô số đầm lầy nữa, không cẩn thận thì mất mạng như chơi. Cũng may mà có quân nhân cùng với thôn trưởng thôn Cửu Chi Hoa, Chín Bông Hoa, đã quen với địa hình nơi đây dẫn đường. Nếu không thì những người ở đây có mất cả nửa tháng cũng chẳng có cách nào tìm ra được thôn Cửu Chi Hoa, nơi phát sinh ra dịch bệnh. Còn tệ hơn là, hai bên đường núi là những rừng cây cao rậm rạp, những sợi dây leo quấn quanh nhằng nhịt làm cho người ta không thể nhìn thấy mặt trời, thỉnh thoảng lại có những con sâu tên gì cũng không biết từ đâu chui ra, hạ cánh trên người của những vị trợ lý trẻ tuổi hay những đồ đệ của mấy bác sĩ nổi tiếng. Nói chung là đã làm cho họ phải gào lên sợ hãi, không ngừng rên rỉ, kêu la. Lại càng buồn cười hơn, đó là có một con rắn màu xanh không rõ tên rơi từ trên cành cây xuống, rơi luôn vào đỉnh đầu của một giáo sư có bộ tóc rậm rạp. Ông giáo sư đó liền giật luôn bộ tóc giả xuống, vừa kêu lên thất thanh như người ta mổ lợn, vừa chạy như điên về phía trước. Con đường này quả thực là một cực hình đối với đám Tây y bận bộ đồ vest cách điệu cùng với phong cách sống an nhàn sung sướng kia. Ngay cả Minh Hạo cũng bị tiếng gào thét của đám người trong đội ngũ này làm cho đau đầu muốn chết. Bên Trung y được Tần Lạc dẫn đường thì tốt hơn một chút, bởi vì ngày thường họ đã làm quen với những tài nguyên thiên nhiên thế này rồi, những bài thuốc mà họ dùng thì đa phần đều có những mãnh thú như rắn rết, nên đối với những động vật nhỏ bé bị mấy người kia quấy rầy thì họ cảm thấy thương hại cho những con vật đó. Còn cái người phụ nữ tên Vương Du đó thì lại vô cùng trấn tĩnh. Thậm chí, nàng ta còn lấy ra một cái kẹp và một cái bình thủy tinh từ trong ba lô leo núi của mình, rồi đeo đôi găng tay màu trắng vào, thỉnh thoảng lại gắp một con trùng nhỏ nhét vào trong bình thủy tinh kia. Cô ấy là tiến sĩ côn trùng, là chuyên gia đặc biệt mà chúng tôi mời tới. Thấy Tần Lạc nhìn chằm chằm vào người ta như thế thì Minh Hạo liền lên tiếng giải thích. Ô thảo nào, Tần Lạc gật đầu, động vật thì đều rất hung hãn. Trưởng thôn, sao thôn của anh lại có tên là Cửu Chi Hoa vậy? Tần Lạc quay đầu lại hỏi người đàn ông mặc chiếc quần tây bó sát, đi đôi giày không vừa cỡ nhưng lại bước rất nhanh. Tôi cũng không biết nữa, nghe những người đi trước ở trong thôn nói rằng, đó là vì thôn chúng tôi vốn có một địa chủ, sinh hạ được 9 cô con gái xinh đẹp, nên đã đổi tên thôn thành Cửu Chi Hoa. Vị trưởng thôn không ngờ một người khách quý như Tần Lạc đây lại có thể chủ động bắt chuyện với mình, khuôn mặt tỏ ra vui mừng khôn xiết. Dùng giọng nói mang đậm tiếng địa phương của mình ra để trả lời. Tần Lạc cười nói, may mà vợ của người địa chủ nọ không sinh cho ông ấy 11 người con. Nếu không thì thôn của các anh sẽ có tên là Thập Nhất Chi Hoa, 11 bông hoa, rồi. Trưởng thôn cười hở hết cả hàm răng vàng khè của mình ra, nụ cười có phần miễn cưỡng, cũng không biết phải tiếp lời của Tần Lạc ra sao nữa. Á! Bỗng lúc này vọng đến một tiếng thét chói tai đầy thê lương của một người phụ nữ, cứu tôi với. Tôi bị muỗi cắn rồi, mau cứu tôi với, tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi, gạch dưới. Mọi người được một phen hoảng loạn, bước nhanh đến chỗ phát ra âm thanh đó. Chương 296, động vật hung hãn 2. Khi Tần Lạc dẫn theo Vương Dưỡng Tâm, Âu Dương Lâm, Lâm Đống và mấy người khác chạy đến, thì nơi xảy ra sự việc đã chật cứng người. Chỉ có thể nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo đỏ nằm dài trên mặt đất qua khe hở giữa đám người vây quanh. Cô ta vẫn kêu gào đến khản cả giọng. Cô gái rất trẻ, cũng rất đầy đặn và xinh đẹp, có thể thấy rõ đây là đồ đệ yêu quý của vị giáo sư bác sĩ nọ. Mau cứu tôi với, tôi không muốn chết đâu, tôi bị muỗi cắn rồi. Gạch dưới tôi không thể chết được, gạch dưới tôi không muốn chết, gạch dưới ai cứu tôi với. Đừng khóc nữa, một bác sĩ trạc tuổi trung niên vừa dở đống hành lý của mình ra để tìm kim tiêm và thuốc kháng sinh vừa hỏi, thế cô đã nhìn rõ là loại muỗi gì cắn cô không? Muỗi, muỗi đã bị tôi đập chết rồi. Cô gái ngẩn người ra một lúc, sau đó lại gào khóc trở lại. Tôi sắp chết rồi, chắc chắn đó là muỗi mặt người. Gạch dưới chắc chắn là muỗi mặt người rồi, ai cứu tôi với? Gạch dưới. Họ vốn là đến đây để giải quyết dịch bệnh do muỗi mặt người gây ra, nên tất nhiên là biết rất rõ độ nguy hiểm của loài muỗi này, bị nó chích vào người một cái thôi thì chỉ còn biết chờ đường chết mà thôi. Muỗi ở đâu rồi? Ở đâu vậy? Vị bác sĩ trung niên tiêm thuốc kháng sinh vào người cô gái một cách nhanh chóng và dứt khoát, sau đó bắt đầu hỏi về thủ phạm đe dọa hàng đầu, muỗi. Ở đây, cô gái cúi đầu tìm một hồi, sau đó xòe bàn tay mình ra,
chỉ cho mọi người thấy thi thể của con muỗi trong lòng bàn tay mình. Là muỗi mặt người, Cát Hồng Tân thất kinh nói. Vẻ mặt những người còn lại cũng trở nên tái mét. Muỗi mặt người miễn dịch với tất cả các loại kháng sinh hiện nay. Ít nhất thì, những chuyên gia và học giả của tỉnh Vân Điền đều rút ra được một kết luận như vậy. Còn biện pháp giải độc mới thì, không phải họ đang trên đường đi tới đó để nghiên cứu đó sao? Làm gì có thời gian tìm ra phương pháp trị độc mới chứ? Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Gạch dưới. Sắc mặt từng người đều trở nên trắng bệch, tái nhợt hết cả da, ai cũng cố vắt óc ra để nghĩ xem có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này. Sắc mặt Minh Hạo cũng khó coi đến đỉnh điểm, tổ cứu viện vẫn chưa đến được nơi cần đến thì đã bị tổn thất một thành viên rồi. Thế này thì mình biết ăn nói thế nào với bộ đây? Ăn nói thế nào với toàn thể nhân dân đây? Hơn nữa cứ đà này, thì những người bị hại kia cũng sẽ hoài nghi về năng lực của tổ cứu viện này mất thôi. Tần Lạc đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau đầu nhức óc, hắn cũng không chắc mình có thể chữa khỏi cho cô gái này hay không nữa. Nhưng, mọi người đều đứng chết lặng ở đây cũng không phải là một biện pháp. Lẽ nào đứng trơ mắt ra nhìn một người chết dần ngay trước mặt mình hay sao? Giờ đây không phải là lúc mà hắn suy nghĩ lung tung như vậy nữa, hắn bước lên phía trước, nói với Minh Hạo, để tôi vào xem sao. Vẻ mặt uể oải, mệt mỏi của Minh Hạo thoáng một cái đã phấn chấn hẳn lên, lớn tiếng quát, tránh ra chút nào. Tránh ra một chút, để Tần Lạc vào xem sao. Vừa dứt lời đã tự mình đẩy mấy bác sĩ sang một bên, dành đường cho Tần Lạc tiến vào bên trong. Tần Lạc, cậu mau nghĩ cách đi. Bất luận thế nào cũng không thể để cho có ai chết ở đây được. Minh Hạo lo lắng nói. Tần Lạc gật gật đầu, sau đó lấy ra một hộp ngân châm từ trong túi tùy thân của mình, thậm chí đến thời gian để khử độc cũng không có, trực tiếp đâm liền một kim vào đốt ngón tay cô gái. Tiếp đó, hắn xé một miếng băng gạc cuốn chặt tầng tầng lớp lớp vào cổ tay cô gái. Dao phẫu thuật, Tần Lạc nói. Một người đưa đến một chiếc dao phẫu thuật sắc nhọn cho hắn. Đã khử độc rồi. Vị bác sĩ trung niên nói. Tần Lạc sau khi tiếp lấy dao phẫu thuật liền nhìn cô gái đó hỏi, có phải muỗi đã đốt vào mu bàn tay của cô không? Tần Lạc nhìn thấy một vết máu trên mu bàn tay trái của cô gái, nên đã đoán đó chính là hiện trường gây án của muỗi mặt người. Là mu bàn tay, cô gái tuyệt vọng đáp, tôi cầu xin anh hãy cứu lấy tôi. Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết. Tần Lạc không nói gì mà rạch luôn một vết dao trên mu bàn tay cô gái. Nơi mà bị muỗi mặt người đốt. Á, gạch dưới. Thân thể cô gái rùng lên mấy cái, rồi lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Tần Lạc không có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc, tựa như không nghe thấy cô gái đang kêu vậy, giơ tay ra đẩy luôn một vị bác sĩ đang cầm miếng băng gạc trên tay định băng bó cho cô gái ra một bên, sau đó nắm chắc cánh tay của cô gái, dùng lực xoa bóp từ chỗ cổ tay trở xuống. Hắn dùng thủ pháp thôi cung, nhưng ngày trước dùng thủ pháp này đẩn ra ngoài toàn là máu tụ. Còn giờ đây đẩn ra ngoài thì toàn là máu tươi. Anh đang làm cái gì thế? Làm vậy sẽ làm cho máu cô ấy chảy hết ra ngoài mất. Cô ấy sẽ chết mất. Mau dừng tay lại, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mau buông cô ấy ra, cô ấy đã chảy quá nhiều máu rồi, tôi nói cho anh biết, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì anh phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Tần Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, lướt mắt nhìn vị bác sĩ vừa nói là bắt hắn chịu trách nhiệm. Rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống, dùng lực xoa bóp cánh tay cô gái. Từ vết thương mà Tần Lạc cứa ra, hàng máu đỏ sẫm chảy thấm ướt hết cổ tay cô gái cùng với bãi cỏ phía dưới chân. Một mùi máu tanh ngòm kích thích thần kinh và khứu giác của tất cả những người đứng đây. Bây giờ họ mới biết, họ đang phải đối mặt với một nhiệm vụ to lớn như thế nào. Họ không phải đến đây để du lịch mà là đến để cứu mạng. Đây là một lịch trình nguy hiểm, và cũng là một cuộc du hành cứu vớt những sinh linh. Bất kể thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần bước vào vùng đất này thôi là họ đã rất vĩ đại rồi. Bởi vì, họ phải dùng sinh mệnh của mình để cứu rỗi sinh mệnh của những người bị hại kia. Cô gái không giãy giụa mạnh mẽ như trước nữa, tiếng kêu cũng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì thân thể như mất hết sức lực vậy, dần trở nên mềm nhèo, nằm yên trong vòng tay của một cô bạn đồng hành, để mặc cho một người đàn ông to lớn như Tần Lạc giày vò. Máu cạn rồi. Máu cạn rồi. Máu cạn rồi. Khi máu ở vết cắt càng ngày càng ít đi thì Tần Lạc mới dừng hành động xoa bóp của mình lại. Sau đó hắn ngồi phịch luôn xuống đất, thở dốc từng cơn. Mấy người chắc chắn là có một số thuốc giải độc đặc hiệu.
Bất kể nó có tác dụng hay không thì hay cứ cho cô ấy uống một chút đi. Tần Lạc nói. Có bác sĩ nghe được Tần Lạc nói vậy thì liền làm theo cách hắn bảo. Những loại thuốc này đều rất hiếm gặp trên thị trường. Vốn nó được dùng để làm mẫu thí nghiệm. Không ngờ lại để cho người đồng hành của mình dùng trước. Minh Hạo ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Lạc, hỏi, cậu thấy thế nào rồi? Tôi không sao, Tần Lạc cười nói, chỉ thấy hơi mệt một chút. Thế còn cô ấy, Minh Hạo dùng đầu hất hất về phía cô gái mặc áo đỏ hỏi. Tôi không biết, Tần Lạc cười khổ lắc đầu nói. Chấm, không biết, vẻ mặt Minh Hạo lại một lần nữa trắng xanh ra. Anh ta đặt hết tất cả mọi kỳ vọng vào Tần Lạc, nhưng không ngờ Tần Lạc lại chỉ nói một câu tôi không biết. Sự vui buồn lẫn lộn vụt đến rồi lại vụt đi, thật sự là quá kích thích. Tôi chưa từng tiếp xúc qua thứ này, Tần Lạc nói, vì thế cho nên, tôi không biết biện pháp trị liệu mà tôi nghĩ ra có tác dụng gì với việc trị liệu virus lần này không. Đúng vậy, quả thực là Tần Lạc không biết. Hắn cũng giống với mấy người bên Tây Y, cũng chỉ vừa mới tiến vào vùng đất cằn cỗi, nghèo nàn, nguy hiểm, nhưng lại tuyệt đẹp này mà thôi. Thậm chí, hắn còn không hiểu về loài muỗi mặt người bằng mấy người bên Tây Y nữa. Bởi vì nơi nàng ta bị muỗi cắn là mu bàn tay, nên Tần Lạc đã dùng ngũ long châm pháp châm vào hai huyệt trên cánh tay của cô gái mặc áo đỏ đó, mục đích để làm cho tốc độ vận hành máu trong cơ thể cô ta chậm lại. Sau đó, hắn lại buộc chặt cổ tay cô gái, làm cho máu ở cánh tay phía dưới không có cách nào chảy đến khắp toàn thân. Tiếp đó là dùng biện pháp xoa bóp, bóp hết chỗ máu có khả năng đã bị nhiễm độc ra bên ngoài. Cũng giống như hút chất độc ra ngoài sau khi bị rắn cắn vậy. Còn thuốc giải độc và thuốc kháng sinh trong Tây Y, không biết có tác dụng gì hay không, nhưng đây chỉ là một đòn tâm lý, làm cho mọi người yên tâm mà thôi. Nếu thuốc kháng sinh cùng với thuốc giải độc có tác dụng thì tỉnh Vân Điền cũng đã không cần đến sự cứu viện của Bộ Y tế rồi. Trong tình trạng hắn không hề biết gì về mũi mặt người, vậy mà hắn đã tiến hành biện pháp mà hắn tự nghĩ ra. Có chút nguyên sơ, có chút bạo lực và còn không vệ sinh cho lắm, hơn nữa lại không dám bảo đảm điều gì. Ngày trước, trước khi Tần Lạc chữa bệnh cho người khác, thì trong lòng cũng phải suy tính cho kỹ xem mình có trị khỏi được bệnh đó hay không. Còn lần này thì hắn không có bất kỳ một phần chắc chắn nào. Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng, bồn chồn của Minh Hạo, Tần Lạc liền an ủi nói, chẳng có ai muốn xảy ra chuyện như vậy cả. Không phải người có chức vụ cao thấp mà có thể khống chế được, mặc dù tôi không dám chắc có thành công hay không, nhưng cũng không phải không còn cơ hội nào. Tôi đã xem qua tài liệu, mũi mặt người sau khi đốt người xong thì phải một tuần sau mới tử vong. Điều này có thể cho thấy được, tính độc tố phát tác cực kỳ chậm. Lần này xử lý rất kịp thời, hơn nữa, nếu độc tố của mũi mặt người không lây lan nhanh đến vậy, thì máu độc gần như là đã được loại bỏ ra ngoài rồi. Nếu đúng là như vậy thì cô ấy vẫn còn sống sót. Minh Hạo ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc một cái nói, cậu không chắc chắn sao còn dám ra tay. Kỳ thực, lần này Tần Lạc hoàn toàn không cần ra tay. Không ra tay thì có nghĩa là không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Nhưng một khi đã ra tay thì chẳng khác nào đã gánh toàn bộ trách nhiệm lên vai mình. Đến lúc đó, nếu cô gái đó không còn cách nào cứu chữa, thì cho dù quốc gia không truy cứu Tần Lạc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh hiệu thần y của hắn. Đây cũng là lý do mà các bác sĩ chủ nhiệm trong bệnh viện chỉ vì muốn được thăng chức, vì muốn tiến thêm một bậc, vì muốn làm cho xác suất tử vong của những ca phẫu thuật trong tay mình trở nên nhỏ nhất, nên họ chỉ chọn những ca phẫu thuật nào dễ dàng để làm. Còn những bệnh nhân bệnh nặng kia thì bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Cũng giống như khi Tần Lạc đang chữa trị thì một bác sĩ đã nói, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm, vậy. Đến giờ phút đó mà họ còn suy nghĩ xem ai sẽ gánh cái trách nhiệm này trên mình. Tần Lạc liếc nhìn cô gái mặc áo đỏ một cái, cô ta đang nằm bẹp trong vòng tay của một cô gái khác, khóc giấm dứt, nhìn đầy vẻ bi thương tuyệt vọng. Vừa rồi khi ở trên máy bay, cô ấy còn chế nhạo tôi. Nói thực là tôi không thích cô ấy chút nào, Tần Lạc nói với giọng mệt mỏi. Nhưng, cô ấy cũng là một con người. Một người sống sờ sờ ra đấy, có cha, có mẹ, có người thân, có bạn bè. Hơn nữa, hiện giờ cô ấy còn là người cùng đội với tôi. Chúng ta tập hợp lại với nhau để thực hiện một nhiệm vụ chung. Nếu tôi không ra tay thì ông nội tôi sẽ mắng tôi, mà chính tôi cũng sẽ không tha thứ cho mình. Có phần ngốc nghếch, Minh Hạo nói. Đưa một quyền dí dí vào trước ngực Tần Lạc. Đúng vậy, đúng là có phần ngốc nghếch, Tần Lạc gật đầu cười nói. Chương 297, con người còn dã man hơn cả động vật một.
Khi tinh thần Lôi Phong, một hình tượng chiến sĩ Trung Quốc thời kỳ đổi mới, anh ta là người chuyên đi giúp đỡ người khác mà không cần người đa báo đáp lại mình, bị người đời gièm pha, dè bỉu, khinh thường. Còn những nhân sĩ thành công chuyên câu kết với quan lại giết người đốt của thì trở thành thần tượng của đại đa số quần chúng, thì cái dân tộc này thực sự đúng là đã mắc phải căn bệnh cực kỳ đáng thương. Tần Lạc do mắc phải một căn bệnh kỳ quái, nên đã phải tách rời cái xã hội này quá lâu, vì thế mà hắn rất may mắn đã không bị nhiễm phải loài virus xã hội độc hại này. Hắn là một người khỏe mạnh, khi hắn nhìn thấy người ta thì đều cho rằng người ta bị mắc bệnh, bị có vấn đề. Thế nhưng, trong con mắt của những người bệnh đó, thì hắn cũng là một người có vấn đề không hơn không kém. Chẳng có tiền tài, chẳng có danh vọng, vậy mà hắn lại đi đối mặt với nguy hiểm như vậy để cứu một người chẳng có gì liên quan đến mình, đây không phải bị bệnh thì là cái gì? Đúng là bị bệnh thật rồi. Nhưng, Tần Lạc chính là Tần Lạc, trăm ngàn năm qua mới có một Tần Lạc duy nhất. Có thể ngày trước cũng có, nhưng họ đều chết hết cả rồi, và cũng có thể là sau này có nhưng họ vẫn chưa xuất hiện. Vì thế nên, Tần Lạc biết mình đang và đã làm gì, và hắn càng biết rõ hơn, đó là hắn biết hắn muốn gì. Khi một người đàn ông trở nên cố chấp, tự khắc sẽ toát ra một vẻ cuốn hút đến mê hồn, ngay cả tiên nữ trên trời cũng chủ động kéo váy của mình ra mà xà vào lòng hắn. Tôi vẫn tin anh, giống như phó bộ trưởng tin anh vậy. Minh Hạo vỗ mạnh vào vai Tần Lạc mấy cái, sau đó chạy đến bên cô gái mặc áo đỏ xem xét lại tình hình vết thương. Không sao chứ, Vương Dưỡng Tâm đi đến hỏi. Xảy ra chuyện như vậy khiến tâm tình của hắn cũng trở nên não nề. Nụ cười luôn luôn túc trực trên môi của hắn, giờ đây cũng mất hút tự lúc nào không hay. Không sao, Tần Lạc lắc đầu nói. Chỉ là tôi đã làm một việc ngu ngốc. Vương Dưỡng Tâm cười nói, đừng lo. Không phải mấy người chúng tôi đều đứng sau cùng làm với anh sao? Ai nói gì ấy nhỉ? Vốn trên đời này không có người ngu ngốc, nhưng có người cầm đầu ngu ngốc, vì vậy mà những người ngu ngốc ở phía sau cũng ngày một nhiều lên. Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm nhìn nhau cười lớn, sự ăn ý giữa hai người đàn ông chính là ở đây. Đợi đến khi cô gái mặc áo đỏ cảm thấy thân thể suy yếu, mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi thì Minh Hạo mới thúc giục mọi người khiêng cô gái đó tiếp tục tiến bước về phía trước. Không thể vì xảy ra chuyện như vậy mà dừng lại ở đây hoặc quay ngược trở lại, vì phía trước mặt vẫn còn rất nhiều đồng bào gặp nạn đang đợi họ. Có điều, lần đi này không còn ai nói gì nữa, không có ai chụp ảnh. Cũng không có tiếng thét gào hưng phấn khi bắt gặp những hòn đá có hình thù kỳ quái giống ngực của một người phụ nữ, hoặc giống của quý của một người đàn ông nữa. Bây giờ, thay vào đó là sự im lặng chết sốc bao trùm lên tất cả. Lúc này, không gian chỉ còn tiếng giày dẫm trên đất hoặc bùn, và tiếng thở hổn hển phát ra từ lồng ngực của mỗi người mà thôi. Thỉnh thoảng có những con côn trùng không tên hoặc những con ong chẳng may rơi vào người họ, cũng bị họ đập chết một cách không thương tiếc. Không khí nặng nề đến đáng sợ. Họ đều hiểu được mình sắp phải đối mặt với một trận đấu vô cùng khốc liệt. Đúng vậy, là một cuộc chiến. Đối thủ của bọn họ là một loài mãnh thú không chỗ nào là không thể lọt qua, có trang thiết bị vũ khí tiên tiến và một bộ cánh ở tốc độ cao. May mắn là suốt dọc đường đi, không có thêm ai bị tấn công bởi mũi mặt người nữa. Tần Lạc đi bên cạnh trưởng thôn, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Mặc dù tiếng phổ thông của trưởng thôn không được chuẩn lắm, nhưng thái độ phối hợp thì lại rất tốt. Trả lời câu hỏi của Tần Lạc không sót câu nào. Suốt dọc đường trò chuyện, Tần Lạc cũng biết được không ít. Cửu Chi Hoa là một thôn có khoảng vài trăm hộ dân sinh sống, thanh niên trai tráng trong thôn thì hầu hết đều đi nơi khác làm công, trong thôn bây giờ chỉ còn có mẹ trẻ con thơ. Lần dịch bệnh này chủ yếu xuất hiện ở thôn Cửu Chi Hoa, cũng là sau khi trong thôn phát hiện ra có muỗi mặt người thì đã có những trường hợp bị muỗi cắn dẫn đến tử vong. Tần Lạc hỏi xem mấy thôn khác có không thì thôn trưởng đều lắc đầu. Nói rằng có lẽ là không có. Tần Lạc hỏi kỹ mới biết, hóa ra ở cái nơi rừng núi hẻo lánh thế này thì khoảng cách giữa hai thôn với nhau là vô cùng xa. Thôn Cửu Chi Hoa của bọn họ ở bên núi này thì một thôn khác có lẽ sẽ ở bên núi phía kia. Tần Lạc nghĩ, có lẽ đây cũng là biện pháp cách ly dịch bệnh một cách tự nhiên mà lại tốt nhất. Trong thôn không có sóng điện thoại, không có đường quốc lộ, còn người đưa phát thư thì một tháng mới vào trong thôn một lần. Cũng may mà trong thôn còn có điện. Điều này làm Tần Lạc thở phào một cái nhẹ nhõm hẳn đi. Ánh sáng văn minh, đối với đội cứu viện bọn họ mà nói thì nó quả thực là quý giá vô cùng. Tần tiên sinh, một người phụ nữ đột nhiên cất tiếng gọi, làm đứt đoạn câu chuyện giữa Tần Lạc và thôn trưởng. Tần Lạc ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy người vừa gọi chính là Vương Du, một người cứ cặm cụi đi một mình, trên tay luôn cầm một chiếc bình thủy tinh,
tay đeo một đôi găng da dùng để bắt sâu bọ. Phía sau lưng của cô ta là đống hành lý của cô, một cái ba lô du lịch kẻ ô màu đen cao gần bằng người. Nhưng đi lâu như vậy mà dường như cô ta vẫn không hề bị cái ba lô đó đè bẹp, cũng không thấy cô ta thở dốc như những người khác. Sao cô không đưa ba lô cho người khác cầm giúp? Tần Lạc cười hỏi, mấy vị bác sĩ cùng với những trợ thủ hay đồ đệ thì đều đưa toàn bộ đồ đạc cho những quân nhân phía trước, vì vậy mà Tần Lạc có chút tò mò cô ta vì sao lại muốn đeo chiếc ba lô to tướng như vậy trên người chứ? Rõ ràng là không có phần nắm chắc thành công, vậy tại sao anh lại cứu cô ấy? Anh phải biết rõ là, nếu cô ấy chết rồi thì danh tiếng của anh sẽ bị hư tổn. Nói gì thì nói, hiện giờ anh cũng là hội trưởng của công hội trung y, lại là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm, không biết bao nhiêu đôi mắt đang đổ dồn vào theo dõi anh. Vương Du không trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà lại hỏi lại hắn. Cô biết nhiều thật đấy. Tần Lạc cười híp mắt lại. Vương Du giơ chiếc máy vi tính trong tay mình ra cho Tần Lạc xem, nói, muốn tìm tài liệu cũng không phải là một việc gì khó khăn. Hơn nữa, anh còn rất có danh tiếng nữa. Bởi vì không có ai cứu, nên tôi phải đứng ra thử xem sao. Tần Lạc dùng giọng nói đùa cợt trả lời câu hỏi của Vương Du. Tôi cũng giống như anh vậy. Vương Du hất hất chiếc kính trên mũi mình lên, nhìn vào mắt Tần Lạc nói, bởi vì mọi người đều đưa hết hành lý cho bọn họ, nên tôi phải tự mình đeo thôi. Mọi người đều là người, chẳng có lý do gì mà người ta lại phải gánh vác việc mà vốn không thuộc về mình. Hơn nữa, Vương Du liếc mắt nhìn những người trợ thủ là những thanh niên trẻ tuổi và những bác sĩ đi phía trước, những người mà vừa mới bước vào đường rừng núi là đã thở dốc, mặt mày thì tái nhợt, tựa như bất kể lúc nào họ cũng có thể ngất ngay không bằng, nói, không có một sức khỏe tốt thì làm sao mà làm tốt công việc của mình được. Tôi vừa mới ở Mỹ về, ở đó, bất luận là những chuyên gia, giáo sư danh tiếng đến mấy đi chăng nữa thì họ vẫn tự đeo ba lô của mình, trừ những người tuổi già sức yếu không thể chịu đựng được số cân nặng như thế ra. Họ coi lao động như một sự vận động, chứ không phải là một việc đáng sỉ nhục. Nước Mỹ rất tốt sao? Không tốt. Vì sao vậy? Vì đó là nước của người ta. Thế còn Trung Quốc thì sao? Không tốt. Tại sao? Bởi vì đây là quốc gia của mình. Tần Lạc nheo mắt nhìn người phụ nữ tự đeo chiếc ba lô to lớn đi bên cạnh mình, nhếch môi cười lớn, cô thật thú vị. Anh cũng vậy, Vương Du nói, khi trước tôi vẫn nghĩ là anh giống với những người khác, nhưng... Gạch dưới tôi muốn đến xin lỗi, vì sự khinh thường khi trước của tôi. Tôi chấp nhận, Tần Lạc nói, kỳ thực, con người tôi là như vậy, vẻ bề ngoài làm cho người ta thấy ghét, nhưng, nếu thời gian tiếp xúc với tôi nhiều lên thì tự nhiên sẽ bị tôi ảnh hưởng. Bị chinh phục bởi đức tính cao sang và lý tưởng vĩ đại của tôi. Cô nhìn ba người đàn ông đi phía sau tôi đi, ngày trước họ và tôi đều có chút va chạm, nhưng về sau thì lại đi theo tôi đến đây. Gạch dưới. Dù sao thì tự đề cao mình cũng đâu mất tiền đâu, Tần Lạc đang cố gắng ca ngợi mình hết lòng. Tôi tin, không ngờ Vương Du lại trả lời một cách nghiêm túc như vậy. Lần này thì đến lượt Tần Lạc phải đờ ra kinh ngạc. Người phụ nữ này có vấn đề rồi. Mình còn chẳng tin nữa là, cô nàng dựa vào đâu mà tin như vậy chứ? Tôi tin vào những điều anh nói. Vương Du nhấn mạnh, có rất nhiều người cho rằng thẳng thắn là một kiểu khoe khoang, nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi cũng nghĩ thế, Tần Lạc mừng rỡ, có cảm giác như gặp được tri kỷ, nói cả nghìn câu mà vẫn thấy là ít vậy. Tôi nghĩ là chúng ta có thể làm bạn của nhau. Hy vọng là như thế. Vương Du nói, tôi đã thu thập mẫu mũi mặt người và những tư liệu có liên quan. Nếu anh cần thì hãy tìm tôi. Tần Lạc đang còn lo lắng về việc bài xích của mấy người bên Tây Y đối với Trung Y như vậy thì sẽ khiến họ không có cách nào lấy được những số liệu phân tích báo cáo có tính khoa học. Vậy nhưng giờ đây lại có một chuyên gia về động vật tự đem đến tận miệng cho. Tất nhiên là hắn không thể bỏ qua rồi. Hắn liền vội vàng thay mặt cho Trung Y, thay mặt quốc gia, thay mặt nhân dân bày tỏ lòng cảm kích với Vương Du. Tại sao cô lại quay về vậy? Tần Lạc hỏi. Theo tôi biết thì ngành mà cô theo đuổi sẽ có bối cảnh tốt hơn nhiều khi nó được dùng ở nước ngoài. Côn trùng học không phải là một môn học mới mẻ gì nữa, đã có và phát triển từ rất nhiều năm rồi. Nhưng ở Trung Quốc thì vẫn chưa phát triển. Những quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật đều thu được rất nhiều kết quả trong quá trình nghiên cứu về côn trùng. Những ngành khoa học như gen hay vũ trụ của bọn họ đều phát triển một cách mạnh mẽ. Vương Du lại theo thói quen vừa hất hất cặp kính trên sống mũi vừa đáp. Nếu đã hữu dụng như vậy thì sao đất nước chúng ta không cố gắng phát triển cái này chứ? Bởi vì các chuyên gia của nước ta đều đang nghiên cứu bất động sản. Họ quá bận rộn rồi,
không còn thời gian mà làm mấy việc này nữa. Tần Lạc không ngờ người phụ nữ này còn biết nói đùa. Sau khi chết lặng người một lúc thì phá lên cười. Vương Du cũng hơi mím môi cười theo, nhưng không lộ liễu, không tươi tắn quyến rũ nhưng lại làm cho người ta không cảm thấy khó chịu. Chẳng khác nào với việc suốt dọc đường đi người ta nhìn thấy những loài hoa đỏ, hồng, vàng không tên. Chúc cô thành công, Tần Lạc cười nói. Tôi cũng chúc anh thành công. Vương Du cũng dùng câu nói đó nói lại với Tần Lạc. Họ đều hiểu được người kia muốn gì. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng, khi họ bước chân đến thôn Cửu Chi Hoa, thì họ vẫn bị giật mình hoảng sợ bởi tình trạng nơi đây. Ở một vùng đất giữa hai ngọn núi, những ngôi nhà đất được dựng lên một cách thưa thớt. Những ngôi nhà này chủ yếu được làm từ gạch và đất do chính nhà mình nung lên, cũng có những nhà chỉ làm bằng đất sét và đá. Bộ mặt thôn làng trở nên u ám, không có bất cứ thứ gì tô điểm gì cả. Nhìn từ xa thì không khác gì những cây nấm dại ở giữa rừng là mấy. Nơi này không có những plaza như trong thành phố, chỉ có cửa hàng nho nhỏ bán dầu ăn, muối, mì chính mà thôi. Không có trường học, nếu trẻ em muốn đi học thì phải băng qua một ngọn núi, vượt qua một con sông mới đi được đến trường học. Tần Lạc thở dài thườn thượt nói, cuộc sống của họ đã quá vất vả rồi, chúng ta không thể để cho quyền được sinh tồn của họ cũng bị những con muỗi khốn kiếp đó cướp đi. Chương 298, con người còn dã man hơn cả động vật 2. Cục trưởng Cục Vệ sinh thành phố Vân Phàm, Lý Hải ngượng ngùng nói với Minh Hạo, thư ký Minh, thật lòng xin lỗi. Điều kiện nơi đây quả thực là kém quá. Chúng tôi muốn tiếp đãi mọi người chu đáo một chút nhưng cũng không có cách nào. Không sao, chúng tôi đến để cứu người chứ không phải là đến để hưởng thụ, Minh Hạo khoát khoát tay nói. Vấn đề ăn ở có thể giải quyết chứ? Cái này có thể giải quyết được, Lý Hải cam đoan nói. Vốn dĩ chúng tôi muốn dành ra mấy căn nhà cho mọi người ở đó. Nhưng chúng tôi lại nghĩ, không thể để cho các vị chuyên gia ở quá gần với người dân được, nhỡ không cẩn thận cái là sẽ bị truyền bệnh, nếu thế thì làm thế nào? Vì những bệnh nhân mắc phải bệnh này thì đều tập trung ở một chỗ. Còn một nguyên nhân nữa nhưng Lý Hải không nói. Đó là mấy căn nhà đó hầu hết đều làm bằng đất, trong nhà thì ẩm thấp, cho dù có là ban ngày thì cũng vẫn có một mùi ẩm mốc bay khắp nơi. Mấy người chuyên gia đến từ thành phố lớn như vậy làm sao có thể sống quen được trong đó chứ? Chính vì thế mà thành phố chúng tôi đã phái người đến những vùng đất cao dựng rất nhiều lều vải từ trước. Nếu 10 người ở cùng một cái thì đủ cho tất cả các đồng chí trong đội trị liệu dùng. Thực phẩm cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, và chúng tôi còn sắp xếp hai đầu bếp trong nhà hàng đến đây làm cơm cho các vị. Bữa cơm tối nay có lẽ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy rồi cũng nên. Minh Hạo khoát khoát tay nói, ăn no bụng là được rồi. Không nên để những người không liên quan vào thôn nữa. Chẳng may bị muỗi mặt người cắn cho một cái thì làm thế nào? Vâng, cái này chúng tôi hiểu mà. Lý Hải gật đầu lia lịa. Minh Hạo liếc nhìn những thành viên uể oải trong đội cứu viện một cái, rồi hét lớn, các vị, chính phủ địa phương đã sắp xếp lều vải cho chúng ta ở. 10 người một lều, mọi người có thể tự do chọn lựa. Bây giờ, mọi người hãy lấy hành lý của mình đặt đúng chỗ trước đã rồi chúng ta sẽ ăn cơm. Đi cả nửa ngày đường, ai cũng đói đến dã rời chân tay rồi. Nghe thấy có đồ ăn thì mắt ai nấy đều sáng lên, vẻ mặt lại trở nên hoạt bát hơn một chút. Dưới sự dẫn dắt của những quân nhân thì họ lần lượt đi tìm lều vải để ở. Lều vải được dựng ở một vùng đất cao hơn rất nhiều những căn nhà thấp lè tè trong thôn. Hơn nữa, chỉ có một mặt là sát núi, còn ba mặt còn lại thì đều giáp với rừng rậm. Điều này cũng làm cho người ta giảm đi phần nào áp lực. Nếu có xảy ra hiện tượng sói mòn, lở đất thì họ vẫn có thể nhanh chóng thoát thân. Chính phủ dùng loại lều vải lớn dành cho dân dùng, có một ô cửa nhỏ, ngoài cửa còn có rèm vải, không gian đủ lớn, vốn có thể dung nạp được cả 20 người, giờ đây lại chỉ có 10 người ở bên trong nên vẫn còn thừa rất nhiều chỗ. Tần Lạc dẫn theo đoàn trung y vào ở trong một lều, còn bên tây y phân phối thế nào thì đó là vấn đề của bọn họ. Chắc chắn là họ cũng sẽ không muốn ở cùng với mấy người bên mình đâu. Thu dọn một chút rồi mọi người liền tập trung trước phòng ăn. Rất nhanh. Mọi người đều được phân dụng cụ ăn uống, rồi xếp thành hàng đi lấy đồ ăn. Bữa tối có khoai tây, thịt bò và trứng xào cà chua, cũng không được coi là đồ ăn ngon lành gì. Có lẽ, ngày thường những giáo sư, chuyên gia đã ăn quen sơn hào hải vị nên cũng chẳng thèm nhìn mấy thứ này lấy một cái. Nhưng giờ đây, ai nấy đều ôm những hộp cơm bằng ni lông nhai nuốt ngấu nghiến, nhìn có vẻ rất ngon. Tần Lạc đang ôm chiếc hộp cơm có hình cậu bé bút chì trên tay. Từ xa đã nghe thấy bên tai có tiếng vo ve đang tiến lại gần mình.
Tần Lạc giỏng tai lên lắng nghe, sau đó ra tay nhanh như chớp. Tiếp đó thì đôi đũa trên tay phải của hắn đã kẹp chặt một con muỗi vừa bay qua. Đuôi nhọn, trán rộng, đó chính là đối tượng mà bọn họ đang tìm kiếm và muốn tiêu diệt lần này, muỗi mặt người. Á, muỗi mặt người, có người nhìn thấy con muỗi trên tay Tần Lạc thì kêu lên thất thanh. Tiếp sau đó thì tiếng gào thét không chỉ còn là của một mình người nọ nữa mà là của hết thảy mọi người. Ngoài Vương Dưỡng Tâm, Âu Dương Lâm, Lâm Đống và Minh Hạo ra thì những người ngồi cùng một dãy với Tần Lạc đều nhanh chân nhảy vọt sang một bên. Trời đất, anh ta còn dùng đũa kẹp được cả một con muỗi. Cái này, nó vẫn còn sống nữa chứ? Có phải là sẽ có giá trị nghiên cứu hơn không? Đây lẽ nào là công phu chăng? Thật thần kỳ, chẳng khác gì Ngô Mạnh Đạt trong Ô Long Viện cả. Tần Lạc giơ con muỗi lên hỏi, Ô Long Viện là gì vậy? Vương Dưỡng Tâm cười cười nói, là một bộ phim mà Ngô Mạnh Đạt và Hắc Thiệu Văn đã diễn. Ngô Mạnh Đạt vào vai một hòa thượng, trong lúc ăn cơm, ông ta đã dùng đũa kẹp được một con ruồi, hơn nữa còn thích ăn thịt ruồi. Sao anh lại làm được điều đó thế? Sao có thể kẹp được muỗi nhỉ? Trong một số tư liệu có viết rằng, tốc độ của loài muỗi mặt người này nhanh hơn những loài muỗi thông thường khác khoảng 1,5 lần đấy. Tốc độ, chuẩn xác và chắc chắn. Tần Lạc cười nói, đây là món công phu mà hắn học được từ Ly. Luyện đi luyện lại, nên giờ đây hắn đã làm được rồi. Vương Du bưng cơm đến bên Tần Lạc nói, anh có thể cho tôi con muỗi mặt người này không? Tất nhiên là được rồi. Tần Lạc gật đầu cười nói. Hắn biết Vương Du là người chuyên nghiên cứu về côn trùng, có sự hiểu biết sâu rộng về tập tính của chúng. Vì thế nên đưa muỗi cho nàng ta thì sẽ càng có giá trị hơn. Mình cất giữ loài muỗi này cũng chẳng có tác dụng gì. Có khi đến xem xét những bệnh nhân truyền nhiễm kia có lẽ sẽ tốt hơn. Vương Du nói lời cảm ơn, sau đó lại đeo đôi găng tay ra lên, lấy một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ từ trong túi áo mình ra, mở nắp ra rồi bảo Tần Lạc nhét con muỗi đó vào trong bình, xong đâu đó thì nàng ta cẩn thận đậy nắp bình lại. Trong bữa ăn xảy ra một chuyện như vậy nên mọi người đều có chủ đề để bàn tán. Vì thế mà sau sự kiện bóp máu cứu người thì Tần Lạc lại một lần nữa làm tiêu điểm của mọi người. Nhưng, sự chuyển biến này là tích cực, mọi người đều cho rằng, chỉ giơ đũa ra thôi mà đã bắt được muỗi mặt người, loài muỗi mà mọi người luôn sợ hãi tránh xa như rắn rết thì quả là tài giỏi. Hơn thế, loài muỗi mặt người này dường như cũng không phải là thứ mà mọi người không thể đánh bại. Có được những suy nghĩ này thì tâm tình của thành viên trong đội cứu viện mới nhẹ nhõm hơn phần nào, mới có thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh trong sự việc cô gái mặc áo đỏ bị muỗi tấn công đó. Sau bữa cơm, dưới sự dẫn dắt của trưởng thôn và các cán bộ trong thôn, thì mấy chục thành viên trong tổ chuyên gia bắt đầu tách nhau ra đi xem xét tình hình của các bệnh nhân bị hại. Tần Lạc đem theo đội trung y đến thăm một người bệnh trạc ngoài 50 tuổi, ông có mái tóc hoa râm, da mặt vàng vọt, thân thể gầy gò, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông tầng tầng lớp lớp, đó là những vết tích của sự vất vả nhọc nhằn bao năm nay. Ông như bị sốt cao vậy, nằm trên giường một cách vô tri vô giác. Ánh mắt lờ đờ, đôi môi khô nứt chảy cả máu. Bên cạnh còn có một bà lão không ngừng mớm từng thìa nước cho ông, nhưng vẫn không làm giảm đi chứng hàn nhiệt trong người ông chút nào. Tần Lạc đang định giơ tay bắt mạch cho ông lão thì bà lão vội gào lên. Bà lão nói đặc tiếng địa phương, đã thế lại còn nhanh nữa nên Tần Lạc chẳng hiểu bà ta đang nói cái gì nữa. Thôn trưởng kéo áo Tần Lạc, đứng bên cạnh giải thích, bà ấy nói anh đừng có động vào. Nếu không anh sẽ bị lây bệnh đấy. Tần Lạc thầm cảm thấy xúc động trong lòng. Trong khi chồng mình thì bệnh nặng như thế mà bà còn lo lắng cho sự an nguy của người khác. Nếu bà ấy cho rằng bệnh sẽ bị lây thì sao vẫn còn ở bên cạnh chăm sóc cho chồng không rời đến nửa bước chứ? Lòng dạ những người nơi đây sao mà lương thiện đến vậy? Có lẽ, những linh hồn và phẩm chất đã bị lạc lối của biết bao nhiêu người sống ở thành thị kia sẽ được tìm thấy ở trên những con người nơi đây. Tần Lạc nhìn bà rồi cười nói, không sao đâu, cháu là bác sĩ, cháu biết phải làm thế nào. Trưởng thôn phải giải thích một phen với bà rồi thì bà mới âm thầm đứng sang một bên. Tần Lạc giơ tay đặt lên cổ tay của người bệnh, cẩn thận bắt mạch cho ông ta. Độc tính của muỗi mặt người thì rất dễ nhận ra, chỗ mà bị muỗi đốt thì đều sẽ để lại vết tích. Theo như lời người nhà bệnh nhân thì mới lúc đầu chỉ là một cục cứng nhỏ, mọi người cũng không chú ý gì nhiều. Nhưng, sang ngày thứ hai thì cục cứng đó đổi thành màu tím đen. Đến ngày thứ ba thì cục cứng đó trở nên mềm nhèo, bắt đầu giữa nát. Ngày thứ tư thì bệnh nhân chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà không thể cử động nổi, cũng chỉ có thể dựa vào sức đề kháng vốn có của từng người mà quyết định xem khi nào thì ra đi mà thôi.
có người là 3 ngày, nhiều nhất cũng không qua được 1 tuần. Tần Lạc bắt mạch xong thì quay ra nói với mấy bác sĩ khác, các anh cũng đến xem. Chú ý an toàn, cố gắng đừng để tay mình động vào vết thương của bệnh nhân. Mấy người trung y hiểu ý, lần lượt đến bắt mạch, vọng chẩn cho bệnh nhân. Dùng biện pháp sở trường của mình khám cho bệnh nhân. Đợi đến khi toàn bộ các bác sĩ đã xem xong đâu đấy rồi, Tần Lạc mới hỏi, mọi người có biện pháp gì không? Mạch tượng của bệnh nhân nhẹ, phù, gan và phổi thì cực nóng. Chúng ta có cần suy nghĩ xem có nên trừ nóng trước không? Mạch lúc đập lúc không, rất yếu. Dường như độc tố đã xâm nhập vào đến tim phổi rồi. Phải tìm ra được biện pháp nào khử độc mới được. Loài muỗi mặt người này có độc, mấy người bên Tây Y đã nói rất rõ rồi. Thậm chí đến cả độc gì chúng ta cũng không rõ. Nhưng, cái chính là không có biện pháp chữa trị gì. Vương Dưỡng Tâm cười khổ nói. Đúng vậy, cái mà bọn họ phải đối mặt chính là vấn đề này. Họ biết rõ được do nguyên nhân gì mà chúng độc, và cũng biết được bệnh trạng khi độc tố phát tác, thế nhưng lại không tìm ra được cách nào có thể giải độc cả. Đây giống như là một sự khiêu khích của một tuyệt đại cao thủ. Bạn biết đó là ai, bạn biết sở trường kiếm pháp của anh ta, cũng biết rõ anh ta sẽ ra đòn thế nào. Nhưng, đến khi anh ta vung kiếm lên thì bạn vẫn không có cách nào né tránh nổi. Bao nhiêu người như thế, không thể không bằng một con muỗi được chứ. Tần Lạc cổ vũ mọi người nói tiếp, đi thôi, chúng ta quay về bàn bạc tiếp, rồi sẽ có cách thôi. Có lẽ bên Tây Y cũng có tiến triển gì cũng chưa biết chừng. Một lúc một nhát cũng không thể nghĩ ra cách gì hay được, chỉ có thể quay về tiếp tục thương thảo. Một đám người vừa mới đi ra khỏi cổng của một bệnh nhân truyền nhiễm, thì liền nghe thấy một tiếng thét chói tai đột ngột phát ra từ trong rừng rậm đen xỉ phía trước. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì âm thanh đó lại tiếp tục cất lên. Làm thần tiên tốt. Tự do tự tại vui vẻ phiêu diêu. Ơi hò ơi hò hò ơi ơi. Ơi hò ơi hò hò ơi ơi. Ơi hò ơi hò hò ơi ơi. Ơi hò ơi hò hò ơi ơi tương đương. Uống rượu ca hát ngủ no nê. Có phải là thần tiên không thì chỉ có mình mới biết. Ai đêm hôm khuya khoắt thế này còn hát vậy? Tần Lạc hỏi. Trưởng thôn cảm thấy như thôn mình có nhân vật như vậy thì thật xấu hổ, liền ngượng ngùng đáp, đây là Triệu Nhị Cẩu, một người chăn dê. Cứ khùng khùng điên điên thế thôi, hề hề. Tần Lạc gật gật đầu. Sau khi đi được mấy bước thì thuận miệng hỏi, anh ta có bị muỗi mặt người cắn không vậy? Không, thân thể anh ta toàn một mùi hôi thối, mấy người trên núi còn ngửi thấy nữa là. Ngày thường đều không có ai dám đến gần anh ta thì muỗi làm sao có thể cắn anh ta được chứ? Trưởng thôn lắc đầu nói. Tần Lạc dừng chân lại nói, anh có thể bảo anh ta đến lều của tôi được không? Anh ta, trưởng thôn ngẩn người ra, nhưng, mùi trên người anh ta, gạch dưới. Không sao. Anh cứ làm như tôi nói là được rồi. Tần Lạc cười nói. Thầm nghĩ, đồng chí trưởng thôn, e rằng anh cũng đã lâu lắm rồi không tắm thì phải. Chương 299, con người còn dã man hơn cả động vật 3. Cát Hồng Tân thu thập hết những mẫu máu của người bệnh lần lượt cho vào những bình thủy tinh nhỏ, rồi nói, một phần đưa cho thư ký Minh, bảo anh ấy phái máy bay chuyên dụng đến đem chúng về Yến Kinh, sẽ do viện nghiên cứu virus đầu tiên của Yến Kinh hỗ trợ phân tích xem xét chỗ máu đó. Máy móc bên chỗ bọn họ đều đầy đủ cả, mấy thứ đồ mà chúng ta đem đến đây thực sự là quá đơn sơ. Trợ lý bên mình anh ta sau khi nghe lệnh thì lập tức tiếp lấy chiếc bình thủy tinh đã được đậy kín cẩn thận đi ra ngoài. Còn một phần, thì chúng ta phải tự nghiên cứu lấy. Cát Hồng Tân nhìn những bác sĩ đang vây xung quanh mình thì cười nói, mặc dù thiết bị máy móc của chúng ta không đầy đủ, điều kiện thì vô cùng khắc nghiệt. Nhưng chúng ta lại có thể trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân. Có thể thu thập một cách tỉ mỉ về tình hình phát bệnh cũng như các bệnh trạng bên ngoài của họ. Điều này cũng được coi như là ưu thế của chúng ta. Hắn cười cười như tự chế giễu mình rồi nói, khi ở trên đường đi, mấy người bên trung y đi cùng chúng ta đã lên lớp cho chúng ta một bài rồi. Lần này, chúng ta không thể lại để thua bọn họ chứ. Nếu vậy thì tất cả chúng ta không biết phải chúi mặt vào đâu nữa. Chủ nhiệm Cát, hiện giờ Lưu Ngọc vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Ai mà biết được phương pháp trị liệu của anh ta có tác dụng hay không chứ? Đúng vậy, nếu mà Lưu Ngọc chết thì cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm này. Yên tâm đi, cái phương pháp nhà quê ấy, dùng sức thì còn được, chứ động đến mấy cái khoa học thế này thì chỉ còn nước khóc thét mà thôi. Cát Hồng Tân gật đầu cười, một bên thì quan sát mẫu máu của bệnh nhân, một bên lại hỏi như không có chuyện gì, bên trung y có động tĩnh gì chưa vậy? Bọn họ,
vừa rồi tôi nhìn thấy thôn trưởng của thôn Cửu Chi Hoa dẫn một người điên điên khùng khùng vào bên trong lều của bọn họ. Người đó ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, vừa đi vừa hát, giống như một người điên vậy. Có người lên tiếng đáp. Người điên, Cát Hồng Tân đỡ đỡ cặp kính trên sống mũi mình rồi hỏi lại. Bọn họ tìm một người điên đến để làm gì? Mặc dù đã được thôn trưởng nhắc nhở và Tần Lạc cũng đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi, nhưng đến khi Triệu Nhị Cẩu vừa đi vừa hát bước vào bên trong lều thì Tần Lạc vẫn bị anh ta hôn cho chết đi sống lại, có cảm giác như muốn nôn mà không nôn nổi. Tuy hắn đã cố gắng chịu đựng, nhưng những người khác thì không thể chịu nổi. Vương Dưỡng Tâm, Âu Dương Lâm, Lâm Đống và các thành viên trung y khác, ai nấy đều bịt chặt mũi mình lại, không ngừng ho khan, nước mắt trào hết cả ra ngoài, đến cả hô hấp thôi cũng bị tắc nghẽn. Tôi đã nói rồi mà. Trưởng thôn nở một nụ cười gượng hở hết cả hàm răng vàng của mình ra giải thích. Sau đó đẩn Triệu Nhị Cẩu ra bên ngoài, chửi, thằng chó con này, bao nhiêu năm không tắm rửa rồi. Mau mau về tắm đi, thật đáng xấu hổ. Triệu Nhị Cẩu chỉ cười hề hề, mặc cho thôn trưởng có đẩy tay có chửi thế nào cũng không tức giận. Chờ chút, Tần Lạc hô lên. Trưởng thôn quay đầu lại nhìn Tần Lạc hỏi, cái này, anh vẫn muốn tìm anh ta. Tôi có chuyện muốn tìm anh ta. Tần Lạc cười nói, hắn khoát khoát tay với Vương Dưỡng Tâm cùng mấy người, nói, các anh đi ra ngoài trước đi. Không cần phải chịu khổ với tôi đâu. Vương Dưỡng Tâm cùng mấy người như được giải thoát, ai nấy đều nước mắt nước mũi tuôn trào, chạy vù ra bên ngoài đầy cảm kích. Anh có thể chịu được hay không? Tần Lạc nhìn trưởng thôn hỏi. Tôi á, hề hề, tôi thì chẳng vấn đề gì, tôi ngửi quen rồi. Trưởng thôn đắc ý nói. Được, vậy anh ở lại. Tần Lạc nói. Mặc dù hắn đã đuổi hết mấy người khác ra ngoài, nhưng thế không có nghĩa là Tần Lạc không sợ thối. Không, phải nói là không có nghĩa là không sợ khai. Cũng không đúng, phải là vừa khai vừa thối. Nói thế nào nhỉ? Bạn chẳng có cách nào để diễn tả nổi, bởi vì thực sự là mùi trên người của Triệu Nhị Cẩu vô cùng đặc biệt. Một mùi vô cùng thối, giống như vừa được vớt ra từ trong hố phân vậy. Nhưng bên trong lại còn có thêm mùi khai khắm bốc lên ngùn ngụt được tích tụ bao nhiêu năm nay. Bạn không thể nào phân biệt được xem mùi thối nặng hơn hay là mùi khai nặng hơn nữa, hai mùi này đồng thời tỏa ra khắp nơi, thông qua tác dụng của việc oxy hóa trong không khí thì chúng lại kết tụ vào với nhau. Gạch dưới nếu dùng cái này mà ép cung phạm nhân thì còn kích thích, khó chịu hơn rất nhiều việc dùng châm cứu trong phim phong thanh. Bạn thử nói xem, anh bạn Nhị Cẩu này bao năm nay sống thế nào vậy chứ? Màu da vốn có của Triệu Nhị Cẩu đã không còn nhìn rõ nữa rồi, chỉ nhìn thấy một màu đen kịt, mái tóc dài rối bời nằm trên đầu anh ta giống như tổ chim bị người ta dẫm đạp lên vậy. Mặc trên mình một chiếc áo bông rách dưới không biết là màu gì nữa, không có cúc, cũng không có khóa. Dùng một chiếc dây được làm từ cỏ dại buộc lại ở eo. Trang phục này trông không khác gì gã ăn mày bảnh trai được tung lên mạng thời gian trước. Anh có hút thuốc không? Tần Lạc cười hỏi. Triệu Nhị Cẩu nghe xong thì gật đầu cười hi hi. Tần Lạc rút một bao thuốc từ trong túi ra đưa cho anh ta, thuốc này là hắn lấy từ tay của một vị trung y. Sắc mặt Triệu Nhị Cẩu mừng rỡ, sau đó anh ta lau đôi tay bẩn thỉu của mình vào chiếc áo bông mặc trên người, tiếp đó giơ tay cung kính tiếp lấy thuốc. Vị trưởng thôn đứng bên cạnh nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhưng lại tỏ ra không thèm để ý. Triệu Nhị Cẩu tiếp lấy bao thuốc Trung Hoa, sau khi bóc bao thuốc ra thì liền đưa lên mũi ngửi ngửi, vẻ mặt tràn đầy ngây ngất. Không ngờ anh ta còn rút một điếu đưa cho trưởng thôn. Trưởng thôn cười hề hề tiếp lấy điếu thuốc, sau đấy Triệu Nhị Cẩu mới rút một điếu ra đưa lên miệng. Hành động này của anh ta làm cho Tần Lạc cảm thấy kỳ quái, có vẻ như anh chàng Triệu Nhị Cẩu này là một người dân miền núi thông thường. Có lẽ anh ta có những hồi ức mà anh ta không muốn nhớ đến. Trưởng thôn rít mạnh lấy một hơi, còn Triệu Nhị Cẩu thì còn rít mạnh hơn thế. Cây thuốc vừa mới châm lên, chỉ hai hơi đã hút hết rồi. Thậm chí, đốt thuốc đã cháy lên rồi mà họ vẫn không nỡ dập đi. Triệu Nhị Cẩu, công việc hàng ngày của anh là thả dê phải không? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, Triệu Nhị Cẩu gật đầu nói. Mặc dù giọng nói mang đậm âm hưởng vùng quê Vân Điền, nhưng Tần Lạc lại nghe rất rõ. Dê là của anh sao? Không phải, là của người trong thôn. Thôn trưởng đứng bên cạnh tiếp lời. Anh ta là một người nhàn hạ, không trồng cây cũng không làm ruộng, nên không có gì ăn cả. Vì vậy nên tôi nghĩ hay là dùng tiền của thôn mua mấy chục con dê non về cho anh ta nuôi. Anh nhìn anh ta điên điên khùng khùng như vậy thôi chứ rất biết chăn dê đấy. Tần Lạc gật gật đầu,
nhìn nước ra trên người anh ta với ánh mắt không chút ghét bỏ, rồi hỏi, thế anh ngủ ở đâu vậy? Ngủ trong chuồng dê, Triệu Nhị Cầu cầm điếu thuốc Trung Hoa trên tay rồi lại nhét vào miệng ngậm một chút, rồi lại lấy ra. Anh ta không nỡ hút thêm điếu nữa. Chỗ đó có muỗi không? Tần Lạc hỏi. Có, Triệu Nhị Cầu nói, còn hung dữ là đằng khác. Anh đã bị đốt chưa? Tần Lạc hiếu kỳ hỏi. Bị đốt rồi, bao nhiêu muỗi như vậy, không bị đốt mới lạ. Gạch dưới nhưng tôi quen rồi. Không sợ, muỗi là cái gì chứ? Tôi còn bị sói cắn cho một phát nữa cơ, mất luôn một miếng thịt. Triệu Nhị Cầu vừa nói vừa cởi áo xuống muốn cho Tần Lạc xem, Tần Lạc liền nháy mắt với thôn trưởng, ý bảo ông hãy ngăn hành động nguy hiểm này của Triệu Nhị Cầu lại. Tần Lạc hơi dùng mình một cái, quay ra hỏi trưởng thôn, sao anh ta bị muỗi đốt mà không bị làm sao thế? Tôi cũng không biết được, trưởng thôn lắc đầu nói. Tần Lạc vốn định bảo bọn họ đưa mình đến chuồng dê ngay bây giờ, nhưng hắn lại lo đến đó tối tăm mù mịt, không cẩn thận một cái là mình và thôn trưởng sẽ bị muỗi mặt người cắn như chơi, nếu thế thì phiền to. Nghĩ vậy, hắn liền nói, được rồi, trưởng thôn đưa anh ta về đi, có điều là sáng sớm ngày mai, hai người các anh phải đến tìm tôi một chuyến nhé. Vẫn còn đến nữa sao? Trưởng thôn nhìn Tần Lạc hỏi. Đến, Tần Lạc đáp. Đợi cho đến khi Triệu Nhị Cẩu và trưởng thôn đã rời hẳn đi rồi, mấy người Vương Dưỡng Tâm mới dám bước vào bên trong. Trong lều vẫn còn phảng phất đâu đây mùi người của Triệu Nhị Cẩu, nhưng lại không dám mở lều ra, bởi vì nếu làm thế thì có thể làm cho mũi mặt người bay vào bên trong. Về sau, một người trong số họ lấy ra mấy cục thơm đặt vào bốn góc lều mới làm nhạt bớt cái mùi khó chịu đó. Tìm anh ta để làm gì vậy? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Rất có khả năng. Chúng ta sẽ tìm ra biện pháp từ trên mình của anh ta. Tần Lạc cười nói. Thế nghĩa là sao? Vương Dưỡng Tâm hiếu kỳ hỏi lại. Anh ta bị muỗi đốt rồi mà lại không bị nhiễm độc. Tần Lạc nói. Lẽ nào trong máu anh ta có chất kháng thể nào đó? Cái này thì tôi không rõ. Ngày mai đi đến chuồng dê xem xét rồi tính tiếp. Tần Lạc nói. Người nông thôn rất đúng giờ. Sáng sớm ra, khi Tần Lạc còn đang ngủ say thì bên ngoài cửa đã có tiếng hát của ai đó. Tiếp theo là tiếng răn dậy của một người đàn ông. Tần Lạc biết là trưởng thôn và Triệu Nhị Cẩu đã đến rồi, bèn vội dậy mặc quần áo. Sau khi rửa mặt mũi qua loa thì liền đi theo họ đến chuồng dê của Triệu Nhị Cẩu. Trời tờ mờ sáng, ánh mặt trời vẫn còn rất yếu ớt. Những hạt sương sớm đọng đầy trên cỏ và trên những chiếc lá, thỉnh thoảng lại có những hạt sương mai rơi đúng cổ hay mặt của bọn họ, cảm giác man mát thoải mái vô cùng. Hơn nữa, tổ hợp của vôi vữa, gạch đá, xi măng nơi thành thị không thể nào so sánh được với không khí trong lành nơi đây. Chuồng dê được dựng ở một vùng đất rộng cuối thôn, một hàng rào được quây lại thành vòng tròn và một căn nhà lá nhỏ bé. Thấy Triệu Nhị Cầu quay về thì mấy chục con dê ở trong chuồng kêu lên ầm ĩ, đây là hành động kháng nghị chủ nhân sao vẫn không thả chúng ra cho chúng ăn cỏ. Sao không thả chúng ra vậy? Tần Lạc hỏi. Phải có người đi theo mới được, nếu không có người đi theo thì sẽ bị sói tha mất. Trưởng thôn nói, còn có cả sói nữa à? Tần Lạc trợn trừng mắt hỏi. Sói, hồ ly, lợn rừng đều có cả. Nếu anh ở tít sâu trong rừng, thì còn có cả hổ, gấu nữa cơ. Trưởng thôn nói. Tần Lạc cười khổ, những lời này phải nói cho mấy người khác nghe mới được. Nếu không, họ chạy lung tung nhớ gặp phải sẽ làm cho họ sợ chết khiếp mất. Tôi hiểu, trưởng thôn đáp lời. Nói rồi, Tần Lạc không nói thêm câu nào nữa. Hắn bắt đầu đi lòng vòng xung quanh chuồng dê trong con mắt tò mò khó hiểu của trưởng thôn và Triệu Nhị Cầu. Đôi mắt hắn sắc như chim ưng nhìn về tứ phía, tìm kiếm những con muỗi đang bay trong không trung, ở trong khe cỏ hay đậu trên hàng rào. Một lúc lâu sau, Tần Lạc đi đến trước mặt Triệu Nhị Cầu, hỏi, anh sống ở đây đã nhìn thấy muỗi mặt người chưa? Muỗi mặt người là cái gì? Anh ta không biết đâu, thôn trưởng đứng bên cạnh giải thích. Kỳ lạ thật. Tôi không phát hiện ra một con muỗi mặt người nào ở chỗ này. Tần Lạc nói, lẽ nào muỗi mặt người chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng cũng không đúng, cô gái mặc áo đỏ không phải là bị đốt vào ban ngày đó sao? Tần Lạc suy nghĩ một lát, rồi nói, đi thôi, chúng ta quay về cái đã. Về đến nơi ở của tổ chuyên gia, thì vừa lúc gặp Minh Hạo. Tần Lạc liền hỏi, anh có biết tiến sĩ Vương Du ở căn lều nào không? Biết, có chuyện gì vậy? Minh Hạo vừa dắt Tần Lạc đi vừa hỏi. Tôi có chuyện muốn bàn với cô ấy. Tần Lạc cười nói. Vương Du và mấy thành viên nữ khác ở cùng một lều,
khi hai người bước vào bên trong thì thấy cô nàng đang làm thí nghiệm. Đối tượng thí nghiệm chính là chú muỗi mặt người mà hôm trước Tần Lạc tặng cô. Có phải muỗi mặt người sợ mùi khai tử dê không? Tần Lạc cười hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 300, phòng thủ trước, tấn công sau. Vương Du lúc này tóc buộc kiểu đuôi gà rồi nhét vào bên dưới chiếc mũ lưỡi chai, trông vô cùng khỏe mạnh, nàng mặc trên mình một chiếc quần jean và một chiếc áo rộng thoải mái. Khi làm việc, Vương Du rất chăm chú, chuyên tâm, và rất hay không để ý gì đến những gì xảy ra xung quanh mình cả. Đến khi Tần Lạc lên tiếng thì nàng mới phát hiện ra có khách bước vào. Nàng dùng ngón tay hất hất chiếc kính sắp tuột xuống rồi hỏi, xin lỗi. Anh vừa nói gì vậy? Tôi không để ý. Ý tôi muốn hỏi là, có phải mũi mặt người sợ mùi khai của dê không? Tần Lạc bất đắc dĩ lại một lần nữa nhắc lại câu hỏi của mình. Dường như trong tài liệu không thấy nói đến điều đó. Vương Du nói, sao anh lại hỏi như vậy? Lẽ nào anh có phát hiện gì mới sao? Vương Du vừa nói vừa tháo đôi găng tay trên tay mình xuống. Sau đó lôi chiếc máy vi tính của mình ra tra những vấn đề mà Tần Lạc vừa nói. Trong thôn có một người chăn dê tên là Triệu Nhị Cẩu, anh ta đã bao nhiêu năm rồi không tắm, hơn nữa còn ở trong chuồng dê, ngay sát đám dê. Theo đạo lý mà nói thì anh ta phải là đối tượng đầu tiên bị muỗi mặt người căn mới đúng chứ. Đằng này lại không phải, Tần Lạc giải thích. Mắt Vương Du đột nhiên sáng bừng lên, mừng rỡ hỏi, lẽ nào anh ta không bị làm sao sao? Theo như tôi được biết thì muỗi mặt người chưa bao giờ lại trở nên hiền lành như vậy cả. Đúng vậy, anh ta chẳng làm sao cả, hơn nữa còn sống rất tốt, rất khỏe nữa là đằng khác. Hàng ngày anh ta còn hát hò vui vẻ nữa là đằng khác, chẳng có vẻ gì lạ bị trúng độc của muỗi mặt người cả. Tần Lạc nói, anh ta ở đâu vậy? Tôi muốn gặp anh ta. Vương Du xúc động nói, tôi đoán có thể trên cơ thể anh ta có một gen kháng độc nào đó mà chúng ta chưa được biết. Tần Lạc lắc lắc đầu. Nói, tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng, có thể muỗi mặt người không thích mùi khai của dê. Ồ, thật vậy sao? Không thể tin được, Vương Du nhìn chằm chằm vào Tần Lạc hỏi. Vừa rồi tôi có đi đến chuồng dê chỗ anh ta làm việc, sau một hồi tìm kiếm một cách kỹ lưỡng, nhưng tôi không hề phát hiện ra bất kỳ con muỗi mặt người nào cả. Nhưng những loài muỗi khác thì lại không ít chút nào. Tần Lạc nói ra phát hiện của mình. Vương Du nghĩ một hồi rồi nói. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Có điều, tôi vẫn muốn đi đến hiện trường xem xét một chút. Đi thôi, tôi đưa cô đến đó. Tần Lạc gật đầu nói. Tôi cũng đi cùng, Minh Hạo cười nói. Tần Lạc, cậu lại sắp lập công rồi. Cho dù chúng ta không thể trong một chốc một lát tìm ra cách gì, nhưng nếu có thể tìm ra biện pháp phòng thủ trước thì cũng có thể làm cho những người khác có thể tránh khỏi mắc phải độc tố của mũi mặt người. Phòng thủ trước rồi phản kích sau mà. Bây giờ vẫn chưa thể xác định được, đợi tiến sĩ Vương Du đi xem rồi tính tiếp. Tần Lạc nói, gạch dưới. Sữa dê, cần nhiều sữa dê như vậy để làm gì? Mặc dù thôn trưởng biết quan chức của Minh Hạo rất cao, nhưng lại không biết cao đến mức nào. Nên, có vấn đề gì thì đều có thể hỏi thẳng mà không kiêng kỵ gì hết. Cục Y tế thành phố Lý Hải cảm kích nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, mấy kẻ nhà quê này thỉnh thoảng cũng có tác dụng ra phết. Minh Hạo nhìn Tần Lạc và Vương Du một cái rồi nói, Tần Lạc và tiến sĩ Vương Du đã đúc ra một kết luận, loại muỗi mặt người này có khả năng là sợ mùi khai của dê. Tôi chuẩn bị để từng nhà từng hộ trong thôn đều đặt sữa dê trong nhà, bất luận là đội cứu viện hay là người dân trong thôn thì mỗi người đều phải uống nửa cân sữa dê tươi mỗi ngày. Nửa cân, trưởng thôn cười khổ nói, thư ký Minh, trong thôn cũng chỉ có mấy chục con dê thôi, cho dù có vắt nát vú của nó thì cũng không vắt ra được nhiều như vậy. Nếu theo tình hình như thế thì mỗi ngày phải cần đến cả nghìn cân ấy chứ. Lý Hải mắng, nói gì thế? Đây là việc mà anh phải lo sao? Về vấn đề sữa dê thì các cấp lãnh đạo tỉnh thành phố sẽ nghĩ cách. Tôi sẽ báo cáo lên trên ngay bây giờ, bảo đảm sẽ hoàn thành được chỉ tiêu mỗi người mỗi ngày nửa cân sữa dê. Lời của trưởng thôn cũng là sự thật. Minh Hạo cười với trưởng thôn, không trách cứ gì về chuyện anh ta nói thô tục. Nhưng... để thôn phải giải quyết một lượng sữa dê lớn như vậy thì quả là làm khó họ quá. Thôi thì làm phiền cục trưởng Lý rồi. Ít nhất thì chúng ta cũng phải khống chế được nguồn lây nhiễm trước đã. Thư ký Minh, anh yên tâm đi. Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Hải gật đầu đáp. Cái gì, uống sữa dê để phòng muỗi? Cát Hồng Tân đờ người ra một lúc rồi bỗng cười ha hả, nói, trò vớ vẩn này là do ai nghĩ ra vậy? Sao lại có người nghĩ ra được một cách ngu ngốc đến thế chứ?
Là ai nói sữa dê có thể tránh muỗi thế? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Đúng vậy, tôi tra rất nhiều tài liệu mà cũng không thấy ai nói sữa dê có thể trị được muỗi. Nếu sữa dê có thể trị được muỗi thì những chuyên gia nước ngoài người ta cũng đã nghiên cứu ra từ lâu rồi, lại còn đến phiên chúng ta sao? Một giáo sư đeo kính nói với giọng khinh thường. Sao họ không mời một bà phù thủy đến làm phép chứ? Nếu như vậy thì chẳng cần uống thuốc gì nữa cũng khỏi hết. Một bác sĩ trẻ vừa hút thuốc vừa cười chế nhạo. Đúng vậy, chúng ta phải tìm thư ký Minh nói chuyện mới được. Không thể để việc gì cũng làm theo tên nhãi đó được. Sữa dê, cái đó uống được sao? Ai thích uống thì uống, nói gì thì nói tôi cũng không uống đâu. Chẳng ai ép mấy người uống cả. Một giọng nói vọng từ bên ngoài vào. Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy Vương Du vén rèm đi vào. Vương Du liếc mắt nhìn một lượt mấy người trong lều, rồi dừng ở chỗ Cát Hồng Tân nói, sữa dê có thể phòng muỗi là phát hiện đầu tiên của Tần Lạc, sau đó thông qua thí nghiệm của tôi đã chứng minh được đó là sự thật. Tôi đến đây để nhắc nhở các vị điều này chứ không phải là có ý ép buộc các vị. Tính mệnh là của các vị, nên uống hay không cũng là chuyện của các vị. Tùy thôi. Nói xong, Vương Du cũng không thèm để ý xem sắc mặt bọn họ thế nào, liền quay lưng bước ra bên ngoài. Chấm, gạch dưới thái độ của cô ta là gì vậy? Tiến sĩ Vương Du sau lại đi cùng bọn họ rồi. Sữa dê thực sự là có tác dụng. Chúng ta không tin đám trung y đó là một chuyện, nhưng tiến sĩ Vương Du đúng là có năng lực, khi cô ấy ở Mỹ thì đã có chút danh tiếng rồi, hay là, chúng ta cứ uống thử xem sao? Cát Hồng Tân dõi theo bóng dáng Vương Du hồi lâu rồi nói. Đừng thảo luận vấn đề này nữa. Cho dù sữa dê có thể phòng muỗi đi chăng nữa thì những bệnh nhân đã bị muỗi cắn kia thì làm thế nào? Cũng phải nghĩ cách giải chỗ độc tố trong cơ thể bọn họ nữa chứ. Hơn nữa, họ có thể để người trong cả thôn này cả đời uống sữa dê sao? Đúng vậy, giáo sư Cát nói rất đúng. Chúng ta phải nghiên cứu ra được thuốc kháng sinh mới là việc chính cần lo hiện giờ. Đây mới là công lao to lớn nhất của đợt nhiệm vụ lần này. Đừng có để cho tên nhãi đó nhanh chân cướp mất nữa. Cát Hồng Tân thấy mình đã điều động được tính tích cực của mọi người thì chỉ thản nhiên cười cười, không nói gì tiếp nữa. Tần Lạc không hề bài trừ việc uống sữa dê, bởi vì từ cổ đến giờ thì sữa dê vẫn là một sản phẩm bổ dưỡng. Trong bổn thảo cương mục có nói, dương nãi cam ôn vô độc, bổ hàn lãnh hư phạp, nhuận tâm phế, chỉ tiêu khát, liệu hư lao, ích tinh khí, bổ phế thận khí hòa tiểu tràng khí, tạm dịch, sữa dê ngọt ấm không có độc. Bổ hàn, lạnh, làm nhuận tim phổi, trị khát, hư lao, có ích cho tinh khí, bổ khí trong phổi thận và khí trong ruột non. Bởi vì độ kháng bệnh của sữa dê vô cùng lớn, không dễ bị lây lan bệnh tật, vốn kháng được một số bệnh truyền nhiễm. Còn sữa bò thì có phần yếu ớt, rất dễ bị nhiễm bệnh, sức chống cự lại các bệnh truyền nhiễm thì rất kém. Bệnh lao mà con người mắc phải vốn là bị nhiễm từ bò mà ra, còn sơn dương thì lại không mắc loại bệnh này. Vì thế, sau khi sữa bò được phát ra rồi làm nóng thì là thức uống nghiêm cấm của Bộ Y tế Quốc gia, các ngành bộ môn đã ban hành lệnh không được bán sữa tươi sống, chỉ có thông qua quy trình gia công, sau khi tiêu diệt hết virus rồi thì mới được uống. Còn đối với sữa dê thì không có những yêu cầu như vậy, có thể sau khi vắt ra rồi trực tiếp làm nóng là uống được. Sữa dê vừa được vắt ra thì rất hôi và ngậy nữa, cho dù có làm nóng hay đun sôi lên thì vẫn không hết được mùi vị hôi đó. Khi đun sữa thì cho vào mấy hạt hạnh nhân hoặc một túi nhỏ trà nhài, sau khi đun sôi thì bỏ hạnh nhân hay trà nhài đi, thì cơ bản là khử được mùi. Nhưng để phòng muỗi thì họ phải uống sữa dê vẫn còn cái mùi nồng nặc đó. Anh ngửi xem, có mùi không? Vương Dưỡng Tâm há mồm hà hơi vào mặt Lâm Đống, bảo Lâm Đống ngửi xem hơi thở của hắn có mùi hay không. Một mùi khai, hôi nồng nặc, Lâm Đống đẩn Vương Dưỡng Tâm sang một bên. Vương Dưỡng Tâm quay đầu lại nhìn Tần Lạc nói, mới uống có hai ngày mà đã thế này rồi. Nếu cứ tiếp tục uống thì có lẽ tôi sẽ chẳng khác nào một chú dê được mất. Mọi người không phải vẫn đang uống đó sao? Tần Lạc cười nói. Vẻ mặt của Vương Dưỡng Tâm bỗng trở nên quỷ dị, rồi cười nói, anh không biết đó. Bây giờ mọi người chỉ cần mở miệng thôi, chưa cần nói câu gì thì một mùi hôi khai nồng nặc đã bay ra trước rồi. Để tôi xem nào. Cái thôn này về sau không nên để là Cửu Chi Hoa nữa, mà nên đổi tên thành thôn Dương Nãi Sữa Dê đi. Nhà nào cũng uống sữa dê mà. Cái tên này cũng không tồi. Anh có thể thương lượng với thôn trưởng đấy. Tần Lạc cười nói. Tần Lạc, Minh Hạo hấp tấp xông vào bên trong, vẻ mặt vui mừng nói. Tần Lạc, Lưu Ngọc không làm sao rồi. Lưu Ngọc đã bình phục rồi.
Lưu Ngọc, cô gái mặc áo đỏ. Tần Lạc ngây ra một lúc rồi hỏi lại. Đúng vậy, chính là cô ấy không sao rồi. Vừa rồi tôi đem theo bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho cô ấy, thì vết thương của cô ấy đã dần lành lại, không xuất hiện bất kể tình trạng nhiễm trùng hay lây lan gì cả. Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, v.v. của cô ấy đều bình thường như những người khác vậy. Gạch dưới mặc dù vẫn còn có phần yếu ớt, nhưng bác sĩ nói là do hai ngày vừa rồi cô ấy lo lắng quá độ, không nghỉ ngơi điều độ mới thế. Tôi đã liên hệ với thành phố rồi, chuẩn bị cho người đưa cô ấy đi tĩnh dưỡng. Minh Hạo không khống chế được niềm vui sướng của mình. Thành viên đó không làm sao thì hắn cũng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nữa. Không sao thì tốt, Tần Lạc cũng rất hảo tâm. Ban đầu khi hắn cứu nàng ta thì đem theo chút đánh cuộc. Hắn không nắm chắc, mà chỉ là không muốn nhìn thấy một sinh mệnh đang dần mất đi trước mắt mình như thế mà thôi. Vậy mà những bác sĩ như bọn họ kia thì lại vì hai chữ, trách nhiệm, mà không làm gì hết. Đúng vậy, không làm sao là tốt rồi. Minh Hạo nói, đáng tiếc là những bệnh nhân khác lại trúng độc lâu quá rồi, nếu không thì, cậu đều có thể chữa khỏi cho bọn họ. Gạch dưới. Minh Hạo nói đến đây thì lại thấy có phần xấu hổ, liền nói, chỉ có điều, vẫn phải nghiên cứu ra thuốc kháng sinh mới được. Còn virus này một ngày không được trừ khử thì đồng bào tỉnh Vân Điền một ngày không được sống yên thân. Phương pháp đó của tôi cũng chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Tần Lạc cũng biết Minh Hạo đang nghĩ gì liền cười nói. Đúng rồi, thành phố lại vừa đưa đến một đợt sữa nữa, Yến Kinh cũng đưa đến một số đồ dùng cần thiết. Cậu đi xem với tôi một chuyến đi. Minh Hạo giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, có lẽ giờ này họ cũng gần đến nơi rồi, cậu đi với tôi nhé. Đây là việc của chính phủ các anh, tôi đi làm gì, Tần Lạc từ chối nói. Nếu không có gì cần thiết thì hắn không muốn nhúng tay vào mấy công việc của chính phủ đâu. Đi thôi, trong đó còn có người mà cậu muốn gặp đấy. Minh Hạo liền kéo tay Tần Lạc lôi ra bên ngoài. Là ai thế? Tần Lạc hồ nghi hỏi lại. Đi rồi sẽ biết, Minh Hạo cười hề hề nói. Chương 301, Công chúa Giá Lâm. Kỳ lạ thật đấy, sao họ vẫn chưa đến nhỉ? Minh Hạo lại giơ tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa, nói. Khi họ đến huyện thành thì họ đã liên lạc với tôi rồi. Theo lý mà nói thì giờ này phải đến rồi mới phải. Lần trước chúng ta cũng đến ở điểm này phải không nhỉ? Minh Hạo tỏ vẻ sốt ruột nói, sau đó thi thoảng lại đưa đồng hồ lên nhìn một cách vô cùng lo lắng. Tần Lạc cười nói, chúng ta đi nhanh, có thể tốc độ bọn họ chậm hơn một chút cũng nên. Anh nói đi, rốt cuộc là ai sắp đến vậy? Không có chuyện gì thì tôi quay về làm việc trước đây, chúng ta còn rất nhiều việc phải lo đấy. Chờ chút đã, chờ chút thôi, sắp đến rồi. Minh Hạo nói với giọng không cam tâm, anh ta đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột, nhưng bóng hình của những người kia đến lúc này vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một lúc lâu sau, anh ta lại trèo lên trên một quả đồi nhỏ nhìn ra phía đằng xa, thì thấy cách đó không xa có một dãy người đang đi đến. Minh Hạo thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, cười nói, đến rồi. Tôi đã nhìn thấy người dẫn đầu bọn họ rồi, ở đằng kia kìa, ha ha. Tần Lạc bị Minh Hạo làm cho phải tò mò nên hắn cũng vươn cổ ra xa trông ngóng. Quả nhiên, từ nơi xa kia, cũng có một hàng quân nhân hộ tống như khi bọn họ mới đến đây vậy. Nhưng, đội ngũ hộ tống lần này hùng vĩ hơn một chút. Lần trước khi bọn họ đến thì chỉ có trên dưới 10 người làm lực lượng bảo vệ. Lần này phải có đến hai mấy người, hơn nữa trông ai cũng khỏe mạnh lực lưỡng. Trong số này, thì hầu hết bọn họ đều là những vị quân nhân. Trên vai họ lúc này ai nấy đều vác theo một thùng sữa tươi. Đây là vật dụng cần thiết mà ngày nào bọn họ cũng phải đưa đến cung cấp cho tất cả mọi người ở đây. Suy cho cùng vì mũi mặt người sợ mùi khai của dê, nên không còn cách nào khác, tạm thời chỉ có cách này có thể cản được bọn mũi mặt người được. Mặc dù việc vận chuyển sữa tươi từ bên ngoài vào là rất phiền phức, vất vả, nhưng trước khi nghiên cứu ra thuốc kháng sinh, thì chỉ có thể dùng biện pháp thô sơ này do Tần Lạc nghĩ ra để bảo toàn tính mạng cho người dân nơi đây và thành viên của tổ chuyên gia. Sau khi Tần Lạc nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện phía sau đội ngũ thì hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Người phụ nữ bận trên mình một chiếc quần jean xanh nước biển, bên trên là một chiếc áo khoác ngoài rộng rãi thoải mái của hãng Nike, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng, những giọt mồ hôi và bùn đất đọng lại trên khuôn mặt tươi trẻ của nàng. Đôi mắt nàng vừa to lại vừa tròn, đen láy sáng ngời. Thị lực của nàng cực tốt, từ xa đã nhìn thấy Tần Lạc rồi, sau đó liền giơ tay lên vẫy với hắn. Tần Lạc thấy vậy thì mừng rỡ khôn tả, hắn nhanh chân bước nhanh về phía đó, túm luôn lấy tay nàng rồi kéo nàng chui vào trong khu rừng ở gần đó.
sắc mặt cô gái ửng đỏ nhưng lại không có phản ứng gì. Giống như cô dâu bé nhỏ vậy, cứ đứng im để mặc cho tân lang của mình thích làm gì thì làm. Em làm sao thế? Ai cho em đến đây? Em chạy đến đây làm gì? Em có biết nơi này vô cùng nguy hiểm không? Tần Lạc Sa sầm nét mặt hỏi liên tiếp mấy câu, trông hắn vừa mừng lại vừa lo, mừng vì nàng đến đây với hắn, còn lo vì nơi đây vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, con muỗi mặt người đáng ghét kia cũng có thể lấy đi tính mạng của nàng. Đây cũng là điều mà hắn không muốn xảy ra nhất. Anh đang lo cho em à? Cô gái bị những câu hỏi như súng liên thanh của Tần Lạc làm cho thân hình run rẩy hết lên. Nụ cười trên môi phút chốc ngưng lại, nhưng rất nhanh, nụ cười đó lại tươi như hoa mới nở, sáng lạng và rực rỡ hơn, bởi nàng nghĩ rằng bây giờ Tần Lạc cũng rất vui vì đã gặp được nàng, và nàng thì cũng có một tâm trạng giống như của hắn vậy. Nhưng phút giây này chỉ thoáng qua một lúc, bởi vì Tần Lạc thừa hiểu tình hình nơi này nguy hiểm như thế nào, mũi mặt người chỉ cần nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng hồng của nàng thôi, là tính mạng của nàng cũng đã không còn nữa. Anh không có tâm tình nào đùa với em đâu. Tần Lạc hất luôn bàn tay nhỏ bé của nàng vừa giơ ra định ôm lấy cánh tay hắn, tức giận nói, em có biết mũi mặt người là vật như thế nào không? Nếu bị nó đốt rồi thì chỉ còn đường chết mà thôi. Hiện giờ tất cả thuốc kháng sinh đều vô hiệu đối với nó. Gạch dưới em đến đây vào lúc này để làm gì? Có phải anh đang lo lắng cho em không? Chắc chắn là anh đang lo cho em rồi. Hai tròng mắt của cô gái sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tần Lạc không rời, nói với vẻ vui sướng. Dường như nàng không hề quan tâm đến sự an nguy của mình, mà vẫn cố chấp ở những câu hỏi không đâu. Cũng vì một lý do nàng nhớ hắn, nhớ một cách điên cuồng. Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Tần Lạc bất đắc dĩ hỏi. Em mau quay về đi, chỗ này rất nguy hiểm. Thế sao anh không về? Anh là bác sĩ. Ồ, đúng rồi nhỉ. Nếu anh là bác sĩ thì sẽ bảo vệ được em mà. Cô cái cười hì hì nói. Thôi em hãy cứ về là tốt nhất. Anh không có cách nào có thể đảm bảo được sự an toàn cho em đâu. Hơn nữa, anh còn rất nhiều việc phải làm, anh không có thời gian để làm bảo mẫu cho em đâu. Tần Lạc hung hăng nói. Hắn cố gắng nói với giọng độc địa, khó nghe để cho cô gái kia sợ hãi mà quay về. Cô gái ngẩn người ra một hồi, rồi lại cười tươi như trước, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền dễ thương cùng với hàm răng trắng bóc. Nàng nói, anh cố tình nói như vậy phải không? Anh muốn đuổi em về hả? Sao anh lại muốn đuổi em về chứ? Bởi vì anh đang lo cho sự an nguy của em phải không? Em không nói sai đấy chứ? Chấm, gạch dưới. Đối với một người phụ nữ có một dây thần kinh như thế thì Tần Lạc cũng chỉ biết im lặng chống đỡ mà thôi. Thấy vẻ mặt trầm mặc của Tần Lạc, thì cô gái cũng mềm lòng, không đùa với Tần Lạc nữa, dịu dàng nói, thầy Tần, thầy yên tâm. Em sẽ không làm vướng chân thầy đâu. Em đến đây cũng là vì công việc. Công việc, công việc gì? Công việc của quỹ hỗ trợ khó khăn Tần Lạc, cô gái đắc ý nói. Tựa như khi mình sắp gặp phải nguy hiểm thì bỗng nhiên có được trong tay một chiếc miễn tử kim bài vậy. Quỹ hỗ trợ, cái này thì liên quan gì đến việc đến đây? Tần Lạc hỏi, tiếp đó, hắn hỏi với vẻ mặt đầy cổ quái, không phải bọn em định chọn nơi này làm nơi cứu trợ đấy chứ? Tất nhiên rồi, cô gái gật đầu, nếu cái quỹ hỗ trợ này có tên là quỹ hỗ trợ khó khăn Tần Lạc, thì tất yếu sẽ lấy anh làm mục tiêu rồi. Anh đi đến đâu, thì bọn em tự khắc sẽ đi đến đó. Thông qua thương nghị giữa em với những thành viên khác trong quỹ hỗ trợ thì đã quyết định lấy thôn này làm điểm làm việc đầu tiên. Em đến khảo sát tình hình trước, sau đó những thành viên khác sẽ đến sau. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào mắt của cô gái, cố gắng kìm nén sự tức giận đang trực trào dâng trong lòng mình lại, nói, Vương Cửu Cửu, em đừng có làm bừa. Dịch bệnh nơi đây còn chưa giải quyết xong, em đừng có mà đưa tổ làm việc của em đến đây. Em biết mà, nên em tự đến rồi đấy. Chấm, gạch dưới. Thấy người đàn ông trước mặt lại bị mình nói cho không thốt nên lời thì trong lòng Vương Cửu Cửu bỗng trở nên rối bời. Nói thật, lúc này đây, thực sự là không phải là lúc tốt nhất để quỹ hỗ trợ đến đây làm việc. Nhưng, sau khi nàng nghe nói Tần Lạc dẫn theo tổ cứu viện tiến vào vùng đất nguy hiểm này, hơn nữa, trên đường đi còn có một thành viên bị muỗi cắn cho không biết sống chết thế nào thì nàng ở Yến Kinh đã đứng ngồi không yên rồi. Cô ấy muốn đến gặp Tần Lạc, cô ấy muốn ở bên cạnh Tần Lạc. Đây là một suy nghĩ đơn thuần, điên rồ, thậm chí là ngu ngốc. Khi ý nghĩ trong sâu thẳm trái tim nàng vụt chui ra, thì nàng không còn cách nào để đè nén nó xuống nữa. Nếu mà là một người con gái bình thường khác thì cho dù có những ý nghĩ như vậy thì cũng không thể đến gặp Tần Lạc được.
Mặc dù trên IT, trên TV, và trên báo đều có báo cáo về sự tình người dân bị muỗi mặt người tấn công dẫn đến tử vong ở tỉnh Vân Điền này, thu hút không ít quần chúng, nhưng lại không miêu tả gì nhiều về đội cứu viện cả. Không phải họ không muốn viết mà tỉnh Vân Điền đã phong tỏa khu vực này rồi, không cho phép bất kỳ giới truyền thông nào đến phỏng vấn. Nhưng, Vương Cửu Cửu là ai chứ? Là con gái của đại ma đầu Trương Nghi Y. Khi nàng đem suy nghĩ này nói cho Trương Nghi Y, thì lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ mình. Dùng lời của Trương Nghi Y mà nói thì là một người đàn bà, nếu thời trẻ không điên cuồng vì tình yêu một lần, thì chẳng khác nào sống một cuộc sống đời thừa trên thế giới này cả. Là một người mẹ, sao lại có đạo lý không ủng hộ con mình chứ? Thế rồi, hai người phụ nữ sau một hồi gào thét, đùa giỡn, cân nhắc, suy đi tính lại thì cuối cùng cũng tìm ra được cái cớ để đến Vân Điền, đi cứu viện, đem đồ đến tặng cho mọi người ở đây. Vừa lúc Vương Cửu Cửu giúp Tần Lạc lo liệu mọi việc ở quỹ hỗ trợ, thì công việc sơ bộ đã được sắp đặt, nhưng vẫn chưa có đối tượng cứu viện cụ thể. Họ quyết định lấy Cửu Chi Hoa, nơi mà Tần Lạc đang ở làm điểm cứu viện đầu tiên. Còn về phần đường xá an toàn và việc phong tỏa ở tỉnh Vân Điền này thì đối với Vương Cửu Cửu mà nói thì những thứ này đều không phải là vấn đề gì to tát cả. Nàng đến thật không đúng lúc chút nào. Hiện giờ không phải là lúc giúp đỡ người nghèo. Tần Lạc rút chiếc khăn tay từ trong túi mình ra, cẩn thận lau đi vết bùn đất cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Cửu Cửu, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ, đợi sau khi bọn anh giải quyết xong vấn đề mũi mặt người, thì em hãy đem theo tổ làm việc đến đây. Đến lúc đó, em thích ở đây bao lâu thì ở. Nhưng ngày hôm nay thì em bắt buộc phải đi theo mấy người quân nhân xuống núi. Em đi cả một ngày đường rồi, thực sự là không thể đi nổi nữa. Ngày mai có được không? Khuôn mặt nhỏ bé của Vương Cửu Cửu làm bộ khổ sở, giở trò nói. Nếu hôm nay mà ở lại được thì ngày mai cũng sẽ ở lại được. Anh bảo người cõng em xuống núi. Tần Lạc nói. Không được, người ta là cần gái nhà lành cả đấy, không thể để cho đàn ông động vào được. Vương Cửu Cửu hơi cúi thấp đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Đây là đạo lý gì vậy? Không phải khi trước anh còn. Nhưng, anh không giống bọn họ. Vương Cửu Cửu ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc nói. Ánh mắt sáng bừng lên, tựa như một cục thủy tinh quý giá nhất thế gian này vậy. Tần Lạc có thể cảm nhận nhiệt độ mà mắt nàng phát ra, nhưng hắn lại không biết phải ứng phó như thế nào. Tối nay bắt buộc phải quay về. Tần Lạc quay sang một bên, không dám nhìn trực diện vào mắt nàng, rồi lại nói như đinh đóng cột. Em đã đến đây rồi thì sẽ không về đâu. Vương Cửu Cửu thu lại vẻ mặt đưa đẩy của mình lại, nghiêm túc nói, trước khi đến đây thì làm việc từ thiện chỉ là để ngụy trang mà thôi. Nhưng suốt dọc đường đi, những gì em chứng kiến, những gì em trải qua đã khiến cho em mong muốn được làm một thứ gì đó cho người dân nơi này. Anh hiểu tâm tư của em, anh cũng muốn làm điều gì đó cho họ, cho dù ngày hôm nay em có không đến thì đợi đến khi giải quyết xong vấn đề mũi mặt người rồi, anh cũng muốn em đến đây xem, nhưng, không phải bây giờ. Chính là bây giờ. Chấm, --. Vương Cửu Cửu kéo áo Tần Lạc, nói vẻ mặt đáng thương, thầy Tần. Thầy đừng đuổi em đi có được không? Không được, Tần Lạc lắc đầu, em không biết độ nguy hiểm của mũi mặt người, nhưng anh biết. Vương Cửu Cửu cuối cùng cũng tức giận, chỉ vào Tần Lạc mắng lớn, em không biết độ nguy hiểm còn anh thì biết. Tại sao khi em vừa mới chủ động tiến lại gần anh thì anh không ngăn cản không cho em đi? --. Đợi đến khi em đã tình sau nghĩa đậm với anh rồi, ngày nào cũng tưởng nhớ đến anh, toàn thân đã bị anh sờ soạn hết cả rồi. Bây giờ anh lại muốn đá văng em đi hả? --. Em biết rõ là anh có vợ chưa cưới, vậy mà vẫn mặt dày bám lấy anh không tha. Việc nguy hiểm như vậy em còn dám làm thì mấy con muỗi đã là cái gì chứ? --. Em nói thẳng cho anh biết, lần này em đến là để tìm anh. Anh không đi thì em cũng không đi. Mỗi cái con khỉ ấy, đến con nào em giết con ấy, đến hai con thì em giết cả đôi. Không phải nó chết thì sẽ là em chết, bà mày để luôn tính mạng mình ở đây đấy. Tần Lạc thất kinh nhìn người con gái đang điên lên ở trước mặt mình. Thầm nghĩ, có cần thiết phải có mối thù sâu đậm với một con muỗi thế không? Bọn chúng chọc giận gì em rồi sao? Chương 302, chương 0302. Cuối cùng thì Vương Cửu Cửu cũng vẫn ở lại. Tần Lạc đã nghĩ hết cách, nói hết lời mà vẫn không làm nàng thay đổi ý định được. Không chỉ vì nàng cứng đầu. Mà là hắn có đuổi thế nào đi chăng nữa nàng cũng chẳng nghe, hơn nữa nàng còn đem chuyện bí mật giữa hai người đem ra nói oang oang bên ngoài.
cho đến khi Vương Cửu Cửu nói toạc ra cả những chuyện mà Tần Lạc nhìn thấy hết, sợ thấy hết toàn thân nàng thì Tần Lạc không còn biết nói gì hơn nữa, còn lý do gì mà bắt nàng rời khỏi nơi đây. Là một người đàn ông thì phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm mới được, ai bảo hắn đã giở trò với nàng, bây giờ thì phải chịu vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tần Lạc đau đớn thầm nghĩ, không phải quân ta vô dụng, mà là do quân định quá mạnh đó thôi. Hơn nữa Vương Cửu Cửu đã có tấm bài tẩy đó trong tay rồi, thì nàng còn lo gì Tần Lạc làm tới nữa, nàng biết rõ tính tình của hắn, nàng có thể tự nhận mình mặt dày, chứ hắn thì không thể. Thế là từ giờ, cô gái xinh đẹp Vương Cửu Cửu liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Bất luận nàng đi đến đâu cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt người khác. Ngay đến cả thôn trưởng của thôn Cửu Chi Hoa còn phải say mê ngắm nhìn không chớp mắt, nói, sao những cô gái trong thôn chúng ta nhìn không giống với cô gái thành thị này chút nào nhỉ? Tần Lạc nghe thấy ông ta nói vậy thì nghĩ bụng, nếu mà giống được mới lạ. Từ điểm này có thể nói lên được một điều, thẩm mỹ của đàn ông là như nhau. Mặc dù họ có những phân kỳ nho nhỏ ở những điểm như ăn mặc, lô ly, mông to, ngực lép, v.v., nhưng đối với họ mà nói thì người đẹp vẫn là người đẹp. Sự thật này là không có gì có thể thay đổi. Lại một lần nữa đến kiểm tra sức khỏe cho Lý Kiến Trụ, sau khi Lâm Đống ghi lại một cách tỉ mỉ tình hình sức khỏe của bệnh nhân, thì Tần Lạc bèn chào vợ của Lý Kiến Trụ một cái rồi dẫn đoàn trung y rời đi. Về đến lều vải, theo quy luật khi trước thì mọi người lại họp lại với nhau nghiên cứu tình hình. Đây cũng là một hình thức không thể thiếu, bởi vì chỉ có hợp tác, trao đổi với nhau thì sẽ có lợi cho tình hình tìm kiếm và phát hiện ra phương thức chữa bệnh một cách nhanh nhất. Tình hình thế nào? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Ai, vết thương bắt đầu giữa nát ra rồi, chân không động đậy được nữa, tay thì cũng không nhấc nổi lên, mạch đập yếu ớt, gạch dưới tình trạng vô cùng xấu. Một người đàn ông có khuôn mặt gầy dơ xương nói. Theo tôi nghĩ thì có lẽ chỉ sống thêm được 3 ngày nữa thôi. Một vị trung y trẻ tuổi hơn một chút nói. Nhiều nhất là 2 ngày. Nếu không cẩn thận thì có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay. Âu Dương Lâm ngày thường ít nói, nhưng giờ cũng lên tiếng. Hắn cũng là một thành viên trong tổ chuyên gia, kiểm tra khám xét cho bệnh nhân theo phương pháp của mình. Lời nói này của Âu Dương Lâm vừa cất ra thì mọi người đều im lặng không nói nên lời, bởi họ biết Âu Dương Lâm không hề nói ngoa chút nào, tình hình bệnh nhân lúc này vô cùng nguy ngập, có lẽ ông ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Do vậy mà nếu vẫn không tìm ra phương pháp giải độc, thì sẽ lại có thêm một mạng sống phải lìa xa cõi đời này. Để lại một người vợ thân cô thế cô không nơi nương tựa, ngoài ra Lý Kiến Trụ còn có một người con trai đang học cấp 2 trong thị trấn. Mọi người đều không muốn chứng kiến một sự thật đau lòng như vậy, hơn nữa, cái kiểu đã biết rõ tình hình, nhưng lại không có cách gì giải quyết, cái cảm giác thất bại ngồi chờ chết làm cho họ khó chịu vô cùng. Ngồi ở đây thì đều là những bác sĩ trung y ưu tú trong công hội trung y. Lại còn có những người xuất thân từ một gia đình trung y danh tiếng xuất sắc như Tần Lạc, Âu Dương Lâm, Vương Dưỡng Tâm. Đến cả mấy người bọn họ còn không tìm ra được cách nào, chẳng lẽ loại độc này thực sự là hết thuốc chữa rồi sao? Tần Lạc biết nguyên nhân làm cho tinh thần mọi người sa sút, hắn cũng hiểu được tâm tình của bọn họ, nhưng là một lãnh đạo của tổ cứu viện trung y này, hắn có trách nhiệm làm ổn định tâm lý của mọi người và điều động tính tích cực của họ. Hắn cười nói, vẫn còn thời gian là 2 ngày. Không đến giờ phút cuối cùng thì chúng ta quyết không được từ bỏ. Hơn nữa, cho dù chúng ta không có cách nào trị khỏi được cho Lý Kiến Trụ, nhưng còn những bệnh nhân khác thì sao, còn những bệnh nhân khác giống với Lý Kiến Trụ thì sao? Bây giờ có, thì ngày sau cũng sẽ có. Nếu chúng ta không thể tìm ra biện pháp giải quyết virus từ mũi mặt người, thì sẽ vẫn còn có rất nhiều người bị hại bởi nó, thậm chí sẽ chết. Bây giờ chúng ta không được phép thối chí, tôi biết cảm giác bức của mọi người thế nào, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta cứ để cảm xúc chi phối chúng ta, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ tìm ra được phương pháp trị liệu hiệu quả cả. Hơn nữa, chỉ cần loại muỗi này không diệt vong, thì loài virus này sẽ tồn tại mãi. Người dân trong thôn Cửu Chi Hoa này làm thế nào? Người dân của huyện thành này phải làm sao? Thậm chí sẽ có khả năng lây lan ra cả tỉnh Vân Điền này, tình hình vô cùng nguy hiểm. Tần Lạc nhìn vào mặt từng người một rồi kiên nghị nói, bất luận thế nào thì chúng ta cũng đều phải tìm ra phương pháp giải độc. Tôi sẽ dốc hết sức mình, cũng mong mọi người cùng tôi cố gắng bước qua giai đoạn khó khăn này. Hội trưởng, anh yên tâm đi, chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi. Một vị trung y trẻ tuổi trong công hội trung y phụ họa theo. Đúng vậy, cũng không phải là không có cách gì. Có âm thì ắt sẽ có dương. Tất cả đều do trời định. Chúng ta đã tìm ra được sữa dê có thể phòng mũi mặt người,
thì cũng sẽ tìm ra được biện pháp trị liệu loại virus này. Gạch dưới chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Tôi lại đi xem xét lại sách y, xem có loại thuốc nào có thể dùng. Tần Lạc gật đầu, nói, mọi người đi làm việc của mình đi. Có tiến triển gì thì nói ra cho mọi người cùng thảo luận. Mọi người đồng ý, sau đó lần lượt giải tán. Tần Lạc đi ra bên ngoài lều vải, thở dài một hơi thật sâu. Trăng tròn, sao sáng, những bông hoa trên núi bay rải rác khắp nơi. Bốn bề đều là núi cao hùng vĩ, mắt nhìn không hết, mùi hương hoa đồng nội phảng phất đâu đây, sương sớm rơi đầy trên cỏ lá, tựa như chỉ cần giơ tay ra là có thể túm được cả một vốc sương mai rồi. Cảnh vật xung quanh đẹp như trên tiên giới, nhưng chốn tiên giới này lại có một loài sát thủ làm cho người ta phải ghê rợn và hận thù, muỗi. Tần Lạc hành y xuất đạo bao nhiêu năm, chưa bao giờ lại gặp phải vấn đề khó giải quyết như thế này. Không chỉ là những thành viên khác, đến cả hắn cũng cảm giác được sự khó chịu của sự thất bại. Anh đang nghĩ gì vậy? Vương Dưỡng Tâm đi đến bên hắn, lên tiếng hỏi. Loại muỗi mặt người này khó đối phó đến vậy sao? Tần Lạc cười khổ nói. Lý Kiến Trụ thì đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tình trạng của những người bệnh bị muỗi cắn khác thì càng ngày càng nghiêm trọng, gạch dưới thời gian ngày càng cấp bách. Không thể để cho ai phải chết thêm nữa. Tôi cảm thấy thời gian dành cho chúng ta càng ngày càng thu hẹp dần lại. Anh không phải là người cần được người khác an ủi, nên tôi cũng không cần phải nghĩ những lời an ủi dành cho anh nữa. Vương Dưỡng Tâm nói, mấy ngày hôm nay, chúng ta thử dùng không ít những biện pháp ôn dịch trong sách cổ, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Có phải là chúng ta đã bỏ qua thứ gì không nhỉ? Bỏ qua thứ gì? Tần Lạc cau mày hỏi lại. Muỗi mặt người là một vật chủng vốn đã có, hay là một loại vật chủng mới vậy? Nếu là do biến dị mới có, thì nó biến dị từ đâu? Còn nếu vốn đã có thì sao ngày trước không nghe nói có tin gì về chuyện muỗi mặt người đốt người dẫn đến tử vong cơ chứ? Hay là bọn chúng cũng bị lây lan loại virus này từ nơi khác? Nếu vậy thì loại virus lây nhiễm này xuất phát từ đâu? Vương Dưỡng Tâm đặt ra một loạt câu hỏi. Tần Lạc dùng tay day day đôi gò má của mình, nói, Vương Du đang nghiên cứu về những vấn đề này. Nếu có phát hiện gì thì cô ấy đã nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, cô ấy là chuyên gia về động vật, chuyên nghiệp hơn chúng ta rất nhiều. Vương Dưỡng Tâm cười nói, đôi khi tôi nghĩ, có phải trung y chúng ta thực sự lỗi thời rồi không? Sự tồn tại của trung y là do mọi người vẫn đang dùng tiền tiết kiệm mà sống. Ai cũng ôm lấy những bài thuốc của các bậc tiền bối dùng để hành y cứu người. Còn Tây y thì lại được xây dựng trên nền móng khoa học tiến bộ, khoa học kỹ thuật ngày một đổi mới, và cũng ngày càng làm được nhiều việc, mỗi một lần cải cách khoa học thì y thuật của họ lại càng tiến bộ. Cứ như vậy thì bọn họ sẽ không bao giờ lạc hậu, vĩnh viễn đi trước thời đại. Sao, muốn từ bỏ rồi sao? Tần Lạc nheo mắt lại cười hỏi. Từ bỏ, làm gì có chuyện đó, cho dù tôi có muốn thì ông tôi cũng sẽ đánh gãy chân tôi mất. Vương Dưỡng Tâm lắc đầu cười khổ. Trung y có tác dụng vô cùng, điều này đã có chứng nhận của khoa học rồi. Tôi đã xem qua tài liệu rồi, mấy năm trước, một vị học giả người Pháp thông qua bắn một tia phóng xạ tê chiêm, rồi lợi dụng tia phóng xạ R của tê chiêm, sử dụng nguyên lý cháy sáng cuộn phim, rồi nhờ vào máy ảnh điện tử thành công chụp được đường đi của tê chiêm. Cách phát hiện ra đường đi của tê chiêm cũng giống với đường đi của y học. Tiếp theo sau đó, những nhà khoa học Nhật Bản sử dụng máy tính và những kỹ thuật khoa học hiện đại, đem bình diện của cơ thể người chuyển thành hình quan sát theo kiểu lập thể, sau đó thông qua ánh sáng nhiễm sắc của màn hình phát hiện ra thực tế thì nó là vật tập hợp của các tổ chức nào đó. Chính vì những nghiên cứu này có thể chứng minh cho chúng ta biết được rằng, chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến chỉ để chứng minh một mệnh đề mấy ngàn năm trước là vô cùng chính xác. Nhưng chúng ta cũng không biết vì sao con người đi một vòng tròn dài 6.000 năm rồi lại quay về điểm xuất phát ban đầu, thật là khó hiểu. Ngày đó, không có thiết bị kỹ thuật, không có máy vi tính, giải phẫu thuật còn trong tình trạng thô sơ, vậy những bậc tiên hiền làm sao lại phát hiện ra dược huyệt vị? Rồi làm sao có thể đối ứng trạng thái sức khỏe và các cơ quan trong cơ thể với một huyệt vị một cách rõ ràng đến vậy? Đúng vậy, trung y nên có một con đường đi riêng của mình, chứ không phải là cố gắng tiến sát về phía bên Tây y, rồi dùng thủ đoạn trong Tây y để chứng minh tính thực dụng trong trung y. Tần Lạc gật đầu tán thành câu nói của Vương Dưỡng Tâm. Đây chẳng khác nào hai người láng giềng thù ghét nhau. Người hàng xóm phía đông muốn ăn thịt bò bít tết nhưng lại không biết làm thế nào, liền đi đến nhà người hàng xóm phía tây hỏi xem làm thế nào. Nhưng người hàng xóm phía tây làm sao có thể nói cho họ biết phương thức bí mật được cơ chứ? Đây là vấn đề khó khăn nhất mà chúng ta gặp phải,
mà lại là một cơ hội tốt. Tôi biết, sự kiện mũi mặt người đốt người dẫn đến tử vong ở Vân Điền đã thu hút được sự chú ý của toàn nhân dân Trung Quốc. Nếu Trung Y chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này, thì, -- Trung Y của chúng ta sẽ có thêm một cơ hội nổi dậy. Vương Dưỡng Tâm cuối cùng cũng nói ra được điều hắn muốn nói. Mặc dù hiện giờ bọn họ đang ở trên núi, không có điện thoại, cũng không có internet, nhưng, bên Tây Y thì lại có công cụ truyền tin tiên tiến, ví dụ như chiếc máy vi tính nhỏ gọn của Vương Du, bất luận là ở đâu và khi nào thì đều có thể tự do lướt web. Vương Dưỡng Tâm là người Yến Kinh, lại biết ăn nói nên đã có quan hệ rất tốt với mấy người bên Trung Y, cũng có thể tìm ra không ít tài liệu hữu dụng từ phía họ. Sự kiện mũi mặt người thu hút sự chú ý của tất cả dân mạng, hắn có được tin này cũng là trong lúc ngồi nói chuyện với mấy người bên Tây Y mà có. Tần Lạc cười lớn, quay đầu lại nhìn Vương Dưỡng Tâm, nói, hiện giờ chính thời cơ tốt nhất để trở thành anh hùng. Vương Dưỡng Tâm khoát tay, nói, nhiều nhất thì tôi cũng chỉ làm anh hùng được thôi, còn anh thì làm thần tượng. Tiếp đó hắn đổi luôn đề tài, hỏi, cô học sinh xinh đẹp của anh đâu rồi? Người ta trèo đèo lội suối không ngại khó khăn đến đây tìm anh, sao anh không quan tâm đến người ta một chút? Hiện giờ, tổ cứu viện đều biết là có một cô gái trẻ đẹp mới đến đây, còn Tần Lạc thì giải thích với mấy người Vương Dưỡng Tâm là, cô ấy là học sinh của tôi. Vì thế nên Vương Dưỡng Tâm liền lấy, cô học sinh xinh đẹp, của Tần Lạc ra đùa. Hắn biết, quan hệ giữa Tần Lạc và cô học sinh này không đơn giản chút nào. Nếu đơn giản thì ai mà ngu ngốc đến độ không dưng lại mò đến một nơi nguy hiểm như thế này để làm gì? Tần Lạc nghĩ một lát, cũng cảm thấy có phần áy náy. Trừ lúc Phương Cửu Cửu vừa đến đây thì hắn gặp nàng một lần ra thì những lúc khác đều không nhìn thấy nàng đâu cả. Cũng không biết là nàng đang bận cái gì nữa. Không biết có thích ứng được với nơi đây không? Tần Lạc nghĩ, hay là mình đi đến thăm nàng ta một chút đi, nhân tiện nhắc nhở nàng ngày mai lên đường về cho sớm. Vương Cửu Cửu là con gái, nên tự khắc sẽ được sắp xếp ở chỗ lều vải của các thành viên nữ, bao gồm Vương Du. Tần Lạc đi đến đó, khi vén rèm vải lên thì thấy bên trong có mấy người đàn ông đang ngồi ở đó. Giống như những vì sao vây xung quanh mặt trăng vậy. Chương 303, không phải là ghen tuông 2. Cô chắc chắn là phóng viên rồi. Tôi có bạn làm phóng viên của tờ Hoa Hạ Chu Khan, bút danh là Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Xanh. Cô có quen không? Không. Vương Cửu Cửu lắc đầu, nàng đang cúi đầu gõ gì đó lên bàn phím máy xách tay đặt trước mặt mình. Anh ta lo tin tức xã hội, là một người rất có năng lực. Viết rất nhiều bài chấn động toàn quốc, rất có danh tiếng ở trong ngành đấy. Nếu có cơ hội, thì tôi sẽ giới thiệu cho mấy người làm quen với nhau. Cảm ơn anh, không cần đâu. Đừng khách sao, tiếp xúc với càng nhiều người có năng lực, hơn nữa lại là người trong ngành với cô, chắc chắn là có lợi cho tiền đồ sau này của cô. Người trẻ tuổi không nên đi nhầm đường, nếu không sau này hối hận cũng muộn rồi. -- Đúng vậy đó, một cô gái trẻ như cô mà bị phái đến đây chấp hành nhiệm vụ. -- Nếu có người giúp cô nói đỡ một vài câu thì sẽ không có một kết cục như thế này. Vương Cửu Cửu cảm thấy có phần bất đắc dĩ, liền nói, là tôi chủ động xin đến đây. Hả, là như vậy sao? Mấy người đàn ông thay đổi luôn nét mặt, kinh ngạc nói, một tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy. Mà lại có dũng khí đi đến một nơi nguy hiểm như thế này để thu thập những tài liệu đầu tiên thì thật làm cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Đúng vậy, đây còn là một người đẹp nữa chứ. Nghe nói người đẹp thì thường là nhát gan. Đúng rồi, Cửu Cửu, cô ở khu nào của Yến Kinh? Tôi cũng là người Yến Kinh, chưa biết chừng chúng ta còn ở cùng một nơi ấy. Tôi ở trong khu vực của quân khu, Vương Cửu Cửu có phần khó chịu. Ha ha, khu vực dành cho quân đội sao? Tôi cũng... Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt của Vương Cửu Cửu thì không dám nói tiếp câu vừa rồi của mình nữa. -- Tần Lạc đứng ngoài cửa nhìn bộ dạng của đám A-dua nịnh hót, không biết làm sao mà trong lòng Tần Lạc bỗng nhiên có một nỗi tức giận không nói thành câu. Hắn bước lên trước một bước rồi quát lớn, đang làm cái gì thế? Mấy người đang làm cái gì thế? Mấy tên theo đuổi Vương Cửu Cửu quay đầu lại thì thấy Tần Lạc, khuôn mặt lập tức hiện rõ lên một vẻ chán ghét. Khi ở trên máy bay, những câu nói của Tần Lạc cùng với những câu hỏi cổ quái kỳ quặc của hắn đã động chạm đến lòng kiêu hãnh của bọn họ, hai bên đã sớm cảm thấy khó chịu về nhau. Một người đàn ông đeo một cặp kính có gọng đen, tướng mạo anh Tuấn, quay ra nhìn với ánh mắt khinh thường, nói, làm gì? Anh nói chúng tôi làm gì? Mà chúng tôi làm gì thì liên quan gì đến anh? Nhìn thấy Tần Lạc đến thì Vương Cửu Cửu mừng thầm trong lòng.
Nàng biết, Tần Lạc xuất hiện vào lúc này thì chắc chắn là đến đây để thăm mình. Nhưng đến khi nàng nghe thấy tên đeo kính phản kích lại lời Tần Lạc thì nét mặt nàng lại xa sầm lại. Tần Lạc điên lên, chỉ vào mặt đám người đó khiển trách, nếu mà là bình thường thì các anh làm gì tất nhiên là chẳng có gì liên quan đến tôi hết. Nhưng các anh có biết hiện giờ là lúc nào rồi không? Tính mệnh của Lý Kiến Trụ, một người dân trong thôn Cửu Chi Hoa đang gặp nguy hiểm, nếu trong vòng 3 ngày chúng ta không tìm cho ra phương án nào diệt trừ được loại virus trong mũi mặt người, thì họ chỉ còn cách nói lời vĩnh biệt với vợ con họ mà thôi. Còn mấy người cũng bị mũi mặt người tấn công, đến nay tay đã không giơ lên được, chân không động đậy được, chỉ còn biết nằm trên giường chờ chết mà thôi. Còn các anh thì đang làm gì chứ? Các anh là những bác sĩ đến đây cứu người hay là đến đây để làm gì? Các anh được quốc gia và nhân dân phái đến đây cứu rỗi đồng bào thoát khỏi hoạn nạn, nguy nan. Nếu trong các anh có ai thừa nhận mình đến đây để nói chuyện yêu đương thì coi như vừa rồi tôi không nói gì. Ngay bây giờ đây tôi sẽ mời thư ký Minh đến đây đưa các anh về. Ai muốn thế nào? Ai muốn thế nào? Ai muốn thế? Tất nhiên chẳng có ai nói là mình muốn thế cả. Những người đàn ông trẻ tuổi ở đây thì hầu hết đều là đệ tử hoặc trợ thủ đắc lực của những danh y kia, họ vì tiền đồ của mình nên mới đi cùng thầy mình đến đây. Làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Họ túm năm tụm ba ở đây, là vì ở nơi núi cao rừng sâu này lại có thể gặp được một người cô gái kiểu diễm xinh tươi như hoa vậy, còn kích thích hơn cả mèo nhìn thấy cá, chim ưng thấy gà. Mặc dù Vương Cửu Cửu không được coi là có được tiêu chuẩn của một thục nữ, nhưng gạch dưới ở cái nơi thiếu thốn phụ nữ như thế này, thậm chí có thể nói là thiếu thốn người một cách trầm trọng, chỉ cần đưa mắt trông ra là có thể nhìn thấy vô số núi cao và rừng sâu, nên Vương Cửu Cửu thực sự đã trở thành một thứ vô cùng quý hiếm. Bạn có biết là nước Mỹ có bao nhiêu người con gái thích tòng quân không? Bởi vì con gái trong quân đội rất ít, cho dù có đem một người xấu òm đi chăng nữa thì trong mắt của những anh chiến sĩ, thì nàng ta vẫn duyên dáng yêu kiều như một đóa hoa. Hơn thế nữa, Vương Cửu Cửu lại còn rất xinh là đằng khác. Những lời này của Tần Lạc được nói ra dựa trên phương diện công nghĩa và đạo lý, nên bọn họ không phản bác lại được câu nào. Khiến họ hổ thẹn quá thành ra tức giận, quát lại, anh là ai chứ? Anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà quản chúng tôi? Dựa vào cái gì mà quản chúng tôi? Sao anh ấy lại không quản được các anh? Lần này phản bác họ không phải là Tần Lạc, mà là một người đứng xem cũng thấy ngứa mắt khác, đó là Lưu Ngọc. Người mà khi đi trên đường bị mũi mặt người cắn thương, rồi được Tần Lạc cắt thịt, phóng huyết cứu sống. Bởi vì sức khỏe Lưu Ngọc vẫn còn suy yếu, nên nàng vẫn nằm trong lều vải nghỉ ngơi. Đợi đến mai, mấy quân nhân đem sữa đến đón nàng về nơi tĩnh dưỡng ở thành phố. Nàng bò dậy từ trên giường, chỉ vào mặt đám bác sĩ trẻ tuổi mắng, sao anh ấy lại không được nói mấy người. Đều là bác sĩ, trên đường đi anh ấy còn cứu mạng tôi, còn các người thì chỉ lo xem ai sẽ gánh vác trách nhiệm. Đứng dương mắt lên nhìn một cách vô tình. Sau khi đến thôn, thì cũng là anh ấy tìm ra được phương pháp phòng ngừa mũi mặt người, cái này có thể giảm đi lượng người thương vong trong thôn cũng như thành viên của tổ cứu trợ. Gạch dưới nếu không có anh ấy, mấy người còn được yên ổn ngồi ở đây sao? Nếu không có anh ấy thì mấy người còn có dũng khí bước ra khỏi lều vải vào buổi tối không? Đều là bác sĩ, anh ấy làm bao nhiêu điều như vậy, thế còn các người đã làm được những gì? Các người chỉ biết đến tán tỉnh phụ nữ xinh đẹp, chỉ biết đố kỵ với người có năng lực hơn mình, các người đã làm được gì nào? Sau khi Lưu Ngọc bị mũi mặt người đốt thì một thời gian sau vẫn lo lắng hốt hoảng không yên, không chú ý gì nhiều đến cử chỉ của đám người vây quanh lúc đó. Nhưng hai ngày nay nằm trong lều vải nghỉ ngơi, nàng có thời gian bèn bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc bấy giờ. Càng nhớ lại thì lại càng cảm thấy chua xót đau buồn. Những đồng sự cùng đến đây với mình. Thậm chí còn có những người bạn học tốt trong viện y học nữa, nhưng khi mình gặp nguy hiểm thì họ lại không thèm để ý gì, còn người đàn ông mà vừa bước lên máy bay đã bị bọn họ giễu cợt thì lại ra tay cứu vớt sinh mệnh của mình đúng vào thời khắc quan trọng nhất. Đúng vậy, nàng cũng nghĩ cho những người đồng sự đó, họ cũng vừa mới bước chân đến đây, không hiểu bất cứ điều gì về mũi mặt người cả, nên mới không biết phải xử lý vấn đề đó ra sao. Nhưng còn anh ấy thì sao? Anh ấy thì hiểu được bao nhiêu chứ? Khi còn ở trên máy bay, anh ấy còn không biết đến cả khái niệm về mũi mặt người nữa cơ mà. Anh ấy cũng đâu có đủ tự tin để cứu mình đâu, vậy mà lại ra tay cứu vớt. Đây đều là những lời đã chôn sâu trong đáy lòng Lưu Ngọc, mai là nàng đã về Yến Kinh rồi, nhưng nàng cũng không có ý định nói những lời này ra. Nhưng, giờ đây, khi những người bạn đồng hành công kích Tần Lạc,
đã kích thích dây thần kinh mẫn cảm của mình. Nên nàng liền phát tiết hết những tức giận dồn nén bao lâu lên đầu bọn họ một cách không thương tiếc. Im lặng, một khoảng không im lặng như vùng đất chết. Đám bác sĩ trẻ tuổi kia không ngờ lúc này đây Lưu Ngọc lại nhảy ra nói giúp Tần Lạc, hơn nữa, vẻ mặt còn tức giận đến vậy, lời nói thì chua xót, hà khắc đến ghê người. Tần Lạc cũng không ngờ người được mình ra tay cứu giúp lại nói đỡ cho mình vào lúc này. Vương Cửu Cửu nhìn Lưu Ngọc như đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi lại nhìn Tần Lạc, trong lòng đang suy nghĩ xem hai người này có quan hệ gì. Lẽ nào tên này lại phát ra một khí phách hơn người, chinh phục mối tình đầu của một nàng thiếu nữ. Tên khốn nạn này. Chúng ta đi thôi, người đàn ông đeo kính hung hăng trợn trừng mắt nhìn Tần Lạc một cái, sau đó lướt qua người Tần Lạc, sắc mặt khó coi chưa từng thấy. Những người khác thấy người đàn ông đeo kính rời đi rồi thì cũng lần lượt biến mất với sắc mặt uể oải. Xấu hổ đến độ không dám lên tiếng chào Vương Cửu Cửu một câu nữa. Bị người của mình giáo huấn cho một bài học như vậy, thì cho dù mặt bọn họ có dày đến mấy cũng không thể ngồi đấy thêm một phút nào nữa. Không khí trong phòng như đọng lại, nhưng chỉ mấy giây sau Lưu Ngọc đã lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng nói với Tần Lạc, bác sĩ Tần, xin lỗi anh. Không sao, tôi phải cảm ơn cô mới phải. Tần Lạc cười nói. Vốn tôi cũng không định nói những lời này đâu, nhưng, không nhịn nổi nữa. Hành vi của bọn họ thực sự là làm cho người ta phải cảm thấy phẫn nộ. Giờ là lúc nào rồi chứ? Lưu Ngọc nói. Đúng vậy, Tần Lạc nghiêm túc gật đầu. Lúc nào rồi mà còn nói chuyện yêu đương ở đây? Hắn quay đầu ra nhìn Vương Cửu Cửu, nghiêm mặt nói, Vương Cửu Cửu, em ra đây với tôi một chút. Tôi phải cho em một bài học mới được. Sao em không làm tốt công việc của mình mà lại dính với đám người đó làm gì chứ? Tôi ở trường dạy em như thế sao? Vâng, thầy Tần, khuôn mặt Vương Cửu Cửu hiện lên đầy vẻ tội nghiệp. Cô ấy là học sinh của anh sao? Lưu Ngọc kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, cô ấy là sinh viên trường Đại học Y khoa Thủ đô. Tôi lại dạy đúng phải lớp cô ấy. Tần Lạc giải thích. Lưu Ngọc nhớ lại những lời mình vừa nói khi nãy, cảm thấy có phần đả thương đến Vương Cửu Cửu, liền nói, thực ra cũng không thể trách cô ấy. Cô ấy ở trong lều làm việc chăm chỉ suốt, là do mấy người đó chủ động xông vào đây đấy. Cô ấy cũng đâu có để ý đến họ đâu. Tôi phải nói chuyện hẳn hoi với cô ấy. Cố gắng không mắng cô ấy. Tần Lạc gật đầu với Lưu Ngọc rồi quay người đi ra khỏi lều. Vương Cửu Cửu trong lòng sung sướng tột độ, nhưng lại làm ra vẻ buồn bã đi theo sau lưng Tần Lạc. Hai người đi ra khỏi lều, đến bên cạnh một khu rừng nhỏ ở cách đó không xa. Vương Cửu Cửu không thể nhìn thêm được nữa, nàng bật cười hơ hơ. Sau đó ngoắc tay mình vào tay Tần Lạc, ghé khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình vào mặt Tần Lạc hỏi, anh ghen rồi phải không? Không, Tần Lạc lắc đầu. Thật không? Thật, Tần Lạc kiên định nói. Đôi mắt to tròn của Vương Cửu Cửu chớp chớp vài cái, cuối cùng thì cũng chịu từ bỏ không hỏi thêm gì về vấn đề này nữa, cười hì hì nói, thầy Tần, thầy thật là biết đóng kích đấy. Làm cho bọn họ sợ chết khiếp. Thầy biết không, bọn họ thật là đáng ghét, em chẳng muốn để ý đến bọn họ chút nào, thế mà bọn họ còn cố bám theo. Hơn nữa, vừa mở miệng ra đã có một mùi sữa dê rồi, làm cho em chết đi sống lại. Thầy không thể hiểu được nỗi khổ của em đâu, không thể nào thở được. Gạch dưới. Nghe thầy Vương Cửu Cửu nói vậy thì tiềm thức mách bảo Tần Lạc bịt miệng mình lại. Ngày nào hắn cũng uống sữa dê, mùi miệng hắn chắc cũng không hơn gì những người khác cả. Vương Cửu Cửu bị hành động của Tần Lạc làm cho buồn cười, hai mắt khom khom lại, như vầng trăng trên bầu trời kia, nói, thầy Tần, trên người thầy không có mùi đó đâu. Có người nói, nếu bạn thực sự yêu một người nào đó thì bạn sẽ không ngửi được mùi quái dị trên người họ. Tần Lạc bỏ tư thế đó đi, nói với Vương Cửu Cửu, hôm qua em nói, nếu anh đồng ý một yêu cầu của em thì em cũng sẽ đáp ứng lại điều kiện của anh phải không? Vâng, Vương Cửu Cửu gật đầu. Sau đó nhìn Tần Lạc một cách cảnh giác hỏi, anh muốn gì? Chương 304, sự xâm nhập của phóng viên. Làm gì? Tần Lạc hôn nhẹ lên trán của Vương Cửu Cửu rồi nói, em quay về đi. Nơi này, gạch dưới thực sự là không thích hợp với em. Tôi nghĩ, bọn họ cũng cần có một không gian làm việc yên tĩnh. Sự có mặt của em ở đây có lẽ sẽ làm cho bọn họ bị mất tập trung. Tần Lạc thầm nghĩ. Những anh chàng bác sĩ trẻ kia làm sao mà chịu đựng nổi sự quyến rũ của cô bé này cơ chứ, ngay cả mình nhiều lúc còn không chịu nổi nữa là bọn họ. Bởi vì Vương Cửu Cửu có nói, nếu Tần Lạc chủ động hôn nàng một cái thì nàng sẽ đáp ứng một yêu cầu của Tần Lạc. Bất kỳ yêu cầu gì. Cho nên,
giờ đây Tần Lạc mới vội vội vàng vàng hôn lên trán của Vương Cửu Cửu như thế. Cứ như là sợ nàng ta sẽ đổi ý không bằng. Đây chính là điều kiện của thầy sao? Vương Cửu Cửu hỏi. Tần Lạc gật đầu. Em không về, Vương Cửu Cửu nói. Tại sao? Tần Lạc khó hiểu hỏi lại. Lý do thì em đã nói rồi. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc nói. Em sẽ không về đâu, em cũng không muốn thầy khuyên em thêm nữa đâu. Làm thế em sẽ có cảm giác vô cùng thất bại. Vương Cửu Cửu thầm nghĩ, người ta cũng vì anh mà dấn thân vào chỗ nguy hiểm như thế này, anh lại đuổi người ta về như vậy, ai mà thèm nghe chứ. Nhưng, gạch dưới. Thầy Tần, em biết là thầy đang lo lắng điều gì. Vương Cửu Cửu cắt ngang lời Tần Lạc, nếu thầy còn lo cho sự an nguy của em, thì cái này thầy không cần phải để ý nữa đâu. Em biết tự bảo vệ mình, em cũng muốn giống như bọn họ, sẽ uống cái sữa dê có mùi hôi khai đó. Nếu thầy còn lo em sẽ ảnh hưởng đến công việc của bọn họ thì em cam đoan là về sau em sẽ không nói chuyện với bọn họ nữa, thậm chí sẽ cho bọn họ biết tay. Em thực sự là muốn ở lại đây với thầy, ở lại đây làm một điều gì đó cho những người dân nơi đây. Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Cửu Cửu biết rằng, động lực duy nhất khiến nàng đến đây chính là Tần Lạc, nàng có thể không từ bất kỳ cơ hội nào để được ở bên cạnh hắn, cho dù nàng có gặp phải chuyện nào nguy hiểm đi chăng nữa. Chỉ cần được ở bên Tần Lạc, những thứ đó đều trở nên vô nghĩa. Em muốn dựng một trường tiểu học cho bọn họ, em muốn lắp điện thoại cho từng nhà ở đây, em còn muốn thiết lập một điểm y tế cho mấy thôn gần đây. Nếu không, khi bọn họ mắc bệnh gì thì phải đi bộ đường núi đến cả mấy chục dặm mới tới thị trấn, nếu thế thì thời gian cứu chữa thích hợp nhất đã bị trì hoãn ở trên đường đi rồi. Em còn muốn tu bổ lại đường xá cho bọn họ, nhưng công trình này hơi khó làm, chỉ dựa vào quỹ hỗ trợ của chúng ta thì khó mà thực hiện được. Em sẽ nghĩ cách đốc thúc chính quyền nơi đây giải quyết vấn đề này. Tuy mục đích đến đây hàng đầu của Vương Cửu Cửu là vì Tần Lạc, nhưng sau khi biết rõ tình hình nơi đây ra sao, nàng cũng cảm thấy mình nên làm một cái gì đó có ý nghĩa để giúp đỡ những người dân nghèo khó nơi đây. Thầy Tần, em cũng chỉ muốn lưu lại đây làm một số việc. Em muốn làm một người có ích, giống như chị Lâm và cô Lệ vậy. Em không muốn khoảng cách giữa em và thầy ngày càng xa, xa đến nỗi em không còn nhìn thấy được bóng dáng thầy. Nếu mà như thế thì thực sự là em sẽ không còn lấy một cơ hội nào nữa. Đây thực chất cũng là ý nghĩ thực sự của Vương Cửu Cửu lúc này. Chấm, gạch dưới. Chỉ là quá nguy hiểm. Tần Lạc mềm giọng hẳn. Cuối cùng thì hắn cũng chắc chắn rằng Cửu Cửu đã quyết tâm muốn ở lại. Trước khi thuốc kháng sinh được nghiên cứu ra, thì chúng ta đều đối mặt với cùng một nguy hiểm. Những người khác không sợ, lẽ nào chỉ có mình em phải sợ hay sao? Hơn nữa, thầy còn nghĩ ra cách dùng sữa dê để phòng muỗi rồi. Gạch dưới bây giờ không phải là không còn ai bị muỗi tấn công nữa sao? Vương Cửu Cửu cười nói. Nàng biết rằng, Tần Lạc sẽ không khuyên mình rời khỏi đây nữa. Mỗi ngày phải uống 2 cốc sữa dê đấy. Tần Lạc dằn dò. Ừm, em sẽ uống. Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Không khuyên em đi nữa chứ. Tôi khuyên em thì em cũng không chịu rời đi. Tần Lạc cười khổ. Vương Cửu Cửu đưa mắt lên nhìn, giảo hoạt nói. Nếu thầy thấy không công bằng, thì cùng lắm là em hôn lại thầy một cái. Hoàn trả lại cái hôn lấy lệ của thầy vừa rồi. Chấm, gạch dưới Tần Lạc nghĩ, tôi chẳng dại gì để cô lợi dụng tôi nữa. Nếu cứ như thế này thì chỉ e rằng, sau khi hai người ra khỏi khu rừng này thì con trai cũng ra đời luôn rồi. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, ban đầu cha của Trương Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn không hề ưa gì Ân Tố Tố hết, mở miệng là gọi người ta là yêu nữ, ma nữ. Kết quả là hai người không cẩn thận nên đã bị trôi dạt đến một hòn đảo. Hai người ở đây nhàn rỗi quá chẳng có việc gì làm, nên thấy việc gì có thể làm được thì làm hết rồi. Mưa dầm thấm lâu, từ đó Trương Vô Kỵ đã ra đời. Những người phụ nữ này, luôn không biết phức tạp hóa những vấn đề đơn giản. Chúng ta hãy nói đến chuyện viện trợ mà em chuẩn bị làm đi. Tần Lạc vội chuyển đổi chủ đề. Vương Nhạc, sao em lại vào khu phát sinh dịch bệnh vào lúc này chứ? Lẽ nào em không biết chỗ này rất nguy hiểm sao? Vương Du nói với cô gái đi bên cạnh mình. Cô gái chạc ngoài 20, cũng đeo một cặp kính gọng đen. Hai má có phần phúng phính, không được thanh tú bằng Vương Du, nhưng về mặt tướng mạo mà nói thì hai người cũng có mấy phần giống nhau. Chị, không sao đâu. Bọn chị còn chẳng sao, thì em sợ gì chứ? Sợ gì bọn muỗi này? Bây giờ là người còn đáng sợ hơn muỗi rất nhiều. Khi chúng em đi nơi khác phỏng vấn, còn gặp nhiều vấn đề nguy hiểm hơn ấy, còn bị người ta bắt cóc nữa cơ. Cô gái tên Vương Nhạc phản bác lại. Hơn nữa, dân chúng cần phải biết sự tình.
Công chúng từ sau sự kiện mũi mặt người đốt người đến tử vong, thì mọi người đều rất quan tâm đến sự việc này. Bất luận là TV, báo chí hay Inter, thì đều đang tuyên truyền và bàn luận nhiệt liệt về vấn đề này. Sự kiện mũi mặt người đốt người dẫn đến tử vong đã có đến cả hơn 1 triệu trang trên Inter rồi, và tất cả đều là tin nóng trên các mạng lớn. Nhưng chính phủ nơi đây lấy việc dịch bệnh từ mũi mặt người chưa được giải quyết làm cái cớ, phong tỏa hết những đường đi vào thôn ở đây, toàn bộ tin tức đã được che đậy lại. Bên trong xảy ra cái gì, có người chết nữa hay không, tổ chuyên gia có thể giải quyết được vấn đề dịch bệnh ở đây không, liệu có bị lây lan không, v.v. Các loại dự đoán đều xuất hiện ở trên mạng hết cả rồi. Còn có người đoán rằng, đây là điểm báo cho năm 2012 nữa đấy, vì thế nên, tòa soạn đã phái em tới đây phỏng vấn. Phải đem tình hình thực tế nơi đây báo cáo cho mọi người ở bên ngoài được biết. Bao nhiêu là phóng viên như vậy, thế tại sao lại là em? Vương Du có phần tức tối. Người khác cũng muốn đến mà. Thế chị nghĩ chỉ có mình em muốn đến sao? Nếu không phải chú Lý đã nói giúp em vài câu thì em cũng không có được cơ hội là một nhà phỏng vấn độc quyền rồi. Vương Nhạc cười nói. Vương Du biết tính mạo hiểm đã ăn sâu vào máu em gái mình rồi. Có lẽ đây cũng là tính cách đặc biệt của nhà họ Vương của họ. Trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, em muốn biết điều gì? Hôm nay mới vừa đến đây, em muốn xem xét một chút. Em phải nắm chắc cơ hội lần này để viết thêm mấy bài có ý nghĩa, có chiều sâu mới được. Vương Nhạc nói, kia là ai vậy? Thuận theo hướng chỉ tay của Vương Nhạc, Vương Du cũng nhìn thấy bóng dáng có phần mờ ảo của hai người dưới ánh trăng. Vương Du nhìn không rõ mặt họ. Nhưng chỉ dựa vào cảm giác của mình thôi, nàng cũng biết được đó là một người đàn ông và một người đàn bà. Hai người vai kề vai đứng gần nhau, vóc người cao gầy, ánh trăng mờ ảo phủ lên người của họ. Hai chị em đều có cảm giác như vàng sáng lấp lánh vậy. Nhìn không rõ, Vương Du lắc lắc đầu, thực sự là nàng không nhìn rõ, nhưng trong bụng lại mơ hồ suy đoán. Đúng là lãng mạn thật. Ở một nơi đang bị mũi mặt người bao vây khắp nơi thế này mà còn nói chuyện yêu đương giữa đêm khuya thanh vắng như vậy. Gạch dưới đúng là phải cần dũng khí. Nhìn khí chất của bọn họ, chắc chắn là không phải người dân ở đây. Thế thì có khả năng là quân nhân hoặc thành viên trong đội cứu viện, thành viên của tổ chuyên gia là có khả năng nhất. Gạch dưới em phải chụp bọn họ lại mới được. Tố chất chuyên nghiệp của Vương Nhạc nói cho nàng biết, đây chính là tin tức. Đây có thể là một tin tức nóng hổi cho công chúng. Nàng lấy chiếc máy ảnh từ trên cổ xuống, bấm nút chụp hai bóng người mờ mờ ảo ảo kia. Tạch! Ai thế? Máy ảnh chỉ kêu lên một tiếng thôi, liền thu được sự chú ý của hai bóng người nọ. Một người đàn ông hét lên. Làm gì mà cảnh giác vậy? Vương Nhạc bất mãn lầm bầm. Nàng còn muốn chụp thêm mấy tấm nữa. Tần Lạc, là tôi đây. Vương Du nghe thấy giọng Tần Lạc cất lên thì cũng xác thực được sự tiên đoán của mình, liền lên tiếng chào. Nghe thấy tiếng của Vương Du thì Tần Lạc mới thở phào một cái. Tiếp đó thì nhìn thấy hai cái dáng đen đen từ phía mặt trăng không chiếu rọi vào được bước ra, từ từ bước về phía họ. Tiến sĩ Vương, muộn thế này, sao cô vẫn ở bên ngoài vậy? Vị này là, Tần Lạc cười chào lại Vương Du, sau đó ánh mắt lướt sang cô gái đi bên cạnh Vương Du hỏi. Đây là em gái tôi, Vương Nhạc, một phóng viên, Vương Du giới thiệu một cách đơn giản. Phóng viên Vương, chào cô. Tần Lạc lễ phép chào Vương Nhạc, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh trên tay nàng ta. Tần tiên sinh, chào anh, làm phiền hai người rồi. Vương Nhạc cười hì hì đáp lại, là một phóng viên, thì ai cũng phải mắt nhìn tứ phía, tai nghe tám phương, nên tất yếu sẽ biết cách chào hỏi và nối mối quan hệ với người khác rồi. Đây là học sinh của tôi, Vương Cửu Cửu, Tần Lạc cười cười giới thiệu cho bọn họ biết. Một lời nói dối nói cả trăm lần thì cũng thành lời nói thật. Hơn thế nữa, Vương Cửu Cửu đúng là học sinh của hắn. Học sinh, Vương Nhạc kinh ngạc hỏi, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Nếu là quan hệ yêu đương thì bài viết này sẽ hay biết mấy. Đúng rồi, tôi là học sinh của thầy Tần. Vương Cửu Cửu cười nói, tôi là sinh viên trường y khoa thủ đô. Thầy ấy dạy bọn tôi môn trung y chẩn đoán học. Thì ra là vậy, Vương Nhạc gật đầu, cô cũng là đi theo thầy giáo đến đây thực tế phải không? Vương Nhạc biết là có rất nhiều người trẻ tuổi đều là đi theo thầy giáo mình đến đây để học tập thêm kinh nghiệm, nên mới hỏi như vậy. Không, tôi đến để làm việc từ thiện, Vương Cửu Cửu nói. Từ thiện? Đúng vậy, tôi phụ trách một tổ chức quỹ hỗ trợ. Chúng tôi muốn viện trợ chút ít thiết bị hỗ trợ cuộc sống cho nơi này. Nên, tôi đến đây để khảo sát tình hình trước, Vương Cửu Cửu giải thích.
thật tài giỏi, Vương Nhạc tán thưởng nói. Mấy người phóng viên các chị mới giỏi ấy. Vương Cửu Cửu cười ha ha nói. Cô đã có nơi dừng chân chưa? Vương Du hỏi, nàng ở bên ngoài tìm kiếm tổ mũi mặt người suốt, nên vẫn chưa kịp gặp mặt Vương Cửu Cửu. Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Ở cùng với cô đấy, Tần Lạc giải thích giúp, tiến sĩ Vương giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút nhé. Vương Du gật đầu nói, muộn rồi, chúng tôi về nghỉ ngơi trước đây, không làm phiền hai người nữa. Vương Nhạc cũng lên tiếng cáo từ. Em cũng buồn ngủ rồi, em đi cùng bọn họ luôn đây. Vương Cửu Cửu nói với Tần Lạc. Ừ, đi đi, chúc ngủ ngon. Tần Lạc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng nói. Chúc ngủ ngon, Vương Cửu Cửu cười với Tần Lạc, sau đó chạy nhanh đuổi theo hai chị em Vương Du Vương Nhạc. Phóng viên Vương, lần này chị đến là để phỏng vấn cái gì thế? Vương Cửu Cửu chạy đến trước mặt Vương Nhạc, hiếu kỳ hỏi. Phỏng vấn tất cả những gì có liên quan đến mũi mặt người. Vương Nhạc nói, nàng cố tình đi chậm lại, tạo một khoảng cách giữa chị Vương Du và hai người bọn họ rồi hỏi khẽ, em thực sự chỉ có quan hệ thầy trò với anh ấy thôi sao? Nếu là như thế thì chẳng cần thiết phải chạy đến đây làm từ thiện vào lúc này. Điều này không hợp tình hợp lý chút nào. Vương Cửu Cửu cười cười, nói, từ thiện cũng chỉ là một mặt. Nguyên nhân chủ yếu đó là, em muốn đến đây tìm anh ấy, em muốn ở bên anh ấy. Chương 305, Chiến địa nguy tình. Tình cảm như thế nào đáng khắc ghi và tôn trọng nhất? Là lời thề non hẹn biển, là sự lãng mạn dưới trăng hoa, hay là chuyện cơm áo gạo tiền? Nếu để bút giả lựa chọn thì tôi sẽ chọn loại thứ tư, đó là theo đuổi một cách không sợ hãi. Mũi mặt người, là sát thủ đáng sợ nhất trong mùa này. Con người và gia súc gia cầm phải né tránh những vùng đất mà nó tàn phá, mỗi lần chúng tấn công thì lại dấy lên những tiếng thét gào chói tai đến khủng khiếp. Uy lực của bọn chúng mạnh đến khôn lường, tính đến ngày hôm nay, khi thuốc kháng sinh vẫn chưa được nghiên cứu ra, bất luận ai tiếp xúc với chúng, thì chờ đợi họ là lời mời của tử thần. Đây là một trận chiến giữa loài người và mũi mặt người. Nhưng, cũng giống như những bộ phim Hollywood vậy, cho dù chiến tranh có khốc liệt đến mấy, cũng không thể thiếu được những người đẹp. Vương Cửu Cửu là một cô gái kiều diễm đáng yêu. Nàng cũng bước chân vào khu cấm địa này, nơi mà người ta chỉ nghe đến thôi đã dùng mình hoảng sợ. Nàng không phải là thành viên của tổ cứu viện, cũng không phải là phóng viên. Mục đích của nàng là đi theo và bảo vệ cho tình yêu của mình. Còn người mà nàng yêu thì lại đang dùng sinh mệnh và y thuật cao minh của mình để che chở cho đồng bào nơi đây. Đây là một tờ báo có tầm ảnh hưởng lớn nhất, lượng phát hành nhiều nhất Trung Quốc. Hoa Hạ Nhật Báo, ngày hôm nay đã cho ra một bài có tên là Chiến địa nguy tình, phóng viên đã dựa trên những gì mắt thấy tai nghe ở khu dịch bệnh viết lên bài báo này. Bài báo gọi vùng đất mà mũi mặt người hoành hành là Chiến địa, trong đó có miêu tả một cách cảm động và sâu sắc câu chuyện tình của một đôi nam thanh nữ tú, hoặc có thể nói bài viết đó kể về một người con gái trẻ đẹp, vì muốn theo đuổi người đàn ông mà mình ái mộ bấy lâu, đã dấn thân vào một nơi vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, bên cạnh bài viết còn có một bức ảnh mờ mờ ảo ảo của một đôi nam nữ vai kề vai bên nhau. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng một cảnh tượng mông lung như vậy làm cho người ta có vô số liên tưởng. Bài viết này vừa mới được phát biểu thì đã gây được một chấn động lớn. Vốn dĩ đề tài về mũi mặt người vẫn tiếp tục nóng bỏng, chỉ có điều là mọi người còn có quá ít tài liệu về vấn đề này, thỉnh thoảng lại có một số chuyên gia hay học giả tiết lộ ra những điều chẳng xác thực chút nào. Nhiều nhất thì vẫn là những lời phỏng đoán cùng thảo luận của cư dân mạng. Đột nhiên có người phát biểu bài viết này, viết về chuyện ở khu dịch bệnh, thì tức khắc thu hút được sự chú ý của không ít cư dân mạng. Trong trang tin tức trên mạng, khu thảo luận về bài viết này có những người để lại lời nhắn như: các chuyên gia còn có tâm tư nói chuyện yêu đương giữa khu dịch bệnh như thế thì có thể nói lên một điều, đó là mũi mặt người không đáng sợ như chúng ta tưởng mà. Lúc nào rồi mà còn ngồi ở đó liếc mắt đưa tình chứ? Những chuyên gia trong tổ cứu viện này đúng là nên đưa ra ngoài xử bắn hết, gạch dưới phóng viên viết bài này cũng nên đem ra xử bắn. Từ cổ lầu trên, người nói ở phía trên, hoặc bài comment thứ hai, sinh đầu B. Mày không đọc thấy gì sao? Người ta Tần Lạc còn cứu được một người trong tổ chuyên gia trên đường bị mũi mặt người cắn. Hơn nữa, anh ấy còn là người tìm ra cách phòng mũi nữa. Gạch dưới từ cổ Mỹ nữ yêu anh hùng, cái này thì có gì là không đúng chứ? Đúng vậy, vừa làm vừa nghỉ ngơi mà. Bác sĩ lẽ nào không phải là người? Đúng là bị điên rồi, chạy đến cái nơi như thế để nói chuyện yêu đương.
nếu trong lúc đang làm việc ấy mà bị muỗi cắn vào thân hình trần trùng trục đó một miếng nhỉ, như thế mới thú vị. Mọi người suy nghĩ cho kỹ nhé. Nếu bạn mà bị phái đến cái nơi nguy hiểm như vậy thi hành nhiệm vụ, thì bạn gái của bạn có muốn đi theo bạn không? Suy nghĩ cẩn thận vấn đề này rồi hãy vào bình luận được không? Chấm, gạch dưới. Chỉ trong vòng một buổi sáng, thì những lời bình luận đã lên đến hơn 9 vạn lời rồi, hơn nữa đó cũng chỉ là ở trên một trang mạng thôi, chưa kể đến những trang khác đều có truyền tải bài chiến địa nguy tình này. Có không ít người đưa ra những lời chất vấn, thấy rằng thành viên Tần Lạc trong tổ chuyên gia đem một người phụ nữ đến khu vực đó là dùng công khoản, chỉ để thỏa mãn thú tính trong con người mình. Họ đề nghị trục xuất loại người như Tần Lạc, một bác sĩ vô lương tâm coi tính mệnh của dân chúng như cỏ rác này ra khỏi tổ chuyên gia, đồng thời phải truy cứu trách nhiệm đến cùng. Nhưng phần đông người tỏ vẻ ủng hộ cho hành vi này của Tần Lạc. Một mặt là vì trong bài viết đã tuyên dương rất nhiều công lao thành tích của Tần Lạc. Một mặt, bài viết cũng vẽ lên một bức tranh tình yêu vô cùng mỹ miều của Vương Cửu Cửu. Có không ít những chàng trai cô gái bị lòng dũng cảm cùng sự cố chấp của Vương Cửu Cửu làm cho cảm động rớt nước mắt. Thậm chí còn có hàng vạn cư dân mạng đã để lại lời nhắn, hy vọng Tần Lạc có thể chấp nhận tình yêu của Vương Cửu Cửu dành cho mình. Họ nghĩ rằng, ở cái thời đại mà tình cảm không thể đánh bại được tiền tài này, thì một tình yêu sâu đậm như vậy đáng để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trân trọng. Còn bộ phận biên tập của Hoa Hạ Nhật Báo thì lại cho ra những thảo luận như thế này. Thế nào, đều không ngờ phải không? Bài viết này của Vương Nhạc quả thật là khéo léo, vừa có thể làm nóng cả xã hội. Lại có thể nói nhẹ tình hình đi, làm rõ mọi suy đoán và áp chế nỗi sợ hãi của mọi người về mỗi mặt người. Đúng là tuyệt diệu không thể tả nổi. Chủ nhiệm bộ biên tập Cha Lương Tương nằm trên chiếc ghế mềm của mình, nói với vẻ mặt đắc ý. Họ lao tâm khổ tứ lắm mới đưa được Vương Nhạc đến khu dịch bệnh đó, không ngờ bài báo cáo đầu tiên mà Vương Nhạc gửi về lại là bài viết về một câu chuyện tình. Điều này làm cho không ít người trong bộ biên tập có phần phẫn nộ, không vui. Nhưng Cha Lương Tương lại nhìn ra được hiệu quả của bài viết này, liền lập tức tiến hành phát biểu nó, một chữ cũng không xóa, hơn thế nữa còn đặt nó ở vị trí rõ nhất của mặt báo. Quả nhiên, bài viết này đem lại bao nhiêu là lợi ích, nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Báo bán hết sạch rồi không nói, đã thế còn khiến cho toàn dân có một cuộc đại thảo luận. Một bài viết có tầm ảnh hưởng lớn như vậy không phải lúc nào cũng gặp được. Đúng vậy, đúng là chủ nhiệm cao minh thật, Hứa Vĩ. Tổ trưởng tổ chỉnh sửa của Vương Nhạc nói vuốt đuôi. Khi tôi nhìn thấy bài viết này, thì tôi thấy đồng chí Vương Nhạc này đúng là nói linh tinh, viết sằng bậy. Hãng báo nghiêm túc như chúng ta, làm sao có thể cho ra một bài báo như vậy được cơ chứ? Nhưng bây giờ xem ra, tiểu cô nương đó đúng là rất có năng lực. Ban đầu, khi Hoa Hạ Nhật Báo muốn cử một người đi đến khu dịch bệnh, thì Hứa Vĩ rất muốn đề cử một cô gái mà mình xem trọng đến đó. Bởi vì ai cũng biết một điều đó là, chỉ cần đến đó rồi, tùy tiện viết một bài rồi gửi về, thì đều có thể thu hút được sự chú ý của quần chúng, vì vậy nên rất dễ nổi danh. Nhưng, không biết Vương Nhạc tìm đâu ra một chỗ dựa vững chãi như vậy, đoạt luôn được suất đi này. Hứa Vĩ không phải là không có ý kiến gì về Vương Nhạc, mà là do chưa có cơ hội để phát tiết mà thôi. Hôm qua, sau khi hắn nhìn thấy bài báo chiến địa nguy tình của Vương Nhạc thì tức đến độ đập vào bàn bôm bốp. Đúng vậy. Bài báo này của Vương Nhạc viết vừa tốt lại vừa không tốt. Một người đàn ông đầu trọc ôm trên tay cốc trà nói. Trong khu dịch bệnh, chỉ cần viết vớ viết phần cũng viết ra được một bài. Nhưng, cái cô ấy viết ra, chúng ta cũng không thể đăng lên được chứ. Hiện giờ vẫn chưa tìm được biện pháp gì giải quyết được virus trong mỗi mặt người, thì cô ấy cũng chỉ có thể viết về số người tử vong, nỗi sợ hãi tột cùng đối với mỗi mặt người. Nếu mà như thế, thì chắc chắn sẽ làm cho mọi người một phen khủng hoảng. Như vậy lại không nhất trí với phương hướng mà chúng ta muốn tuyên truyền. Còn nếu viết về tổ chuyên gia tận tâm tận lực, hết lòng yêu thương tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau. Gạch dưới làm thế sợ độc giả sẽ chửi cha chửi mẹ lên mất. Nhưng lấy tình yêu nơi chiến địa làm chủ đề chính thì chỉ có ba chữ, tốt, tốt, tốt. Thế nào đây, mọi người có kiến nghị gì về những tin về sau đây? Cha Lương Tương gật gật đầu, nhìn vào mấy viên thuộc hạ cạnh mình nói. Tôi đề nghị là hãy để cho Vương Nhạc theo sát sự kiện mỗi mặt người đi. Chú ý, quan sát thêm về những mặt tốt của tình người nơi đó. Gạch dưới phải nói giảm nói tránh về sự kiện mỗi mặt người. Tất nhiên, nếu có phương án giải quyết vấn đề rồi thì phải thông báo về ngay. Tôi nghĩ, nếu cái chiến địa nguy tình này được hoan nghênh đến vậy thì hay là chúng ta bảo cô ấy làm một chuỗi về chuyện này luôn đi. Ý kiến này không tồi.
chúng ta có thể cho cô ấy một mục riêng. Gạch dưới chuyên viết về sự việc của đôi nam nữ này, kèm theo một số tình hình ở khu dịch bệnh trong đó. Tôi tán thành, gạch dưới. Mã Duyệt nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó cũng không đợi hồi âm từ bên trong, nàng bèn đẩy cửa đi vào. Nàng cố gắng hết sức cho âm thanh của đôi giày cao gót phát ra nhỏ nhất mức có thể, sau đó nói với một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ, một người mà chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng đã làm cho người ta thấy nàng đẹp như tiên nữ giáng trần rồi. Tiểu thư, hôm nay có báo cáo về khu dịch bệnh. Tôi biết rồi, văn nhân Mục Nguyệt nói, nhưng cũng không quay người lại tiếp lấy mảnh báo và các lời bình luận mà Mã Nguyệt đem tới. Chúng ta có phải làm điều gì đó không? Mã Duyệt hỏi. Không phải làm gì hết, văn nhân Mục Nguyệt nói. Đợi đến khi Mã Duyệt ra ngoài rồi thì văn nhân Mục Nguyệt mới xoay người trở lại, nhìn bài báo chiến địa nguy tình mà Mã Duyệt đã cắt riêng ra để đó. Bên cạnh bài viết còn có cả ảnh. Mặc dù rất mờ nhưng văn nhân Mục Nguyệt vẫn nhận ra được, người đó chính là Tần Lạc. Văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên lóe lên trong đầu một ý nghĩ điên rồ, nếu người chạy đến đó là mình thì tình cảnh sẽ là như thế nào nhỉ? Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu tự chế nhạo mình. Người khác có thể làm được, không có nghĩa là mình cũng làm được. Lệ Khuynh Thành vứt tờ báo trong tay mình xuống, đứng ra trước cửa sổ, nơi có ánh sáng rọi vào, vươn vai một cái, hít một hơi thở thật sâu. Bộ ngực to tròn. Cao ngất hiện lên qua bộ quần áo đồng phục, chiếc váy ngắn màu bạc làm lộ ra vòng mông đầy đặn, một đường cong hấp dẫn lòng người. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên một nụ cười ngụ ý, đôi con người quyến rũ, ướt át tựa như những giọt nước mắt muốn trực trào ra ngoài vậy. Nàng lẩm bẩm, tên tiểu tử này, đi đến đâu cũng gặp vận đào hoa. Ta thực sự muốn xem, liệu anh ta sẽ lấy 5 thê 7 thiếp được không? Nhớ lại việc Trần Tư Tuyền mời Tần Lạc sang Đài Loan qua điện thoại. Thì trong lòng lại cảm thấy có phần lo lắng thay cho bạn. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm Trần Tư Tuyền dành cho Tần Lạc, nhưng nàng lại không phát hiện ra Tần Lạc có ý gì với Tư Tuyền cả. Một người phụ nữ như nàng, thì chẳng có việc gì có thể qua mắt nàng được cả. Gạch dưới. Lũ phóng viên này đúng là sằng bậy. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Cái cần viết thì không viết, cái không cần viết thì lại viết loạn lên. Thật là tức chết đi được. Vương Tu Thân tức giận, thở hổn hển nói. Khóe mắt lại cẩn thận liếc nhìn người phụ nữ lạnh lùng đang ngồi ở hàng ghế đầu kia. Lâm Hoán Khê không có bất kỳ một biểu hiện gì cả, tựa như chưa hề nhìn thấy bài báo đó vậy. Nàng mở tập văn kiện trước mặt mình ra, nói, chúng ta bắt đầu họp thôi. Vương Tu Thân thở dài một cái, đến cả ông cũng không thể hiểu nổi người phụ nữ trẻ tuổi này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Mình già rồi, không thể hiểu nổi cách sống của người trẻ tuổi nữa. Gạch dưới. Bên ngoài. Xu thế của chiến địa nguy tình càng diễn càng ác liệt. Chương 306, có gấu xuất hiện. Khi Tần Lạc cầm tờ báo có bài chiến địa nguy tình lên xem thì cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi. Báo là do Bộ trưởng Bộ Y tế thành phố Lý Hải đem đến, ông ta cho rằng, bất kỳ ai khi nhìn thấy tên mình trên báo thì lòng tự kiêu cùng tự hào cùng một lúc sẽ trỗi dậy trong lòng. Hơn nữa lại còn được lên một tờ báo cấp cao thế này nữa chứ, làm cho các cụ dưới suối vàng cũng phải mát lòng mát dạ. Mà hơn thế, hắn còn thường xuyên hoạt động ở khu dịch bệnh, nên sau khi đọc bài báo này, biết được quan hệ giữa nhân vật chính Tần Lạc và thư ký Minh là vô cùng mật thiết, thì liền có ý muốn lấy lòng Tần Lạc, vì khi đã lấy lòng được Tần Lạc thì chẳng phải đã gián tiếp lấy được lòng thư ký Minh rồi sao? Thư ký Minh mặc dù chỉ là một thư ký, nhưng lại là trợ thủ đắc lực của một nhân vật có quyền có thế. Làm cho người lãnh đạo cấp cao biết được thực lực của mình thì quả là một việc không thể khinh thường. Dưới trướng thừa tướng là quan tam phẩm. Cũng là nói loại người như bọn họ đây. Bởi vì người đem tờ báo này đến đây là những quân nhân chuyên chuyển sữa dê, vì thế nên trên báo còn có một mùi hôi khai của dê mà Tần Lạc vô cùng quen thuộc. Sau khi hắn xem xong chiến địa nguy tình thì hắn liền trầm mặc ngồi trên chiếc giường bé nhỏ của mình. Đang yên đang lành sao lại đem báo đến vậy? Vương Dưỡng Tâm vơ lấy tờ báo đã bị Tần Lạc vứt sang một bên, chăm chú đọc. Ái chà, anh lại lên báo rồi à? Người trong bức ảnh này là anh phải không? Nhìn như tranh mosaic ấy nhỉ, không rõ mặt mũi đâu cả. Vương Dưỡng Tâm hét lên mừng rỡ. Đợi đến khi hắn đọc hết cả bài báo thì cử chỉ hành động không khác gì Tần Lạc, hắn đặt tờ báo xuống rồi yên lặng ngồi bên cạnh Tần Lạc. Phiền toái rồi phải không? Vương Dưỡng Tâm lên tiếng nói. Từ rất lâu rồi đã có một nhà hiền triết nói rằng, khi vận đào hoa nhiều rồi thì đó chính là kiếp nạn đào hoa. Nhưng nói ra thì thật là kỳ lạ. Hầu hết đàn ông đều hiểu cái đạo lý này, thế mà vì sao trước sau vẫn đi trêu chọc bao nhiêu người phụ nữ như vậy?
là do tâm lý muốn săn mồi hay là vì hoa trong vườn nhà không thơm bằng hoa dại. Cũng không được coi là phiền toái. Tần Lạc thản nhiên cười, trong mắt hiện lên một thứ khó có thể dùng lời mà diễn tả được. Hoán Khê không bao giờ để ý đến những bình luận này. Cô ấy chỉ tin vào cảm giác của mình, chỉ là tôi không hiểu nổi tại sao cô ấy lại làm như vậy thôi. Điều đó nói lên rằng cô ấy là một phụ nữ thông minh. Vương Dưỡng Tâm cười nói, việc này được phóng viên tiền tuyến báo cáo cho thiên hạ biết, hơn nữa lại được viết trên tờ báo cấp quốc gia Hoa Hạ Nhật Báo nữa chứ, thế thì nhất định sẽ gây nên một chấn động mạnh. Chỉ cần đó là người quan tâm đến anh thì đều sẽ chú ý đến mảng tin tức này. Cô ấy làm như vậy là để muốn tuyên bố với toàn thiên hạ sự tồn tại của mình. Và cũng muốn nói cho tất cả đối thủ của mình biết, cô ấy luôn ở bên cạnh anh, không ai có thể quên được điều này. Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn Vương Dưỡng Tâm một cái, nói, anh rất hiểu phụ nữ sao? Hiểu rồi thì làm sao? Rồi cũng vẫn bại dưới chân anh đó sao? Vương Dưỡng Tâm cười khổ nói, kỳ thực, cũng không thể trách cô ấy. Bên cạnh anh lúc nào cũng có nhiều phụ nữ như vậy. Thái độ của anh đối với cô ấy lại không rõ ràng. Nếu cô ấy không muốn từ bỏ thì chỉ có thể nâng cao vị trí của mình lên ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh khác thôi. Bất luận là đàn ông hay đàn bà, khi họ bị người ta lãng quên thì sẽ cảm thấy đáng sợ hơn thất bại rất nhiều. Chắc là cô ấy cũng không cam tâm làm một cô gái bé nhỏ bị người khác lãng quên. Anh thử nghĩ xem, người ta dùng phương thức lãng mạn như vậy để bày tỏ tình yêu với anh, vậy mà anh không cảm thấy rung động sao? Tần Lạc đứng phát dậy nói, tôi đi tìm cô ấy nói chuyện một chút. Chúng tôi có cần đợi anh về rồi mới đi đến nhà Lý Kiến Trụ không? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Tần Lạc trầm ngâm hồi lâu rồi nói, hôm nay là ngày then chốt nhất. Tôi phải đích thân đến đó một chuyến mới được. Tần Lạc đi đến chỗ lều thiết phía đông, nơi mấy thành viên nữ ở. Đến nơi thì chỉ nhìn thấy có một mình Vương Du đang ngồi trước bàn làm mấy thí nghiệm về côn trùng, những người khác đều không có ở đây. Lưu Ngọc đã được chuyển khỏi nơi này rồi. Mặc dù sức khỏe của Lưu Ngọc cũng đã hồi phục rồi, nhưng tâm lý nàng đã không còn thích hợp cho việc làm việc nơi tiền tuyến này nữa, vì thế nên nàng đã được đưa về Yến Kinh tĩnh dưỡng. Vương Du ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc nói, bệnh tình của Lý Kiến Trụ thế nào rồi? Nếu vẫn không tìm ra phương án giải quyết thì số người gặp nạn sẽ ngày càng gia tăng. Tần Lạc âm trầm nói. Sắc mặt Vương Du trở nên buồn bã, nói, chúng ta phải tăng tốc lên thôi. Nếu sau khi chúng ta đến đây rồi mà vẫn còn sinh mệnh phải ra đi, thì mọi người sẽ mất tín nhiệm với chúng ta mất. Tôi hiểu, Tần Lạc gật đầu nói. Cô có thấy Vương Cửu Cửu đâu không? Vương Du nghĩ một lát rồi nói, hình như là cô ấy nói cô ấy đi xem tình hình những thôn lân cận để bàn về việc cùng họ bắt tay xây dựng trường học. Thôn lân cận. Trên đường đến thôn Cửu Chi Hoa, Tần Lạc đã nghe trưởng thôn nói rằng, ở nơi này, hai thôn cách nhau rất xa, rất có thể là một thôn thì nằm bên núi này. Còn một thôn thì nằm bên núi kia. Đi từ lúc nào vậy? Tần Lạc bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có lẽ là từ sáng. Cô ấy đi cùng Tiểu Nhạc. Sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Vương Du nhìn vẻ mặt lo lắng không yên của Tần Lạc thì cũng ý thức được có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Không có gì, tôi đi ra bên ngoài tìm một chút. Tần Lạc nói xong bèn quay lưng đi ra bên ngoài. Vừa mới ra khỏi doanh trại thì vừa vặn gặp thôn trưởng thôn Cửu Chi Hoa. Tần Lạc thuận miệng hỏi, trưởng thôn, anh có trông thấy Vương Cửu Cửu đâu không? Trưởng thôn nhếch miệng cười nói, sáng hôm nay cô ấy đi cùng một cô gái khác đến tìm tôi, nói là muốn đi đến thôn lân cận xem xét tình hình. Tôi sợ họ lạc đường nên đã cho người đi theo rồi. Anh có biết đường không? Tần Lạc hỏi. Biết, mấy thôn trưởng chúng tôi vẫn thường ngồi uống rượu với nhau mà. Sao lại không biết đường được? Nhắm mắt cũng có thể sờ được ra đường. Trưởng thôn đắc ý nói. Đưa tôi đi tìm bọn họ đi, Tần Lạc nói. Sao vậy, họ vẫn chưa về sao? Trưởng thôn lo lắng hỏi. Nếu hai cô gái này mà xảy ra chuyện gì thì coi như chức trưởng thôn của mình cũng đi tong. Mặc dù nói là làm trưởng thôn ở một cái thôn như thế này thì chẳng béo bở gì, nhưng cứ cách dăm ba hôm lai được vào thị trấn cải thiện cuộc sống. Hơn nữa mỗi lần có quần áo hay những đồ cứu tế được đưa đến thì ít nhiều nhà mình cũng được phân cho phần nào. Ôi cha mẹ ơi! Đi nhanh thôi, đừng có mà gặp phải chó hoang hay gấu ngựa gì nhé. Gấu ngựa. Vẻ mặt Tần Lạc bỗng chốc trắng bệch ra. Giờ hắn mới nhớ ra, lúc đến đây, trưởng thôn cũng nói với hắn là có thể sẽ gặp phải gấu ngựa ở trong rừng sâu nữa. Nếu Vương Cửu Cửu đúng là gặp phải chuyện gì bất chắc, thì bà mẹ hung dữ của nàng không cho người lôi mình ra đập cho nát bét mới lạ. Gạch dưới Tần Lạc nghĩ đến đây,
đột nhiên cảm thấy sống lưng của hắn trở nên lành lạnh. Anh ấy liệu có trách mình không nhỉ? Vương Cửu Cửu hỏi. Khi nàng đưa ra câu hỏi này, thì trong tay nàng vẫn cầm một con dao găm dùng để chặt đứt những bụi rậm, gai góc trước mặt cho dễ đi qua. Nàng bận trên mình một bộ đồ dằn di, chân đi giày của quân đội, tay đeo một đôi găng tay ra lộ ra mấy ngón tay, từ trên xuống dưới là cả một bộ đồ của quân nhân, làm cho Vương Cửu Cửu nhìn như một vị anh hùng vậy. Những thứ này đều do Trương Nghi Y chuẩn bị cho nàng từ trước khi nàng đến khu dịch bệnh này cơ. Theo phong cách của người phụ nữ đó thì bộ đồ dằn di này vừa phải hữu dụng, có thể bảo vệ cho thân thể của con gái mình, lại vừa được cộng thêm điểm cho kế hoạch đong đưa, khêu gợi đàn ông của con gái. Ít nhất thì mục đích của cậu cũng đạt được rồi. Vương Nhạc đi bên cạnh nói. Vương Nhạc và Vương Cửu Cửu đều là họ Vương, sự ưa thích mạo hiểm đã ăn sâu vào máu họ rồi, nên hai người vừa gặp nhau đã như là cố nhân vậy. Giờ đây hai người đã xưng hô với nhau như hai người bạn thân thiết, không còn gượng gạo chị, em như ban đầu nữa. Vương Cửu Cửu cần Vương Nhạc tạo thế cho nàng, giúp nàng tạo ra một thế, để Tần Lạc và nàng được ở bên nhau, còn Vương Nhạc thì cũng lấy được rất nhiều nguồn tin từ Vương Cửu Cửu. Bài viết của Vương Nhạc được truyền về qua mạng, và nhận được sự tán thưởng hết mình của chủ biên. Bên trên cũng đã lệnh cho nàng viết tiếp diễn biến câu chuyện sau chiến địa nguy tình cho đến khi nào sự việc nơi đây kết thúc. Dịch bệnh từ mũi mặt người có được khống chế thì thôi. Vì thế nên khi Vương Cửu Cửu đi ra khỏi lều vải, định đi đến các thôn lân cận để tìm hiểu tình hình, thì Vương Nhạc đi theo ngay mà không có lấy một chút do dự. Đi đầu là một người đàn ông của thôn Cửu Chi Hoa, tên là Hổ Tử. Mà không, phải là một chàng trai mới đúng. Hổ Tử mới có mười mấy tuổi, nhưng dáng vẻ, bộ dạng lại thành thục hơn độ tuổi của cậu ta rất nhiều. Cậu ta đi học được mấy năm, nhưng cảm thấy việc đi học này chẳng có gì thú vị nên đã thôi học. Những cậu bé lớn như cậu ta mà đã sớm phải đi đến những thành phố gần biển tìm việc kiếm tiền từ lâu rồi. Nhưng vì cha cậu bé mất sớm, mẹ lại bị liệt giường, nên cậu chỉ có thể ở lại trong thôn làm việc nông mà thôi, khi nào rỗi rãi thì đi săn ít mồi rồi đem đi bán. Khi Vương Cửu Cửu đi tìm trưởng thôn để đòi người thì trưởng thôn liền phái Hổ Tử đi cùng bọn họ. Bọn họ xuất phát từ trưa, mãi rồi cũng đến được thôn Bạch Thủy ở bên cạnh. Sau khi tìm hiểu và bàn bạc một số tình hình với trưởng thôn bên đó thì bèn quay về. Kế hoạch đầu tư cụ thể còn cần phải thông qua thương lượng với những thành viên trong đội mới quyết định được. Thế nhưng, như anh ấy tức giận thì làm thế nào? Vương Cửu Cửu vẫn có phần lo lắng. Cậu đã hy sinh lớn như vậy, chạy đến một nơi mà lúc nào cũng có thể thiệt mạng thế này, đến cả cái chết còn không sợ thì sao còn sợ anh ấy giận cơ chứ? Vương Nhạc nhìn Vương Cửu Cửu nói, dựa theo tình hình mà cậu phải đối mặt bây giờ thì đây quả là một nước cờ tuyệt diệu. Mình nghĩ, những đối thủ của cậu từ giờ sẽ đánh giá kỹ cậu, chứ không xem cậu như một cô bé học sinh không có liên quan gì nữa đâu. Cậu phải cạnh tranh bình đẳng với họ, phải làm cho họ xem cậu như một đối thủ cạnh tranh thực sự. Đúng vậy, mình không hề hối hận gì về việc làm này. Vương Cửu Cửu nói, sau đó khẽ á, lên một tiếng, rút chiếc gai đâm vào ngón tay của mình ra. Nói, mình chỉ hy vọng rằng anh ấy sẽ không giận mình thôi. Vương Nhạc thở dài một cái nói, Cửu Cửu, một cô gái đáng yêu như cậu, thì chẳng có người đàn ông nào có thể tức giận cậu được đâu. Là một người phụ nữ, cậu chỉ là muốn được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thôi mà. Lẽ nào đây lại bị coi như là một tội lỗi không thể tha thứ hay sao? Vương Cửu Cửu chỉ mỉm cười mà không nói thêm câu nào. Lại một lần nữa giơ tay ra hất một cành cây khô bị rơi xuống trước mặt. Vương Cửu Cửu nhìn thấy một vật đang bò lổm ngổm ở phía trước, nhìn như một con chó đen to lớn, liền cười ha ha nói, ơ, đó là cái gì vậy? Chó nhà ai chạy đến đây thế này? Chó, chó ở đâu? Vì Vương Nhạc đeo kính nên không nhìn thấy động tĩnh gì từ phía xa cả. Hổ Tử nhìn theo hướng tay chỉ của Vương Cửu Cửu, vẻ mặt cậu ta vốn đã đen thì giờ chẳng khác nào bị đốt cho cháy thui đi cả. Cậu ta vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai người, nói với giọng không được chuẩn cho lắm, mau chạy nhanh. Đó là gấu ngựa đó. Chương 307, hoàng tử vẫn chưa tới, thì công chúa cứ tiếp tục giả chết đi.